Bí thư trùng sinh. Vương Tử Quân. Chương 646, một nghệ thuật thỏa hiệp chính trị. Sau khi nói về vài chuyện công tác, Lục Ngọc Hùng đưa văn kiện trong tay cho Vương Tử Quân rồi nói. Bí thư Vương, đây là những đơn vị tích cực trong công tác đổi mới tác phong, mời anh xem qua. Vương Tử Quân nhìn một vài cái tên đơn vị trong văn kiện, vẻ mặt rất bình tĩnh. Nhưng khi ánh mắt hắn rơi vào vị trí hàng đầu là Cục Công an, ánh mắt không khỏi có vài phần biến đổi. Tuy Vương Tử Quân không biết Cục Công an triển khai mở rộng công tác học tập chuyển biến tư tưởng của cán bộ như thế nào, nhưng Lục Ngọc Hùng bây giờ đưa danh sách này đến cho mình tuyệt đối không phải là trùng hợp. Hắn nhìn bản danh sách trên tay, sau đó cười lạnh một tiếng rồi tiện tay đặt lên mặt bàn. Phương diện đẩy mạnh học tập tư tưởng và xây dựng hiệu năng của cơ quan đơn vị cũng cần phải liên tục đẩy mạnh. Như vậy mới có thể tiến hành khen ngợi những cá nhân và đơn vị có biểu hiện tốt nhất. Chúng ta có khen ngợi cũng phải có phê bình, như vậy mới xem như cung cấp động lực và sự giúp đỡ cho đơn vị ban ngành phát triển. Tôi cũng nghĩ như vậy, vì thế tôi mới nghĩ rằng nên tổng kết theo từng giai đoạn, dù sao thì hoạt động cũng chỉ mới bắt đầu được nửa tháng mà thôi. Lục Ngọc Hùng xoa xoa hai bàn tay, sau đó dùng giọng thăm dò để đề nghị với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân nhìn vẻ mặt với biểu hiện thành thật của Lục Ngọc Hùng, hắn gật đầu nói. Tôi thấy như vậy hoàn toàn có thể. Lục Ngọc Hùng luôn quan sát Vương Tử Quân, hắn nhìn gương mặt không chút sợ hãi, trên mặt không chút biểu hiện của Vương Tử Quân, thế là trong lòng cảm thấy căng thẳng. Hắn không tin Vương Tử Quân không nhìn ra vấn đề nằm trên danh sách đơn vị khen thưởng, nhưng lúc này thái độ không nóng không lạnh của Vương Tử Quân lại làm cho hắn sinh ra cảm giác không thoải mái. Người này quá bình tĩnh. Lục Ngọc Hùng thầm nghĩ như vậy, hắn lại báo cáo vài hạng mục công tác cho Vương Tử Quân, sau đó mới rời khỏi phòng. Lục Ngọc Hùng cũng không đi đến chỗ nào khác, hắn trực tiếp về phòng làm việc của mình. Lúc này trong phòng đã có người chờ sẵn, sau khi hắn đi vào thì Cục trưởng Cục Công an Hà Tiến Trung dùng giọng không thể chờ đợi được hỏi. Bí thư Lục, thế nào? Đồng chí Vương Tử Quân đồng ý tiến hành khen ngợi các đơn vị tiên tiến. Lục Ngọc Hùng tiếp nhận ly nước Hà Tiến Trung đưa đến. Hắn uống một ngụm rồi nói. Gương mặt u ám của Hà Tiến Trung lúc này giống như xuất hiện mặt trời, hắn khẽ thở ra một hơi thật dài, sau đó ngồi xuống uống trà. Hắn khẽ dựa lưng lên ghế salon, giống như vừa lấy ra 1000 cân trên cơ thể của mình. Lục Ngọc Hùng nhìn bộ dạng không vui của Hà Tiến Trung, trong lòng cũng có chút không thoải mái, hắn đặt ly trà xuống rồi nói. Anh Hà, anh cũng không nên buồn lo vô cớ. Chuyện kia cho dù hắn có tức giận thế nào thì cũng không thể nào tìm đến anh vào lúc này cho được. Hà Tiến Trung hiểu Lục Ngọc Hùng đang nói đến ai, hắn khẽ gật đầu, hắn trầm ngâm giây lát rồi mới nói. Tôi chỉ cảm thấy có chút không thoải mái, nếu không. Hà Tiến Trung nói đến đây thì giống như nhớ ra điều gì đó, hắn tranh thủ ngậm miệng lại. Vẻ mặt Lục Ngọc Hùng không chút biến đổi, hắn cười cười nói. Anh Hà, anh có gì không thoải mái? Tuy hắn có thể không xem trọng anh, nhưng có anh Lý và tôi giúp đỡ, hơn nữa còn có bí thư ủy ban tư pháp, như vậy vị trí cục trưởng cục công an của anh không phải sẽ ổn như núi Thái Sơn sao? Hà Tiến Trung cười cười mà không nói gì thêm, bầu không khí trong phòng cũng rơi vào trầm mặc. Lục Ngọc Hùng trầm ngâm giây lát, sau đó đột nhiên nói. Có tin tức gì về vợ của Nhiếp Vinh Quân không? Còn chưa có, chúng ta đi trễ một bước rồi. Hà Tiến Trung hơi ngẩng đầu lên. Hắn dùng giọng không cam lòng nói. Nếu sớm biết con đàn bà kia khó hầu hạ như vậy, lúc đấy chúng ta nên đổi thủ đoạn, đỡ để lưu lại di chứng như lúc này. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Lục Ngọc Hùng không lên tiếng, nhưng ánh mắt lấp lánh lại nói rõ tất cả. Hắn trầm ngâm giây lát rồi đột thở dài một hơi nói. Ôi, người tính không bằng trời tính, khi đó tôi cũng không ngờ thành phố La Nam chúng ta sẽ tiếp nhận một vị bí thư thị ủy mới. Bí thư thị ủy mới thì thế nào? Đừng tưởng bây giờ hắn ta rất có cảnh tượng, chỉ là kiêu ngạo nhất thời mà thôi, trên địa bàn thành phố La Nam này quyền khống chế nằm trong tay tôi, chưa đến lượt hắn có thể đảm đương nhiệm vụ quan trọng như vậy. Hà Tiến Trung nói đến đây thì chợt đứng lên nói. Bí thư Lục, ngày nào ngài có rảnh thì đến khuyên Trịnh Hiểu Nam, tên kia sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện, tôi cũng không muốn suốt ngày cứ phải chùi đít cho hắn. Tút tút tút, tiếng chuông điện thoại vang lên bên tai Vương Tử Quân. Hắn cầm lấy điện thoại nhìn thoáng qua, sau đó nhanh chóng nghe máy. Hồng Cầm, em vẫn khỏe chứ? Vương Tử Quân vừa nghe điện thoại thì dùng giọng dịu dàng nói với đầu dây bên kia. Giọng nói mang theo nụ cười yêu kiều của Tần Hồng Cầm từ đầu dây bên kia truyền đến.
Tử Quân, chúc mừng anh, Y Phong đã sinh rồi, là một tiểu thiên kim, Lâm Bồn trưa nay, mẹ con bình an. Đã sinh, sao lại sinh rồi? Vương Tử Quân giữ chặt điện thoại, trong lòng giống như vang lên tiếng nhạc làm cho cơ thể run rẩy. Một lúc lâu sau hắn mới dùng giọng khó thể tin nói. Không phải nói nửa tháng sau mới sinh sao? Trước đó sao không gọi điện thoại cho anh? Y Phong không cho em nói với anh, cô ấy biết anh bây giờ rất bận rộn. Tần Hồng Cẩm trầm ngâm giây lát rồi nói tiếp. Hơn nữa, Tử Quân, theo tình huống của anh hiện tại thì cũng không thích hợp đến đây, anh cứ yên tâm, có em ở chỗ này thì sẽ chẳng có chuyện gì. Vương Tử Quân thầm cảm thấy trong lòng bùng lên một dòng nước ấm áp, người phụ nữ này quá khéo hiểu lòng người. Đều nói phụ nữ hay ghen, nhưng lúc này Y Phong sinh con mà Tần Hồng Cẩm vẫn bảo trì được thiện ý, xem ra đây là một tính cách theo bản năng của nàng. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, hắn không nhịn được hỏi. Y Phong đâu rồi? Cô ấy vừa mới ngủ, cô gái nặng 6 cân, mập mạp, thật sự giống mẹ như đúc, lại khỏe mạnh xinh đẹp, rất đáng yêu. Tần Hồng Cẩm liên tục giới thiệu tình huống hai mẹ con Y Phong cho Vương Tử Quân qua điện thoại, Vương Tử Quân có thể căn cứ vào lời nói để cảm nhận được sự quan tâm của Tần Hồng Cẩm với Y Phong. Nàng say sưa miêu tả từng chi tiết về cô bé vừa sinh, nói rằng cô bé cười hí hửng trong lòng mình, chỉ cần y tá đưa đi sẽ khóc thét lên, đưa cô bé vào lòng nàng thì lại tươi cười ngay. Chỉ là mình thiếu kinh nghiệm chăm sóc trẻ em, thế cho nên để bé tiểu tiện lên người, v.v. Nàng càng nói càng tỏ ra vui vẻ, tràn đầy tình thương với trẻ em. Ôi, có con thật hạnh phúc, có một đứa bé như vậy thì ôm ấp bao lâu cũng không mệt mỏi, dù bé có tiểu tiện hay đại tiện lên người cũng thoải mái vui vẻ mà thôi. Chương 646, 2, nghệ thuật thỏa hiệp chính trị. Tần Hồng Cẩm ở bên kia cười tươi vui vẻ. Vương Tử Quân ở bên này đối mặt với tình huống cẩn thận chu đáo của Tần Hồng Cẩm, thế là tỏ ra rất đau lòng và hổ thẹn. Hắn dùng giọng xin lỗi nói với nàng. Hồng Cẩm, cảm ơn em, những năm qua anh thật sự làm khó cho em. Em đã thay anh làm nhiều việc, đợi vài ngày sau rảnh rỗi, hai ta cũng sinh một bé như vậy. Sinh một thì không đủ, em muốn sinh vài đứa cơ. Tần Hồng Cẩm ở đầu dây bên kia dùng giọng hờn dỗi nói, Vương Tử Quân nghe thấy vậy thì trong lòng run lên. Chợt nhớ đến dáng người và cơ thể của Tần Hồng Cẩm. Nhưng ngay sau đó đầu dây bên kia đã vang lên tiếng cười duyên. Thế nào, anh sợ sao? Sợ em bỏ rơi anh sao? Chồng, chọc anh thôi, anh muốn sinh nhiều như vậy sao? Em mặc kệ, người ta cũng không phải là heo mẹ. Tất nhiên em không phải là heo mẹ bình thường, em là một con heo mẹ xinh xắn, một con heo mẹ dịu dàng xinh đẹp. Vương Tử Quân nở nụ cười vui vẻ nói với Tần Hồng Cẩm. Tần Hồng Cẩm nghĩ đến người đàn ông làm cho mình mê muội, nghĩ đến bản tính thích mặc áo trắng của hắn, nghĩ đến bộ dạng tiêu sái, phong độ nhẹ nhàng, phong thái nho nhã của hắn, thế là trong lòng có chút chua xót. Nàng thở dài nói, anh cứ chăm lo tốt cho Tiểu Bắc, hiện tại anh cũng là người có con cái, em chỉ muốn mỗi năm nếu có thể thì anh đến bên em vài ngày, có thể cho em những cảm giác giống như của Tiểu Bắc, như vậy là quá đủ rồi, chỉ cần như vậy thôi, không còn gì khác. Vương Tử Quân nghe xong mà cảm thấy trong lòng chua xót, làm quan đến cấp bậc cao vời thì thời gian và tinh lực cũng không còn nhiều, mặc dù hắn đi công tác đến phương Nam cũng cố gắng đi tìm Tần Hồng Cẩm, thế nhưng cơ hội như vậy là quá ít. Mỗi lần gặp mặt nhau, Tần Hồng Cẩm là một người phụ nữ thông minh và thấu hiểu lòng người, nàng luôn sợ gây ra ảnh hưởng với Vương Tử Quân, đều tránh đi đến nơi đông người, luôn đặt một phòng nhỏ ở khách sạn trong một huyện ngoại thành, yên tĩnh qua ngày. Mỗi lần ôm người đàn ông của mình thì nàng luôn cảm thấy mình giống như hoàn toàn thả lỏng cả cơ thể và tinh thần, tất cả những cảm giác tương tư chất giấu trong lòng thoải mái phát tiết ra bên ngoài. Nàng cũng có lúc mâu thuẫn, có lúc vùng vẫy, nhưng dù thế nào cũng không nghĩ đến chuyện lập gia đình. Nàng không thể nào giữ hắn lại bên cạnh làm bạn nửa năm hay một thời gian dài, nàng cho rằng cứ như thế này là quá đủ rồi, chỉ cần được phân một chén canh với Mạc Tiểu Bắc là được. Vương Tử Quân đau lòng khuyên Tần Hồng Cẩm. Hồng Cẩm, em nên tìm người kết hôn, có đôi khi hôn nhân không nhất định phải có tình yêu. Tần Hồng Cẩm ở đầu dây bên kia nghe thấy Vương Tử Quân nói như vậy thì tỏ ra mặc kệ. Chồng, anh ghét bỏ em sao? Vương Tử Quân liên tục giải thích. Không phải, không phải, anh chỉ cảm thấy em quá mệt mỏi. Tần Hồng Cẩm không thể che giấu được nụ cười. Không có gì, em đã quen rồi. Sau khi nói chuyện hơn 10 phút thì hai người cúp điện thoại. Cho đến nay tuy Vương Tử Quân mỗi lần gặp chuyện lớn đều cố gắng khuyên mình trấn định, thế nhưng lúc này hắn thật sự không bảo trì được trạng thái như thường.
Hắn đi lại vài vòng trong phòng làm việc, thỉnh thoảng lại nở nụ cười ngây ngô. Lúc này Vương Tử Quân hận không thể ngồi lên máy bay bay thẳng đến phương Nam, tự tay bế bảo bối của mình. Nhưng ý nghĩ này của hắn thật sự không thực tế, hắn là bí thư thị ủy La Nam, hắn xuất hành cũng không phải là sự kiện đơn giản. Chụt! Vương Tử Quân cầm tấm hình con trai của mình lên hôn một cái, sau đó trên mặt hắn xuất hiện nụ cười ngây ngô. Con trai, con đã có một em gái làm bạn. Cốc cốc cốc! Tiếng gõ cửa khẽ vang lên làm cho bí thư Vương giật mình tỉnh lại trong lúc thất thố cười ngây ngô, hắn lại quay về bàn làm việc của mình, cẩn thận xem xét lại bản thân, sau đó mới nói hai chữ mời vào. Bí thư Vương, đây là sắp xếp công tác hôm nay. Đồng chí Tân đặt một phần văn kiện lên bàn, hắn khẽ nói với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân tiếp nhận văn kiện với nội dung là chương trình hoạt động trong ngày của mình rồi nhìn thoáng qua, hắn trầm ngâm giây lát rồi nói. Hủy bỏ hội nghị vào 3 giờ chiều nay, thời gian đó chúng ta nên quấy rầy sư đoàn trưởng Lộ một chút. Đồng chí Tân khẽ gật đầu, tuy hắn không biết lần này Vương Tử Quân rốt cuộc có ý đồ gì, thế nhưng nhìn vào những hành động chú ý thăm hỏi quân nhân của Bí Thư Vương vào những ngày này thì thấy rõ ràng có mưu đồ. Vâng, đồng chí Tân đồng ý một tiếng, sau đó hắn nhanh chóng ghi chép lại lời phân phó của Vương Tử Quân. Đồng thời anh gọi điện thoại cho Chủ tịch Lý, để xem anh ấy có thời gian không. Chút nữa đến phòng làm việc của tôi một chuyến. Vương Tử Quân trầm ngâm một chút rồi nói. Sau khi nghe được phân phó của Vương Tử Quân, đồng chí Tân không chần chờ mà lấy điện thoại ra nhanh chóng bấm số của Chủ tịch Lý Quý Niên. Sau khi nói vài câu trong điện thoại thì đồng chí Tân khẽ nói. Bí thư Vương, Chủ tịch Lý nói sẽ đến ngay. Vương Tử Quân nhìn thoáng qua đồng chí Tân, hắn biết rõ đồng chí Tân truyền đạt đúng ý của mình, bây giờ Lý Quý Niên lại nhanh chóng đi đến. Xem ra Chủ tịch Lý vẫn biểu hiện vẻ bề ngoài rất đúng chỗ, ít nhất cũng không làm cho người ta nhìn ra bất kỳ vấn đề gì. Anh pha trà cho tôi, chút nữa tôi và Chủ tịch Lý sẽ bàn bạc vài vấn đề. Vương Tử Quân nói rồi chợt hỏi. Công tác thăm hỏi đã chuẩn bị xong chưa? Đã chuẩn bị xong, có thể xuất phát bất cứ lúc nào. Đồng chí Tân lấy trà từ trong tủ, sau đó khẽ nói với Vương Tử Quân. Vài phút sau, khi mùi hương trà bùng lên khắp bốn phía trong phòng làm việc của Vương Tử Quân, Lý Quý Niên chợt mỉm cười đi đến, hắn vừa vào cửa thì đã cười ha hả nói. Tôi biết trà ở chỗ Bí Thư Vương tốt hơn chỗ của mình rất nhiều, sau này kính mong Bí Thư Vương kêu gọi nhiều hơn, ít nhất thì tôi cũng được thơm lây. Vương Tử Quân vừa đứng lên mời Lý Quý Niên ngồi xuống ghế vừa cười nói. Trà của tôi tuy không phải nhãn hiệu gì đỉnh cấp, thế nhưng đều là trà thủ công. Chủ tịch Lý nếu thích thì chút nữa tôi nói Chí Tân đưa sang cho anh hai túi. Lý Quý Niên nhìn gương mặt tươi cười của Vương Tử Quân, thế là trong lòng càng sinh ra cảm giác không yên. Tuy không biết lần này Vương Tử Quân gọi mình đến vì chuyện gì, thế nhưng hắn biết rõ chuyện Vương Tử Quân đến Hội đồng Nhân dân thành phố. Hắn nghĩ đến tình huống Trình Tự Học đang khổ sở nói không nên lời, thế là da đầu không khỏi run lên. Vương Tử Quân bây giờ tuy rất khách khí với mình, thế nhưng điều này cũng không liên quan gì đến phương diện bí thư sẽ động đao lên người mình. Tuy Lý Quý Niên cảm thấy mình không có gì phải sợ Vương Tử Quân, thế nhưng cảm giác vẫn khó thể nào lái đi đâu được. Chủ tịch Lý, đã đến lễ 1 tháng 8, ủy ban chúng ta có sắp xếp gì để thăm hỏi an ủi quân nhân không? Vương Tử Quân uống một ngụm trà rồi khẽ hỏi. Chương 646, 3, nghệ thuật thỏa hiệp chính trị. Sau khi nghe thấy Vương Tử Quân nói đến chuyện này thì trái tim của Lý Quý Niên cũng nhanh chóng thả lỏng hơn phân nửa, hắn cười cười nói. Bí Thư Vương, đối với chuyện này chúng ta đều có chính sách, tôi đề nghị Bí Thư Vương cứ theo quy củ như trước kia là được. Lý Quý Niên nói rồi nhìn chằm chằm vào mặt Vương Tử Quân, hắn dừng lại một chút rồi khẽ nói. Nhưng nếu Bí Thư Vương cảm thấy không đủ, như vậy chúng ta tăng thêm một chút cũng không là vấn đề. Vương Tử Quân gật đầu nói. Lượng sức mà đi, dù sao thì tình hình của thành phố La Nam cũng không dư giả, thế nhưng dù thế nào thì cũng phải có thái độ cho thật tốt. Chúng ta không làm tốt ở phương diện vật chất, nhưng ở phương diện thái độ thì nhất định phải làm cho người ta cảm nhận được lòng chân thành. Lý Quý Niên đã sớm có tính toán, cho dù chặt đầu cá vá đầu tôm thì cũng phải làm sao chống đỡ thể diện cho Vương Tử Quân. Lúc này nghe thấy Vương Tử Quân nói như vậy thì trong lòng thật sự buông lỏng. Hắn là lãnh đạo khối chính quyền thành phố. Hắn cũng cảm nhận được tài chính của thành phố La Nam thật sự nghèo không chịu nổi, cũng không dễ sống qua ngày. Bí thư Vương nói đúng, tôi cảm thấy người ta cũng không phải thiếu chút vật phẩm an ủi của chúng ta đi xem như cũng truyền đạt được phần tâm ý của mình. Vương Tử Quân cười cười,
hắn lại châm trà cho Lý Quý Niên, hai người lại bắt đầu bàn về chuyện công tác. Trong khoảng thời gian này Vương Tử Quân dù không nói ra bất kỳ vấn đề gì mẫn cảm với Lý Quý Niên, thế nhưng thái độ của Lý Quý Niên ở vài vấn đề lại làm cho hắn cảm thấy một cảm giác trơn trượt như lươn. Vương Tử Quân nói ra khá nhiều vấn đề, thế nhưng Lý Quý Niên căn bản chỉ nói một câu, tôi nghe theo chỉ thị của Bí Thư Vương. Lý Quý Niên căn bản tránh không tỏ thái độ ở khá nhiều sự việc, giống như một người vợ bé nhẫn nhịn chịu đựng vậy. Dưới tình huống bình thường, là một lãnh đạo cường thế thì sẽ rất thích một cấp dưới quy thuận như vậy, thế nhưng Vương Tử Quân cũng không vì vậy mà cảm thấy thoải mái. Chưa nói đến ý kiến phản đối, người ta không làm trái lại ý của anh, điều này cũng không có nghĩa là người ta luôn trung thành và đi theo anh, hơn nữa thái độ như vậy càng không làm cho anh thấy được bất kỳ vấn đề gì để nắm bắt. Vương Tử Quân nói chuyện với Lý Quý Niên hơn nửa giờ, khi đồng hồ báo 9 giờ thì Vương Tử Quân cười nói. Chủ tịch Lý, đã đến đúng thời gian, chúng ta nên xuất phát thôi. Lý Quý Niên gật đầu nói. Bí thư Vương, tôi thu thập một chút, lát nữa chúng ta gặp lại. Vương Tử Quân nhìn hình bóng Lý Quý Niên biến mất nơi khúc ngoặt cầu thang, hắn lại quay về phòng làm việc của mình. Hắn nhìn bã trà trên bàn, khóe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Dù thế nào thì Vương Tử Quân cũng đạt được mục đích trong cuộc nói chuyện với Lý Quý Niên. 10 giờ sáng, đoàn người Vương Tử Quân đi đến địa điểm đóng quân, vì đã sớm liên lạc với nhau nên đoàn lãnh đạo địa phương được lãnh đạo quân đội hoan nghênh rất long trọng. Sau một vài hoạt động thăm hỏi phát biểu, Sư trưởng Lộ Hà Thuấn nhiệt tình giữ nhóm người Vương Tử Quân ở lại dùng cơm. Sư trưởng Lộ hơn 40 tuổi, giọng nói khá lớn, vừa thấy mặt đã làm cho người ta sinh ra cảm giác hào sảng. Vương Tử Quân đối mặt với lòng nhiệt tình của Sư trưởng Lộ thì cười ha hả nói. Sư trưởng Lộ dù không muốn mời khách thì chúng tôi lần này sẽ cố gắng ở lại quấy rầy, bây giờ chủ nhân nhiệt tình như vậy thì chúng tôi sẽ không chối từ. Tốt, Bí thư Vương thật sự rất sảng khoái, vậy thì chúng ta cùng nhau đẩy mạnh cảm tình. Sư trưởng Lộ vừa nói vừa vung tay dùng giọng dứt khoát nói với chính ủy ở sau lưng. Chính ủy Lý, đã chuẩn bị xong chưa? Bí thư Vương hôm nay đến chỗ chúng ta, như vậy cho bọn họ kiên trì nguyên tắc, giữ Bí thư Vương ở lại ăn một bữa no say. Đám người phía sau rất hiểu tính cách của Lộ Hà Thuấn, thế cho nên nhanh chóng thực hiện công tác. Chỉ mất nửa giờ nhà ăn đã dọn đủ các món, vì các vị thường ủy thành phố La Nam đều đến đông đủ, hơn nữa còn có cán bộ của đơn vị bộ đội. Thế là bữa cơm này khá lớn, ngồi đầy hai bàn. Sư trưởng Lộ cảm thấy rất có thể diện với tình huống Vương Tử Quân dẫn đầu toàn thể ban ngành đến thăm hỏi chúc mừng, hắn không quan tâm đến phương diện có bao nhiêu vật phẩm được đưa đến, hắn chỉ chú tâm đến thái độ của lãnh đạo thành phố La Nam. Toàn thể cán bộ ban ngành thành phố La Nam đến sư đoàn thăm hỏi động viên, đây thật sự là xưa nay chưa từng có, điều này nói rõ cái gì? Chính là đảng ủy chính quyền địa phương đang rất coi trọng công tác nối quan hệ với bọn họ. Bí thư Vương, hôm nay hai người chúng ta gặp mặt lần đầu tiên, chúng ta cần phải uống cho sảng khoái, như vậy mới là bạn tốt. Sư trưởng Lộ Hà Thuấn ngồi bên cạnh Vương Tử Quân, hắn đặt một chai rượu đặc biệt cung cấp cho quân nhân ở bên cạnh Vương Tử Quân, sau đó cười lớn nói. Vương Tử Quân nhìn cái chén lớn trước mặt mà thật sự cảm thấy ngây cả người, tình hình trước mặt đã căn bản khó thể nào quay đầu, thế là hắn cười sảng khoái nói. Tốt, Sư trưởng Lộ, hôm nay khách theo chủ. Uống rượu chén lớn, ăn thịt miếng lớn, không say không nghỉ. Khi từng chai rượu được khui thì bữa tiệc liên hoan càng thêm náo nhiệt. Sư trưởng Lộ và chính ủy Lý là người làm chủ, bọn họ liên tục mời rượu, Bí thư Vương Tử Quân tất nhiên sẽ là trọng điểm được quan tâm. Chỉ mới nửa giờ trôi qua, tuy Vương Tử Quân nắm chắc tửu lượng của mình, thế nhưng thật sự sinh ra cảm giác muốn nôn ngay tại chỗ. Nhóm người Lý Quý Niên cũng uống khá nhiều, gương mặt kẻ nào cũng đỏ bừng bừng. Một vài cảm giác lạnh nhạt lúc ban đầu cũng dần biến mất khi rượu thịt được đổ vào bụng. Bí thư Vương, Chủ tịch Lý, hai vị lãnh đạo cả ngày bận rộn, hôm nay có thể tự mình đến đây, tôi thật sự cảm thấy vui mừng và cảm động. Lúc này để bày tỏ lòng thành, tôi kính hai vị một ly. Gương mặt Sư trưởng Lộ tuy cũng đỏ bừng bừng nhưng nhìn qua vẫn có vẻ khá tỉnh táo. Sư trưởng Lộ, anh mời rượu hai chúng tôi, đây rõ ràng là chiếm hết tiện nghi. Chủ tịch Lý, anh uống trước với Sư trưởng Lộ đi. Vương Tử Quân đây Lý Quý Niên ở bên cạnh rồi dùng giọng kháng nghị nói. Lý Quý Niên không phản bác, hắn cười hì hì cụng ly với Lộ Hà Thuấn. Sau khi uống cạn ly, Lộ Hà Thuấn chợt vung tay nói. Mọi người ăn đi. Vương Tử Quân còn chưa kịp ra tay thì Lộ Hà Thuấn đã kẹp cho hắn một miếng thịt khá lớn, tự chủ trương thay cho Vương Tử Quân.
Ngay sau đó Lộ Hà Thuấn cũng không quên rót đầy ly cho mình và Lý Quý Niên, lại cười nói. Hai vị lãnh đạo, chỗ này của tôi có việc kính nhờ hai vị xử trí dùm. Lý Quý Niên tuy uống hơi nhiều rượu nhưng đầu óc vẫn rất tỉnh táo, hắn biết những chuyện nói ra vào lúc này thường sẽ là không nhỏ, cũng không phải tùy tiện mở miệng đồng ý lung tung được. Khi hắn đang định mượn cớ say xỉn để kéo dài chút thời gian thì chợt nghe thấy Vương Tử Quân ở bên cạnh dùng giọng say khướt nói. Sư trưởng Lộ, anh nói những lời này là không được, cái gì mà kính nhờ. Với quan hệ giữa chúng ta, có gì cứ nói thẳng, cần gì phải khách khí như vậy. Lúc này phạt anh hai ly vì nói ra một câu xa lạ như vậy. Được, được, Bí Thư Vương, tôi nói sai rồi, tôi sẽ chịu phạt. Lộ Hà Thuấn nghe Vương Tử Quân nói như vậy thì gật đầu cười sảng khoái, sau đó sai bảo nhân viên lấy ra hai chén mới xếp thành hàng, rót đầy rượu và nhanh chóng uống cạn. Lúc này bầu không khí trong phòng dần bình tĩnh lại, gương mặt Lộ Hà Thuấn càng thêm đỏ ửng, hắn chỉ về phía một sĩ quan hơn 40 tuổi cách đó không xa nói. Anh Mễ, anh đến đây. Chương 647, một dùng rượu tước binh quyền. Tên sĩ quan kia bước đến, so sánh với đám người đã lờ đờ say thì hắn cực kỳ tỉnh táo. Hắn chạy đến bên cạnh sư trưởng Lộ, hai chân khép lại thật chặt, lại dùng giọng lớn tiếng nói. Báo cáo sư trưởng, Bí Thư Vương. Anh Mễ là trung đoàn trưởng trung đoàn 2, hai ngày nữa sẽ chuyển nghề, khi đó sẽ là thuộc hạ của ngài, đến lúc đó kính mong Bí Thư Vương và các vị lãnh đạo quan tâm nhiều hơn. Người này có năng lực rất tốt, trách nhiệm mạnh mẽ, là một thành viên có khả năng và cực kỳ đắc lực. Sư trưởng Lộ nói rồi chỉ về phía Vương Tử Quân. Ra mắt Bí Thư Vương. Chào Bí Thư Vương, tôi là Mễ Hoa Lâm, trung đoàn trưởng trung đoàn 2. Mễ Hoa Lâm chào Vương Tử Quân theo đúng nghi thức quân đội rồi nói. Vương Tử Quân gật đầu cười cười nói. Sư trưởng Lộ, anh nói đến chuyện này sao? Thật sự quá tốt, là một thành viên có khả năng trong sư đoàn của anh, đến thành phố La Nam công tác nhất định sẽ có nhiều không gian thi triển. Điều này tôi hoàn toàn có thể đảm bảo cho Bí Thư Vương, anh Mễ thật sự là cán bộ cực kỳ có năng lực. Sư trưởng Lộ nói đến đây thì nâng ly rượu lên nói. Anh Mễ ngoài phương diện tính tình có hơi cứng, tất cả các phương diện khác đều tốt. Vì vậy lúc này tôi ở đây kính nhờ Bí Thư Vương, sau khi chuyển nghề đến địa phương thì mong anh quan tâm nhiều hơn. Lộ Hà Thuấn nói rồi nâng ly lên uống cạn, hắn uống như vậy rõ ràng chờ Vương Tử Quân biểu hiện. Vương Tử Quân nhìn thoáng qua Lý Quý Niên, sau đó cười nói với Mễ Hoa Lâm. Trung đoàn trưởng Mễ, nếu sư trưởng Lộ đã nói như vậy, anh nói cho tôi xem, anh muốn chuyển nghề vào cương vị công tác nào. Mễ Hoa Lâm có chút trầm ngâm, sau đó trầm giọng nói. Bí Thư Vương, nói thật tôi cũng không muốn rời khỏi quân ngũ, thế nhưng quân nhân phải phục tùng quân lệnh, sau khi đến địa phương tôi tình nguyện đến đơn vị nào tương đồng với quân nhân một chút. Đến đơn vị tương đồng với bộ đội, vậy anh đến cục công an đi. Vương Tử Quân vung tay lên rồi nhìn về phía trưởng phòng Tôn đang ngồi trên một bàn khác nói. Trưởng phòng Tôn, cục công an còn thiếu vị trí nào không? Trưởng phòng Tôn đang nhìn về phía bàn rượu bên này. Sau khi nghe được Vương Tử Quân hỏi thì nhanh chóng đáp lời. Bí Thư Vương, bây giờ cục công an không còn vị trí nào trống cả. Khi thấy Vương Tử Quân trầm mặt xuống, hắn vội vàng nói. Không bằng trước tiên treo một chức vụ ủy viên đảng ủy, đợi vài ngày có ghế trống rồi bổ sung sau. Trưởng phòng Tôn, anh nói như vậy là không sảng khoái, thuần túy là muốn chế giễu sư trưởng Lộ. Thế này đi, Hà Tiến Trung không phải là kiêm nhiệm chức vụ bí thư đảng ủy khối cục công an sao? Như vậy thì đừng kiêm nhiệm nữa, để cho trung đoàn trưởng Mễ đến làm bí thư đảng ủy khối cục công an. Vương Tử Quân vung tay lên dùng giọng gọn gàng dứt khoát nói. Sau khi nghe thấy Vương Tử Quân cho ra quyết định như vậy thì vẻ mặt đám người Lý Quý Niên chợt biến đổi, đặc biệt là Lục Ngọc Hùng, gương mặt đầy men say chợt tan biến sạch sẽ. Hắn há miệng định lên tiếng, thế nhưng thấy Vương Tử Quân nâng ly lên, thế là cuối cùng đành nuốt lời xuống bụng. Kim Điền Lạc vẫn nâng ly uống rượu với một vị phó sư đoàn trưởng, nhưng tâm tư lại bị lời nói của Vương Tử Quân ép chặt. Dù bầu không khí lúc này vẫn rất hài hòa, thế nhưng hắn biết rõ, một quyết định vừa rồi của Bí Thư Vương thật sự giống như một cây gai đâm vào lòng mọi người. Thế nhưng sự việc vẫn phát triển theo chiều hướng bất đắc dĩ như vậy, có một số việc dù anh không thích thì vẫn phải nén giận cho qua. Dưới tình huống lúc này, cho dù Lục Ngọc Hùng có tính cách bá đạo thế nào cũng chỉ có thể nuốt răng vào bụng. Không thể đứng lên phản pháo với Vương Tử Quân, càng không thể không xóa bỏ chức vụ bí thư đảng ủy khối cục công an của Hà Tiến Trung. Ha ha ha, Bí Thư Vương,
có những lời của ngài thì tôi cũng an tâm. Anh Mễ, còn không mau cảm ơn Bí Thư Vương, mau mời rượu Bí Thư Vương. Lộ Hà Thuấn nở nụ cười sáng lạn, rõ ràng Vương Tử Quân vung tay cho ra quyết đoán làm hắn cảm thấy thật sự có mặt mũi. Vương Tử Quân lắc đầu lớn tiếng nói. Sư trưởng Lộ, dù là tôi cho ra đề nghị như vậy, thế nhưng thực tế chính là biểu hiện cụ thể của Đảng ủy chính quyền thành phố La Nam trên phương diện ủng hộ công tác của bộ đội, cũng xem như biểu hiện cho ngài. Nếu bây giờ mời rượu một mình tôi, như vậy tôi xem như có hiểm nghi kể công tự ngạo. Vương Tử Quân nói đến đây thì nhìn Mễ Hoa Lâm rồi cười nói. Trung đoàn trưởng Mễ, sư trưởng Lộ nói anh có sức chiến đấu rất mạnh, hôm nay tôi xem như xuống thực địa kiểm nghiệm. Thế này đi, anh bắt đầu từ chủ tịch Lý rồi kết thúc ở chỗ tôi, xem như mời rượu một vòng, thế nào? Không có vấn đề. Mễ Hoa Lâm cảm thấy rất hưng phấn vì mình có thể trở thành lãnh đạo đứng hàng thứ hai trong Cục Công an thành phố La Nam, đây thật sự là miếng bánh rơi từ trên trời xuống đầu hắn. Hơn nữa sau này hắn sẽ công tác lở thành phố La Nam, lúc này kính rượu các vị thường ủy thị ủy cũng xem như là vinh hạnh cực điểm. Chẳng qua hắn không phải là người thích nói nhiều, thế cho nên cũng không thể thao thao bất tuyệt với các vị lãnh đạo cho được. Khi Mễ Hoa Lâm nâng ly rượu lên thì bầu không khí dậy sóng lại bắt đầu xuất hiện. Hà Tiến Trung gần đây là người linh thông tin tức, hắn chưa chờ nhóm người Vương Tử Quân quay về thị ủy thì đã nhận được tin tức. Khi nghe nói vị trí bí thư đảng ủy khối cục công an rời khỏi bàn tay mình, phản ứng đầu tiên của hắn chính là phẫn nộ. Hà Tiến Trung là cục trưởng kiêm bí thư đảng ủy khối cục công an nhiều năm, có thể nói là lãnh đạo tuyệt đối trong đơn vị, vì thế mới dựng lên quyền uy mạnh mẽ trong cục công an thành phố. Lúc này đột nhiên hắn không còn là bí thư đảng ủy khối, như vậy có nghĩa là hắn sẽ phải tiếp nhận một đối thủ, quan trọng là chiếc bánh quyền lực trong tay hắn sẽ bị người ta cắt đi một phần. Hà Tiến Trung đang uống trà phải nắm chặt chiếc ly trong tay, khoảnh khắc đó hắn hận không thể đập nát chiếc ly, thế nhưng cuối cùng hắn cũng không ra tay. Hắn là một người trà trộn quan trường lâu năm, hắn biết nhiều khi mình có phẫn nộ thì thế cục cũng đã xác định, điều hắn có thể làm là cố gắng bảo trì sự thản nhiên. Đây là trừng phạt của Vương Tử Quân với bản báo cáo trước đó của mình, Hà Tiến Trung nghĩ đến bảo báo cáo trước đó mà trong lòng thầm xác định nguyên nhân của sự việc lần này. Hắn mơ hồ cảm thấy Vương Tử Quân căn bản không phải là đèn cạn dầu, nhưng hắn không ngờ đối phương lại phản ứng nhanh như vậy, hơn nữa lại là không có lối thoát. Quân tử báo thù 10 năm chưa muộn, dựa theo phỏng đoán của Hà Tiến Trung, cho dù Vương Tử Quân có bất mãn ở phương diện này thì cũng phải chờ một thời gian sau mới phát lực với mình. Nhưng hắn không ngờ Vương Tử Quân lại nhanh tay như vậy, lại ra tay làm cho người ta căn bản không kịp chuẩn bị như thế. Tuy Hà Tiến Trung còn là cục trưởng cục công an, vẫn là lãnh đạo đứng đầu cục công an, thế nhưng Mễ Hoa Lâm có được sự giúp đỡ của Vương Tử Quân, tuyệt đối không phải là một dấu hiệu tốt. Chương 647, 2, dùng rượu tước binh quyền. Cục trưởng Hà, đã xảy ra chuyện gì? Phó cục trưởng cục công an Tác Lưu Duệ phụ trách công tác hình sự trinh sát Nogofi bên cạnh Hà Tiến Trung, hắn thấy vẻ mặt cục trưởng Hà biến đổi không đúng thì trầm giọng hỏi. Hà Tiến Trung nhìn gương mặt với ánh mắt ân cần của Tác Lưu Duệ, hắn uống hết ly nước, nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó dùng giọng không quan tâm nói. Cũng không có chuyện gì lớn, thế nhưng hai ngày nữa cục công an chúng ta sẽ có một vị bí thư đảng ủy mới. Bí thư đảng ủy mới. Những người ngồi bên cạnh đều là thủ hạ thân tín của Hà Tiến Trung, bọn họ vừa nghe thấy tin tức này thì đầu tiên là sững sờ, sau đó thì bùng nổ. Cục trưởng Hà, anh đang làm bí thư đảng ủy khối rất tốt, vì sao lại lấy đi chức vụ này của anh? Dùng người thì không thể nghi ngờ thì không dùng người, tổ chức sắp xếp như vậy là có ý gì? Đây không phải là không tín nhiệm hệ thống cục công an chúng ta sao? Tác Lưu Duệ trừng mắt lớn tiếng nói. Tác Lưu Duệ thân cao 1m9. Cơ thể lại béo tốt, nhìn qua không khác gì một con gấu. Chỉ cần là côn đồ thành phố La Nam vừa nghe được tên của hắn, Enjoy không khoa trương thì lạnh cả sống lưng, sợ đến mức toàn thân run rẩy. Thậm chí có người nói, nếu người này không mặc đồng phục cảnh sát, tuyệt đối còn giống thổ phỉ hơn bất kỳ ai khác. Đúng, chúng tôi không phục, chúng ta làm tốt công tác, dựa vào cái gì lại nhét vào một vị bí thư đảng ủy chứ? Một người khác thấy Tác Lưu Duệ lên tiếng thì cũng hét lên. Hào Thanh Dương nhìn đám người chung quanh ồn ào thì trong lòng có chút trấn an, một chút vui vẻ nổi lên khóe miệng. Hắn giống như ném đi khá nhiều cảm giác uể oải, tìm về trạng thái cân đối, thế nhưng vẫn chừng hai mắt nói. Đừng nói nhảm, tổ chức quyết định còn cần các anh đồng ý hay không sao? Tất cả ngậm miệng lại cho tôi, phục tùng sắp xếp của tổ chức là được.
Cục trưởng Hà, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Một vị phó cục trưởng Trùng Trường Thiện ngồi bên cạnh Tác Lưu Duệ chợt khẽ hỏi. Bí thư Vương cảm thấy áp lực của cục công an chúng ta là quá lớn, quá bận rộn, thế cho nên điều người đến chia sẻ gánh nặng. Hà Tiến Trung lúc này đã hoàn toàn tỉnh táo trở lại. Tác Lưu Duệ tuy bị Hà Tiến Trung quát lớn vài câu, thế nhưng hắn dù sao cũng là người đáng tin của Hà Tiến Trung, hắn cũng không sợ Hà Tiến Trung nổi giận, thế là thở phì phì nói. Cục trưởng Hà, điều này là không công bình. Anh nắm công tác ở Cục Công an thành phố La Nam đã dẫn mọi người vào sinh ra tử, công tác với một thân bùn đất mới có thành tích hôm nay, họ Vương kia dựa vào cái gì mà mới đến đã khoa chân múa tay với Cục Công an chúng ta. Còn nữa, cho dù để bạt một người làm bí thư đảng ủy khối Cục Công an, ít nhất cũng phải nhìn vào Cục Công an chứ. Trong Cục Công an nhân tài đông đúc, còn cần anh ta đưa một người ngoài vào nhận công tác sao? Là quyết định của thị ủy, anh sửa được sao? Hơn nữa đây là bí thư Vương làm tốt công tác sắp xếp cho bộ đội xuất ngũ, cho dù anh có nắm lý lẽ cỡ nào cũng phí công vô dụng, thế nên cũng đừng nói nữa. Lúc này Hà Tiến Trung tuy đang tìm lý do cho Vương Tử Quân, thế nhưng trong lòng hắn lại sáng như gương. Chuyện này căn bản không phải là nguyên nhân như vậy, nói ra chỉ có một, đó chính là vì hắn không nghe lời Vương Tử Quân, bí thư Vương thấy mình không dùng được, thế là sắp xếp một người khác biết nghe lời. Hà Tiến Trung trở thành cục trưởng cục công an nhiều năm, có thể nói là thâm căn cố đế, đối phương muốn đẩy đi cũng không phải dễ dàng thực hiện được. Nhưng bây giờ Vương Tử Quân lại lấy mất chức phụ bí thư đảng ủy khối của hắn, điều này không quá khó khăn. Hơn nữa Vương Tử Quân là người nắm đại thế trong tay, đừng nói là Hà Tiến Trung không thể mở miệng, dù là những đại nhân vật giúp đỡ sau lưng cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn không nói gì hơn được. Cục trưởng Hà, thị ủy sắp xếp như thế nào thì chúng ta không thể quản được, thế nhưng lúc này có anh em tụ tập nơi đây. Tôi chỉ biết anh là cục trưởng, còn bà nó cái gì là chó má bí thư, hắn biết tôi nhưng tôi không biết hắn. Tác Lưu Duệ chợt nâng ly rượu lên lớn tiếng nói với bốn phía. Tác Lưu Duệ lên tiếng giống như một câu khẩu hiệu, những người khác cũng lớn tiếng nói theo. Đúng vậy, chúng tôi chỉ biết cục trưởng Hà, bên trên bổ nhiệm xuống bí thư đảng ủy gì đó, chúng tôi quản không được, thế nhưng chúng tôi quản chính mình không được sao? Cục trưởng Hà, sau này chúng tôi vẫn đi theo anh. Còn vị bí thư kia, xin lỗi, chúng tôi thật sự không biết. Những âm thanh rối loạn vang lên, thật sự có chút rối loạn, thế nhưng những lời như vậy rơi vào trong tai lại giống như một chút an ủi với Hà Tiến Trung. Hà Tiến Trung nhìn những gương mặt chân thành của thủ hạ, trong lòng thầm nghĩ, cũng không uổng công mình bảo vệ cho bọn họ, thời điểm này chính là lúc mà giá trị của bọn họ thể hiện rõ ràng nhất. Sáng sớm hôm sau tỉnh lại đã là 8 giờ sáng, Hà Tiến Trung vì tâm tình không tốt nên tối qua uống rượu hơi say. Đến bây giờ vẫn còn đau đầu. Hắn thầm nghĩ, sức khỏe là của bản thân, cho dù sau này có mất hứng thế nào cũng không thể uống quá mức như vậy. Tút tút tút, tiếng chuông điện thoại vang lên, Hà Tiến Trung tiện tay cầm điện thoại, hắn không khỏi cảm thấy run rẩy, vì số điện thoại đó là của đồng chí Tân. Đồng chí Tân cũng không đổi số điện thoại, vẫn là số điện thoại mà hắn dùng từ trước đến nay. Khi chưa đến bên cạnh Vương Tử Quân thì đây là số điện thoại cực kỳ bình thường. Chỉ có người trong nhà và đồng sự cùng văn phòng là biết rõ, nhưng sau khi hắn thành thư ký cho Vương Tử Quân thì dãy số điện thoại này là một ký hiệu mà đám đại nhân vật ở thành phố La Nam ghi tạc trong lòng. Dù sao thì số điện thoại này cũng không phải chỉ đại biểu cho đồng chí Tân, nó còn đại biểu cho bí thư thị ủy Vương Tử Quân. Hà Tiến Trung trầm ngâm giây lát rồi mỉm cười nhận điện thoại. Chào anh, chủ nhiệm Đồng, tôi là Hà Tiến Trung. Chào cục trưởng Hà, bí thư Vương mời anh đến bến xe một chuyến. Đồng chí Tân nói chuyện điện thoại cực kỳ bình tĩnh, thế nhưng giọng điệu bình tĩnh này càng làm cho Hà Tiến Trung cảm thấy bất an. Đặc biệt là đồng chí Tân nói xong thì cúp điện thoại, điều này càng làm cho hắn cảm thấy sợ hãi. Bí thư Vương nói mình đến bến xe làm gì? Hà Tiến Trung nghĩ đến bến xe mà cảm thấy đầu óc rối loạn. Hắn làm công an nhiều năm, hắn biết bến xe là một trong những địa điểm cực kỳ rối loạn, bên trong rồng rắn lẫn lộn, thứ gì cũng có thể phát sinh. Mới sáng sớm Vương Tử Quân đã cho người gọi mình ra bến xe, như vậy tuyệt đối không phải là chuyện nhỏ. Trong đầu chợt lóe lên nhiều ý nghĩ, Hà Tiến Trung nhanh chóng mặc đồng phục cảnh sát, sau đó leo lên xe chạy như bay về phía bến xe. Khi Hà Tiến Trung đi vào bến xe, có mười mấy người túm tụm vây quanh ai đó, trong số đó còn có hai người đàn ông mặc đồng phục cảnh sát. Khi Hà Tiến Trung ngó quanh quần tìm Vương Tử Quân, chợt thấy trong đám người có một người đàn ông trẻ tuổi mặc trang phục thể thao bị người ta vây vào giữa. Khi thấy người đàn ông kia thì hắn chợt cảm thấy có chút quen mắt,
sau khi nhìn kỹ thì nhanh chóng cho ra kết luận người này là ai. Chương 648, cơ hội tới. Vương Tử Quân, có chuyện gì xảy ra? Khi thấy người bị đám đông vây quanh là Vương Tử Quân thì Hà Tiến Trung chợt cảm thấy đầu nổ ầm một tiếng, hắn nhanh chóng đi về phía trước, sau đó chợt nghe một tên đàn ông mặc đồng phục cảnh sát nói. Tiểu tử, ăn cơm trả tiền, thiếu nợ trả tiền, chú em ăn cơm mà không trả tiền, muốn ăn chùa sao? Có phải muốn đến đồn công an uống trà không? Đồng chí cảnh sát, tôi không phải không trả tiền, nhưng cơm quá đắt, một chén súp thịt dê mà lấy 60 đồng, có giá cả đắt đỏ như vậy sao? Vương Tử Quân dùng giọng không chút hoang mang trả lời đối phương. Tên cảnh sát kia cười hì hì nói. Này tiểu tử, thứ này khác biệt, giá cả tất nhiên sẽ khác biệt, sao lúc dùng cơm cậu không hỏi giá? Hơn nữa người ta còn ghi rõ giá cả, cậu không biết nhìn sao? Vương Tử Quân nhìn về phía tên đàn ông mặc trang phục cảnh sát đang chỉ, hắn thấy năm chữ súp thịt dê 6 đồng được viết bằng phấn trắng. Lúc này hắn đã thấy được Hà Tiến Trung, thế nhưng vẫn nói. Đã ghi rõ 6 đồng, thế sao còn lấy tôi 60 đồng? 6 đồng, cậu em, cậu nhìn lại xem, đây không phải có số 0 nữa sao? Người bán hàng vừa nói vừa lấy tấm gỗ ghi giá cả ra đưa đến trước mặt Vương Tử Quân và tên cảnh sát rồi lớn tiếng nói. Vương Tử Quân nhìn qua tấm ván, sau năm chữ còn có một chữ 10, thành ra là 60 đồng, nhưng chữ 10 này rất nhỏ, nếu không nhìn vào thật chăm chú thì căn bản sẽ khó thể thấy được. Tiểu tử, tôi thấy cậu cũng không phải là người địa phương, chuyện này tôi cũng không truy cứu. Cậu nên thanh toán tiền cơm cho người ta, sau đó cậu đi làm việc của cậu, chúng tôi đi làm việc của chúng tôi, xem như sự việc chưa từng phát sinh, được chưa? Tên cảnh sát vỗ vỗ chiếc còng tay bên hông rồi nói tiếp. Nếu không thì theo chúng tôi về đồn công an để phối hợp điều tra. Vương Tử Quân cười lạnh lùng nói. Phối hợp điều tra, tôi tình nguyện phối hợp điều tra chuyện này. Dù đã qua một tháng nhưng Vương Tử Quân vẫn có ấn tượng rất sâu với vị đồn trưởng La này, nếu như lần trước hắn đến thành phố La Nam và không muốn gây chuyện, nhưng hôm nay hắn đến chủ yếu muốn gây chuyện với vị đồn trưởng này. Không, phải nói là dựa vào cấp bậc của đồn trưởng La thì căn bản không đến mức để Vương Tử Quân phải xuất hiện, thế nhưng mục đích của hắn lại chính là thoa thuốc nhỏ mắt cho Cục trưởng Cục Công an Hà Tiến Trung. Đồn trưởng La là bá vương ở bến xe thành phố La Nam, hắn đã gặp qua đủ mọi hạng người, cũng không phải chưa từng được thấy loại người đối nghịch như Vương Tử Quân. Lúc này hắn nghe thấy lời nói của Vương Tử Quân, thế là cũng không nổi giận mà ngược lại còn cười ha hả nói. Được, có tính cách đụng đầu tường không chịu quay đầu. Nếu cậu đã không muốn êm đẹp, như vậy theo tôi về đồn. Đồn trưởng La nói xong thì nhanh chóng vung còng tay định giữ lấy Vương Tử Quân. Dừng tay. Giống như anh hùng thường xuất hiện vào giai đoạn sau cùng. Hà Tiến Trung hổn hển chạy đến bên cạnh Vương Tử Quân rồi thở hồng hộc nói. Bí thư Vương, tôi đến chậm. Vương Tử Quân nhìn gương mặt mệt mỏi đầy mồ hôi của Hà Tiến Trung mà vẻ mặt giống như được phủ một tầng sương lạnh, hắn dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Hà Tiến Trung cả phút đồng hồ, sau đó mới nói. Cục trưởng Hà, anh giúp tôi một chút, tôi căn bản không mang theo tiền, trước tiên anh giúp tôi trả 60 đồng tiền súp thịt dê, quay về tôi sẽ trả lại cho anh. Vương Tử Quân nói rồi quay đầu bước đi. Đồng chí Tân đứng bên cạnh cũng nhanh chóng đi theo tiến độ của lãnh đạo. Người chung quanh lúc này mới hiểu tên thanh niên bỏ đi nghênh ngang kia chính là một đại nhân vật, bà chủ bán súp thịt dê cũng có mặt trong nhóm người, khi mọi người đưa mắt nhìn nhau thì chợt có kẻ kêu lên. Này, còn chưa trả tiền, không được đi. Thấy bà chủ quán phóng về phía Vương Tử Quân thì Hà Tiến Trung chợt sinh ra cảm giác muốn đập đầu vào tường, nhưng nhiều người có mặt ở đây, hắn có thể làm vậy được sao? Hắn chỉ tiến lên giữ chặt lấy cánh tay đầu dầu mỡ của người phụ nữ trung niên đang định chộp vào người Vương Tử Quân rồi nói. Bao nhiêu tiền, tôi trả. Còn bà nó mày có mắt không? Mau cút đi. Hà Tiến Trung không biết đồn trưởng La, thế nhưng đồn trưởng La lại biết cục trưởng Hà. Lúc này trong đầu hắn thật sự không phản ứng kịp, thế nhưng thấy bà chủ kia muốn để cho cục trưởng bỏ tiền, hắn nhanh chóng chạy lên quát tháo đối phương một phen. Hà Tiến Trung dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn đồn trưởng La. Hắn cũng không nói lời nào, trực tiếp ném lại 100 đồng, sau đó chạy về phía Vương Tử Quân. 100. Người phụ nữ trung niên thấy tiền thì hai mắt tỏa sáng, nàng nhặt tiền từ dưới đất lên mà không kìm được niềm vui. Nhưng đồn trưởng La thì không tốt đẹp như vậy, hắn nhìn bộ dạng nóng lòng như lửa đốt của Hà Tiến Trung, biết rõ sắp có chuyện lớn xảy ra. Hà Tiến Trung tuy đuổi theo khá nhanh nhưng lại không bằng xe hơi, hắn nhìn Vương Tử Quân và đồng chí Tân leo lên xe taxi bỏ đi.
thế là cũng nhanh chóng lên xe rồi gọi điện thoại cho phó cục trưởng phụ trách kiểm tra kỷ luật. Sau khi vị phó cục trưởng kia nghe rõ lời phân phó của mình, Hà Tiến Trung nhấn chân ga chạy theo chiếc xe taxi của Vương Tử Quân và đồng chí Tân. Khi Hà Tiến Trung chạy đến cổng thị ủy, vừa lúc thấy Vương Tử Quân đi xuống xe, hắn nhanh chóng chạy đến vài bước rồi nói. Bí thư Vương, chuyện này. Vương Tử Quân nhìn Hà Tiến Trung rồi nói. Đội ngũ công an thành phố La Nam xem ra có tác phong như vậy. Sau khi nói xong thì Vương Tử Quân cũng không quan tâm đến Hà Tiến Trung, hắn trực tiếp đi về phía phòng làm việc của mình. Hà Tiến Trung nhìn hình bóng của Vương Tử Quân, trong lòng hắn chợt sinh ra cảm giác vô lực. Hà Tiến Trung không phải kẻ ngốc, hắn biết rõ đây tuyệt đối không phải là sự kiện ngẫu nhiên hay trùng hợp. Hắn nghĩ đến tình huống ngày hôm qua mình mất đi chức phụ bí thư đảng ủy khối cục công an, bây giờ lại xảy ra chuyện, xem ra bí thư Vương muốn khai đao với mình. Hà Tiến Trung trầm ngâm giây lát rồi đi về phía khu văn phòng thị ủy, lúc này hắn dù có nói gì cũng vô dụng. Nếu Vương Tử Quân đã quyết tâm đối phó với hắn, như vậy dù hắn có nói thế nào thì Vương Tử Quân cũng căn bản là không quan tâm. Khi Hà Tiến Trung đi lên lầu thì thấy bí thư ủy ban tư pháp Tống Ích Dân. Bí thư Tống không còn nhỏ tuổi, mái tóc thưa thớt theo kiểu địa phương hỗ trợ trung ương, nhưng bước tiến của bí thư Tống lại không chậm, chỉ sau vài bước đã đuổi kịp Hà Tiến Trung. Trước kia Hà Tiến Trung cũng quá tôn trọng Tống Ích Dân, sau khi Tống Ích Dân lên làm bí thư ủy ban tư pháp thì Hà Tiến Trung luôn vân vê, động một chút là lớn tiếng giống như Tống Ích Dân cướp đi vị trí của mình. Hắn cảm thấy vị trí kia rơi vào tay mình thì đại cục sẽ yên ổn hơn. Điều này luôn làm cho Tống Ích Dân cảm thấy không thoải mái. Dù không thoải mái thì Tống Ích Dân cũng không có biện pháp, lão biết rõ Hà Tiến Trung có quan hệ không tầm thường với lãnh đạo thị ủy, hơn nữa cũng đã sớm nhìn rõ nhân phẩm của Hà Tiến Trung. Vị cục trưởng này là sói dữ, tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai mở cửa hàng cạnh nhà mình, trước nay tuy thấy rõ hành vi của đối phương nhưng lão lại không dám trách. Thế nhưng hôm nay gặp mặt thì Hà Tiến Trung lại dùng thái độ khác thường chào hỏi. Chào bí thư Tống. Tống Ích Dân thấy Hà Tiến Trung thì chợt sững sờ, sau đó lão nói. Cục trưởng Hà, anh có chuyện gì vậy? Vì sao lại đến sớm như thế? Nếu như có chuyện gì thì chờ tôi nửa giờ, bí thư Triệu kiến tôi có việc, xong việc tôi sẽ về phòng ngay. Hà Tiến Trung nhìn Tống Ích Dân vội vàng lên lầu mà cảm thấy sự việc không đơn giản như những gì mình nghĩ. Vương Tử Quân sở dĩ không ra tay sớm vì nể mặt mình, nhưng bây giờ bí thư Vương căn bản đã tìm được đối tượng quá tốt rồi. Bí thư ủy ban tư pháp Tống Ích Dân gần đây là cỏ đầu tường ở thành phố La Nam, chỉ cần Vương Tử Quân cho lão một bài học, sau đó ép lão phải chỉnh đốn hệ thống công an, như vậy Tống Ích Dân sẽ làm như thế nào? Hà Tiến Trung càng thêm hiểu rõ. Hà Tiến Trung càng nghĩ càng cảm thấy tâm tình rối loạn như ma, hắn đi lên lầu với bộ dạng nặng nề. Đúng lúc này hắn chợt nghe thấy tiếng vỗ bàn rất lớn vang ra từ một tầng lầu cực kỳ uy nghiêm của văn phòng thị ủy, hắn chợt run lên. Vì hắn cảm thấy bí thư Vương nổi giận như vậy giống như đang chửi mắng mình. Bí thư Tống, anh luôn nói tình hình trật tự trị an ở thành phố La Nam là rất tốt, tôi cũng tin tưởng như vậy. Tôi nghĩ rằng các đồng chí cố gắng thì tình hình trị an sẽ tốt đẹp, nhưng bây giờ anh nói xem ở bến xe có chuyện gì xảy ra. Trạng thái như vậy mà anh không biết xấu hổ khi mở miệng ca tụng công đức của Cục Công an thành phố sao. Bây giờ thì tốt, công an và phần tử bất lương liên thủ với nhau lừa gạt khách hàng. Đây không phải là mèo chuột một ổ sao? Hơn nữa sự việc buồn cười này lại phát sinh dưới mắt chúng ta. Bến xe là chỗ nào? Đó là danh thiếp, là cửa sổ, là nơi lưu lượng khách rất nhiều, càng là địa điểm quảng cáo cho thành phố. Anh nói xem những chuyện như vậy xảy ra sẽ có ảnh hưởng tồi tệ thế nào cho danh dự của thành phố La Nam. Vương Tử Quân lúc này lạnh mặt căn bản không chút lưu tình, hắn lớn tiếng mắng thẳng mặt Tống Ích Dân. Lúc đầu Tống Ích Dân bị Vương Tử Quân mắng đến mức choáng váng. Nhưng khi âm thanh của Vương Tử Quân càng thêm nghiêm túc trong lòng lão lại càng thêm vui mừng, lão đã chậm rãi hiểu có chuyện gì xảy ra. Bến xe xảy ra chuyện, bí thư ủy ban tư pháp là Tống Ích Dân sẽ phải chịu trách nhiệm, nhưng người đứng mũi chịu sào phải là cục trưởng Hà Tiến Trung. Vương Tử Quân mắng lão xối xả, rõ ràng là muốn mượn tay mình để gõ đầu Hà Tiến Trung. Tống Ích Dân trước nay căn bản không có cảm tình gì với Hà Tiến Trung, lão dù là bí thư ủy ban tư pháp. Thế nhưng trước nay Hà Tiến Trung căn bản không coi lão ra thể thống gì. Những gì Vương Tử Quân biểu hiện trong công tác thăm hỏi bộ đội ngày hôm qua đã làm cho lão giật mình ý thức được cơ hội đến. Chương 649, một sông sâu có khúc. Bí thư Vương, đi về phía trước chính là giao giới của huyện Dương Cương và huyện Dương Phong, chỗ này gọi là Tôn Gia Câu.
Bí thư huyện ủy huyện Dương Cương là Nhan Sĩ Tắc cung kính nhìn Vương Tử Quân ở bên cạnh rồi khẽ nói. Thời tiết tháng 9 ánh mặt trời chiếu xuống đất như lồng hấp, đối với những người có hình thể như Nhan Sĩ Tắc, đừng nói là đi đường, dù là đứng dưới ánh mặt trời một lúc thì cũng giống như tắm hơi, toàn thân ướt đẫm. Nếu là trước kia thì Nhan Sĩ Tắc sẽ trốn vào trong phòng làm việc rộng thùng thình của mình, thế nhưng hôm nay thì không được. Đừng nói là hôm nay mặt trời lên cao, cho dù có dao rớt xuống thì Nhan Sĩ Tắc cũng sẽ điên cuồng chạy ra. Bí thư thị ủy Vương Tử Quân đến huyện Dương Cương kiểm tra chỉ đạo công tác, hắn tất nhiên sẽ không dám chậm trễ. Nhan Sĩ Tắc nhìn Vương Tử Quân với nụ cười nhàn nhạt trên môi, trong lòng không khỏi sinh ra cảm giác tôn kính. Vốn hắn có ý muốn dựa vào Vương Tử Quân, hơn nữa còn dựng lên công lao ở sự kiện đường sắt Mân Cô, bây giờ đã là người của Vương Tử Quân, nhưng cho dù như vậy thì hắn cũng không dám mạo phạm Vương Tử Quân. Khi dựa vào Vương Tử Quân thì Nhan Sĩ Tắc chỉ cho rằng đó là đầu tư ngắn hạn, nhưng khi địa vị của Vương Tử Quân ngày càng vững chắc ở thành phố La Nam, Nhan Sĩ Tắc mới ý thức được Bí Thư Vương là cây to rễ sâu như thế nào. Cục trưởng Cục Công an Hà Tiến Trung là một người bá đạo và có quyền uy như thế nào trên địa bàn thành phố La Nam. Còn không phải bị Bí Thư áp chế cho không ngóc đầu lên được sao. Trong huyện Dương Cương thì Chủ tịch huyện Trần Minh Tuấn là người thường nhìn chằm chằm vào vị trí của Nhan Sĩ Tắc, thế nhưng bây giờ dưới uy thế của Bí Thư Vương thì cũng ẩn nhẫn hơn rất nhiều, ít nhất đối phương cũng không dám cứng đối cứng với mình ở hội nghị thường ủy, biết cúp đuôi làm người. Bí Thư Vương, có lẽ không cần phải đi qua, điều này, Chủ tịch huyện Trần Minh Tuấn dùng ánh mắt có chút sốt ruột nhìn Nhan Sĩ Tắc, tỏ ý muốn Nhan Sĩ Tắc ngăn trở Vương Tử Quân. Nhan Sĩ Tắc tuy hận không thể đạp cho Trần Minh Tuấn một cái ngã sấp xuống đất, thế nhưng bây giờ liên quan đến hình tượng của huyện Dương Cương trong mắt Bí Thư Vương, hai người bọn họ nhất định phải cùng nhau hợp tác vì lợi ích chung. Hắn biết rõ Trần Minh Tuấn muốn nói đến cái gì, hắn cũng biết vì sao đối phương không nói mà lại dùng ánh mắt xin giúp đỡ nhìn mình. Bí Thư Vương, đường núi ở Tôn Gia Câu rất gập ghềnh khó đi, còn chưa là cầu đường rõ ràng, chúng ta đi xe thật sự rất khó. Tuy nói ra tình hình thực tế rất có thể sẽ bị phê bình, thế nhưng Nhan Sĩ Tắc vẫn nói ra lời thật lòng. Có đôi khi yếu thế trước mặt lãnh đạo cũng là rất tốt, cấp dưới có rất nhiều điểm cần được lãnh đạo thông cảm, nếu như làm tốt tất cả mọi việc thì còn cần lãnh đạo làm gì nữa. Nhan Sĩ Tắc nghĩ như vậy mà cảm thấy thoải mái hơn. Hắn nói như vậy không những biểu hiện mối quan hệ tốt đẹp và không bình thường với Bí Thư Vương, quan trọng là nói lời thật lòng sẽ giúp Bí Thư Vương biết rõ sự việc tốt xấu thế nào. Ít nhất chính mình cũng cho ra ấn tượng thành khẩn báo cáo, không lừa gạt lãnh đạo. Vương Tử Quân nhìn đường núi gập ghềnh cách đó không xa, sau đó cau mày nói. Hai người các anh đã từng đến Tôn Gia Câu chưa? Bí Thư Vương, chúng tôi đã đến rồi. Nhan Sĩ Tắc và Trần Minh Tuấn liếc mắt nhìn nhau. Sau đó cùng nhìn về phía Vương Tử Quân rồi nói. Các anh đã có thể đi qua, như vậy sao tôi lại không qua được? Vương Tử Quân khoát tay chặn lời Nhan Sĩ Tắc rồi trầm giọng nói. Nếu không đi xe được thì chúng ta đi bộ, dù thế nào cũng không gian khổ bằng cách mạng năm xưa được. Nhan Sĩ Tắc thấy Vương Tử Quân muốn đi thì cũng không tiếp tục khuyên bảo. Nhìn từ góc độ của hắn, hắn thật sự không muốn cho Vương Tử Quân đến xã nghèo nhất huyện Dương Cương này. Hắn vừa gật đầu vừa ném ánh mắt về phía thư ký trưởng Kim Điền Lạc và thư ký đồng chí Tân ở bên cạnh Vương Tử Quân. Kim Điền Lạc lúc này cũng là mồ hôi chảy ròng ròng, hắn tất nhiên thấy rõ ánh mắt cầu cứu của Nhan Sĩ Tắc, nhưng hắn cũng biết rõ tính cách của Vương Tử Quân. Hắn tranh thủ thời gian lắc đầu với Nhan Sĩ Tắc, tỏ ý không thể giúp đỡ gì được. Nhan Sĩ Tắc thật sự bất đắc dĩ, hắn khẽ gật đầu với vị chủ nhiệm văn phòng huyện ủy ở phía sau. Chủ nhiệm văn phòng huyện ủy là người rất lanh trí. Chỉ sau nháy mắt đã hiểu ý của lãnh đạo, thế là nhanh chóng dùng điện thoại gọi cho lãnh đạo xã Tôn Gia Câu. 10 phút sau một chiếc xe máy kéo phun khói đen mù mịt đã chạy đến, khói đen giống như một con rồng đang dương nanh múa vuốt trên bầu trời. Bí thư Nhan, Chủ tịch Trần. Hai người đàn ông trung niên hơn 50 tuổi nhanh nhẹn đi xuống máy kéo, người đàn ông trung niên đi đầu mái tóc hoa râm lớn tiếng chào hỏi Nhan Sĩ Tắc. Sau khi hai người đàn ông trung niên kia lái xe máy kéo đến, Vương Tử Quân vẫn luôn quan sát hai người này. Chỉ cần nhìn vào thái độ của người đi đầu, tuy giọng nói có vài phần trầm ổn, thế nhưng Vương Tử Quân thấy đối phương căn bản không có bao nhiêu ý nghĩ tôn kính với Nhan Sĩ Tắc. Nhan Sĩ Tắc vung tay lên với hai người kia. Anh Triệu, anh Trần, hai người các anh mau đến đây. Nhan Sĩ Tắc nói rồi chỉ vào Vương Tử Quân giới thiệu. Bí thư Vương, đây là bí thư đảng ủy xã Tôn Gia Câu, là đồng chí Triệu Thiết Trùy.
còn đây là chủ tịch xã Tôn Gia Câu, đồng chí Trần Quảng Chiêu. Triệu Thiết Trùy và Trần Quảng Chiêu cũng biết Nhan Sĩ Tắc gọi mình đến đây làm gì, sau khi nghe Nhan Sĩ Tắc giới thiệu thì hai người bọn họ nhanh chóng tiến lên vươn tay ra. Chào Bí Thư Vương. Vương Tử Quân bắt chặt tay hai người rồi cười nói. Hai anh khổ cực rồi. Triệu Thiết Trùy nhìn gương mặt tươi cười của Vương Tử Quân, hắn cười cười nói. Chúng tôi không có gì khổ cực mà cảm thấy rất hổ thẹn, đã phụ lòng kỳ vọng của lãnh đạo, công tác ở Tôn Gia Câu nhiều năm, thế nhưng cũng không thể làm cho xã phát triển được, không thể làm được con đường đàng hoàng. Nhan Sĩ Tắc khẽ nhíu mày, tuy hắn không phải rất kiêng kỵ sự việc ở huyện Dương Cương, thế nhưng hắn cũng không muốn thủ hạ của mình nói ra những chuyện mất mặt với Bí Thư Vương. Vẻ mặt Trần Minh Tuấn lại càng thêm khó coi, đối với hắn thì Triệu Thiết Trùy thẳng thắn phê bình giống như vạch trần mình trước mặt Vương Tử Quân, làm cho mọi người rơi vào tình huống khó khăn. Nhưng Triệu Thiết Trùy sắp về hưu, có danh tiếng ngu ngốc và lớn gan trong huyện Dương Cương. Trước kia Trần Minh Tuấn còn chịu đựng một chút, nhưng bây giờ hắn đã hạ quyết tâm cho đối phương ở trên vị trí bí thư đảng ủy xã Tôn Gia Câu đến hết lúc về hưu mới thôi. Vương Tử Quân không tiếp nối câu chuyện của Triệu Thiết Trùy, những ngày qua hắn đã đi đến các quận huyện nghiên cứu, trong lòng hắn đã hiểu khá nhiều về tình huống phát triển của cả thành phố La Nam. Trong thành phố La Nam không thiếu những xã như Tôn Gia Câu, hắn giải quyết vấn đề của một hai xã thì không sao, thế nhưng nếu muốn giải quyết tình huống chung này của cả thành phố, nhìn vào tình huống trước mắt thì căn bản là không thể. Hai vị dẫn đường, chúng ta đến xã Tôn Gia Câu xem xét tình huống. Vương Tử Quân nói rồi leo lên xe máy kéo, nhóm người Kim Điền Lạc thấy Vương Tử Quân lên xe thì cũng kéo nhau đi theo. Chương 649-2, sông sâu có khúc. Có hơn 10 người cùng đi kiểm tra thị sát với Vương Tử Quân, thế cho nên căn bản không thể nào cùng lên một chiếc xe máy kéo. Nhan Sĩ Tắc nhìn thấy còn có người muốn đi theo, thế là khoát tay nói. Anh Triệu, hai anh lên đây, những người khác không cần đi theo. Xịch xịch xịch, tiếng máy kéo nổ vang, sau đó chạy trên con đường đá gập ghềnh. Tuy xe chạy rất chậm nhưng thỉnh thoảng vẫn rung lên bần bật giống như biểu hiện lực lượng của mình là không tầm thường. Nhan Sĩ Tắc ngồi trên xe, mỗi lần sóc này thì cơ thể của hắn lại lắc lư, chưa ngồi được bao lâu thì mồ hôi đổ ra như mưa. Với thân phận bí thư huyện ủy thì những năm này hắn căn bản ít ngồi xe máy kéo, hắn nhìn Vương Tử Quân ngồi trên xe, lãnh đạo vẫn điềm nhiên như không nhìn hai bên đường. Thế là trong lòng hắn không khỏi cảm thán, đều nói có thể lớn có thể nhỏ là rồng, có được giãn được là anh hùng, xem ra bí thư Vương tuy còn trẻ nhưng công phu tu luyện là cực kỳ mạnh mẽ. Sĩ Tắc, dãy núi kia rất đẹp. Vương Tử Quân chỉ về phía một ngọn núi lớn ở phương xa giống như đang chậm rãi đi về phía mình, hắn dùng giọng hưng phấn nói lớn. Nhan Sĩ Tắc đã đến chỗ này, bây giờ ánh mặt trời lồng lộng, núi non như tranh vẽ, cực kỳ nên thơ. Tất nhiên Nhan Sĩ Tắc không cảm nhận được những thứ này, bây giờ đối với hắn thì quan trọng nhất chính là mau mau đến địa điểm dừng chân là ủy ban xã Tôn Gia Câu, để cho Bí Thư Vương uống một ly trà lạnh. Bí Thư Vương, dãy núi kia tên là Cô Yên Sơn, dài cả 100 km. Cao 1.300 m so với mặt biển, là địa phương cao nhất trong thành phố La Nam. Triệu Thiết Trùy ở phía sau luôn ngậm chặt miệng, bây giờ đột nhiên mở miệng đáp lời. Nhan Sĩ Tắc không những không buồn bực vì tình huống Triệu Thiết Trùy mở miệng, hắn còn cảm thấy vui mừng. Hắn không biết ngọn núi kia là gì, thế nhưng bây giờ Triệu Thiết Trùy nói không khác nào giải vây cho hắn. Núi kia chủ yếu sản xuất thứ gì? Vương Tử Quân nhìn về phía một ngọn núi cách đó không xa. Sau đó dùng giọng hứng thú hỏi Triệu Thiết Trùy. Triệu Thiết Trùy cười khổ nói. Bí Thư Vương, chỗ chúng tôi thiếu đất trồng trọt, nếu có chỉ là đất đai bạc màu, nếu được mùa thì xem như kiếm đủ lương thực để ăn. Đồng thời ở những vùng đất không thể trồng cây hoa màu, chúng tôi phải trồng táo, lựu và các loại cây ăn quả. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, hắn trầm ngâm giây lát rồi nói. Nông dân xã ta khi nông nhàn có ra ngoài làm công hay không? Cũng không nhiều lắm. Triệu Thiết Trùy nói đến đây thì dùng ánh mắt muốn nói lại thôi nhìn Vương Tử Quân, sau đó thay đổi chủ đề dùng giọng thăm dò nói. Bí Thư Vương, những năm gần đây vì phát triển kinh tế bản địa, lãnh đạo huyện đã ra mặt, cùng tổ chức vài hoạt động đưa nông dân ra ngoài làm công, thế nhưng có rất ít quần chúng tham gia. Khi càng lên cao thì gió mát càng lồng lộng, mỗi khi có gió nổi lên thì cảm giác nóng bức vô tận cũng chậm rãi biến mất. Đây là một địa phương nghỉ dưỡng rất tốt. Vương Tử Quân nhìn về phía Nhan Sĩ Tắc rồi cảm khái một câu. Lúc này mồ hôi trên người Nhan Sĩ Tắc cũng xem như tan biến, hắn cười gật đầu nói. Bí Thư Vương nói đúng, nơi này thật sự là một khu nghỉ hè lý tưởng.
Nửa giờ sau xe máy kéo cuối cùng cũng dừng lại trong một khu dân cư ở triền núi, nơi đây cũng chỉ có vài trăm nhà. Điều duy nhất làm cho Vương Tử Quân cảm thấy nơi đây có khí tức của một thôn xóm chính là con đường lớn hơn một chút, có vài ba cửa hàng bách hóa phủ bạt được may bằng bao phân hóa học. Ủy ban xã Tôn Gia Câu là một khoảng sân nhỏ, có vài gian phòng nhìn qua giống như đã xây dựng được vài chục năm. Khi xe máy kéo chạy vào sân, đã có hơn 20-30 cán bộ chờ đợi sẵn. Sau khi ngồi xuống ghế trong phòng họp, một nữ cán bộ đưa đến hơn 10 ấm trà, Triệu Thiết Trùy là bí thư đảng ủy xã Tôn Gia Câu, hắn nhanh chóng cầm ấm trà rót nước cho Vương Tử Quân. Bí thư Vương, xã Tôn Gia Câu chúng tôi cũng không có gì đặc biệt, đây là nước suối nguồn, phối hợp với trà địa phương, uống cũng không quá tệ. Triệu Thiết Trùy rót trà cho Vương Tử Quân, sau đó khẽ nói. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, lúc này hắn thật sự rất khát. Hắn nâng ly trà lên nhấp một ngụm, cảm thấy một mùi hương thấm đẫm ruột gan. Vương Tử Quân đã uống không ít trà ngon, nhưng không biết có phải lần này vì quá khát hay không mà uống hết cả ly trà, chợt cảm thấy miệng ngọt ngào tươi mát. Trà ngon. Vương Tử Quân uống cạn ly trà rồi nói với Kim Điền Lạc ở bên cạnh. Kim Điền Lạc uống một ngụm trà rồi gật đầu nói. Bí thư Vương, trà của huyện Dương Cương và huyện Dương Phong dù không có danh tiếng trong tỉnh Sơn Nam, thế nhưng lại được nhiều người ở thành phố La Nam yêu thích. Hơn nữa trà cô Yên Sơn này càng được bình luận là ngon nhất. Kim Điền Lạc nói đến đây thì nhìn về phía Triệu Thiết Trùy. Nghe nói trên núi cô Yên Sơn còn có vài cây trà tuổi đời vài trăm năm. Thư ký trưởng Kim, ngài thật sự còn hiểu về cô Yên Sơn hơn cả cán bộ xã Tôn Gia Câu. Chả có phải vài trăm năm hay không thì chúng tôi chỉ được nghe những người già trong xã truyền miệng với nhau, thế nhưng ít nhất cây trà cũng được phát hiện từ thời Đường. Triệu Thiết Trùy dù có chút ngang ngược nhưng không phải kẻ hồ đồ, hắn nghe được câu nói của Kim Điền Lạc, thế là vội vàng đáp lại. Trà vài trăm năm, Vương Tử Quân nghe thì thấy rất có hứng thú, lúc này cười hỏi. Không ngờ chỗ này còn có những cây trà như vậy, chẳng lẽ chúng ta đang uống trà cổ thụ như vậy sao? Nhan sĩ tắc nhìn thẳng vào Triệu Thiết Trùy, lúc này ánh mắt hắn có vài phần nghiêm túc. Triệu Thiết Trùy có chút trầm ngâm, sau đó mới dùng giọng không yên nói. Bí thư Vương, chúng ta không phải uống trà cổ, những cây trà cổ thụ mọc ở vách núi đá Lão Quát Phong, xuống đó rất nguy hiểm, thế nên xã đã cấm thôn dân xuống đó hái trà. Vương Tử Quân không biết Lão Quát Phong là nơi nào, thế nhưng xuống núi đá hái trà thì thật sự nguy hiểm, có lẽ đó chính là nguyên nhân mà những cây trà cổ kia có thể sinh trưởng đến bây giờ. Vương Tử Quân khẽ gật đầu và cũng không tiếp tục truy cứu về vấn đề này, nhưng trong lòng hắn cũng không bỏ qua ý nghĩ đến xem những cây trà cổ thụ kia. Sau khi hàn huyên về vài tình huống cơ bản về xã Tôn Gia Câu với nhóm người Triệu Thiết Trùy thì đến giờ ăn cơm, Triệu Thiết Trùy lén nói vài câu với Nhan Sĩ Tắc, sau đó khẽ đi đến trước mặt Vương Tử Quân nói. Bí thư Vương, chỗ này của chúng tôi cũng không có tiệm cơm nào ngon, chỉ có Tam Thanh Quan xem như sạch sẽ, anh xem có nên đến đó dùng cơm không? Tam Thanh Quan. Vương Tử Quân gật đầu cười, chỗ này thật sự có nhiều thứ làm hắn giật mình, không ngờ nơi đây còn có một Tam Thanh Quan. Tam Thanh Quan ở cách ủy ban xã 2 km, là một vùng đất trống trên sườn núi. Theo ý của nhóm người Nhan Sĩ Tắc thì chuẩn bị cho Bí Thư Vương ngồi xe máy kéo, nhưng Vương Tử Quân đưa mắt nhìn rồi dùng giọng kiên trì nói với Nhan Sĩ Tắc. Trước khi ăn cơm nên đi vài bước, như vậy thì dùng cơm cũng thoải mái sảng khoái hơn. Chúng ta đến Tam Thanh Quan là nơi yên tĩnh, nếu chúng ta đi xem đến, thật sự không hay. Thấy Vương Tử Quân kiên trì như vậy thì nhóm người Nhan Sĩ Tắc dù không muốn cũng chỉ có thể đi theo đến Tam Thanh Quan, trên đường đi bọn họ ta thật sự cảm thấy có chút bất ổn, rất sợ đi đường có vấn đề gì xảy ra. May mà trên đường đi cũng không gặp người nào, điều này làm cho bọn họ phải thở dài một hơi. Khi đi vào Tam Thanh Quan có chút rách nát, một đạo sĩ hơn 50 tuổi dẫn theo hai đồ đệ hơn 20 đi ra nghênh đón. Chương 649, 3, sông sâu có khúc. Đạo sĩ kia mặc đạo bào màu xanh, trên gương mặt gầy gò có vài phần bộ dạng tiên phong hạo cốt. Có lẽ bọn họ đã được chính quyền xã thông báo, thế cho nên cực kỳ chú ý nghênh đón nhóm người Vương Tử Quân. Bí thư Vương, mời ngài vào bên trong. Triệu Thiết Trùy giới thiệu người đạo sĩ kia chính là quan chủ của Tam Thanh Quan, pháp danh Huyền Chân. Tuy Tam Thanh Quan ở nơi thâm sơn cùng cốc, thế nhưng đạo nhân Huyền Chân lại là người ăn nói bất phàm, thật sự có kiến thức rộng rãi. Đạo nhân Huyền Chân sắp xếp cơm nước ở dưới một tàng cây cổ thụ, bàn ghế đá, không những sạch sẽ còn rất mát mẻ, thật sự rất có phong cảnh. Huyền Chân đạo nhân đã sớm có chuẩn bị, chỉ sau 10 phút thì các đồ đệ đã đưa lên hơn chục món ăn.
tuy tất cả đều là đồ chạy nhưng vật liệu và nấu nướng rất tốt, vì vậy mà thành phẩm cũng rất ngon. Huyền Chân đạo nhân thấy thức ăn đã được dọn xong thì khẽ đưa mắt nhìn Triệu Thiết Trùy, giống như trưng cầu ý kiến của Triệu Thiết Trùy. Triệu Thiết Trùy vung tay áo, sau đó khẽ nói với Vương Tử Quân đang ngồi trên ghế chủ vị. Bí thư Vương, các vị lãnh đạo, chúng ta ở chỗ này cũng không có rượu gì ngon, chỉ có loại rượu nhạt tự ủ, đột rượu không cao, dùng để giải khát mùa hè là rất tốt. Triệu Thiết Trùy nói xong thì Huyền Chân đạo nhân đưa một bình rượu dến đặt trước mặt nhóm người Vương Tử Quân. Vương Tử Quân nhìn chai rượu được ủ chừng 10 năm cũng không nói gì, thế nhưng vẻ mặt Nhan Sĩ Tắc chợt trở nên âm trầm. Tuy Nhan Sĩ Tắc không biết rượu kia là thế nào, nhưng hắn lại rất tức giận với hành vi của Triệu Thiết Trùy. Bí thư Vương là ai? Đây là lãnh đạo thị ủy, có trường hợp nào chưa từng trải qua? Anh đưa đến một chai rượu chưa được ban ngành liên quan kiểm tra chất lượng, nếu có vấn đề gì xảy ra, trách nhiệm này anh gánh nổi sao? Hơn nữa trước khi đến Nhan Sĩ Tắc đã sớm dặn dò Triệu Thiết Trùy, nói đối phương mua loại rượu bình thường là được, cũng không ngờ đối phương lại cho ra loại rượu như vậy. Khi Nhan Sĩ Tắc chuẩn bị ngăn cản thì Vương Tử Quân cười cười nói. Nếu là rượu đặc sản địa phương, như vậy chúng ta nếm thử một chút. Thấy Vương Tử Quân tỏ thái độ như vậy thì Nhan Sĩ Tắc dù có nổi giận cũng không dám phát tác, chỉ sợ Vương Tử Quân sẽ mất hứng. Vì thế mà hắn để phần tâm tư này trong lòng, cùng quyết định sau khi quay về sẽ nhất định cho viên bí thư đảng ủy này sang vị trí khác. Triệu Thiết Trùy cũng không miêu tả quá chính xác, độ rượu không cao nhưng uống vào cũng chẳng thấy thua kém những loại rượu khác, món ăn rất ngon cho nên bữa cơm cũng xem như vui vẻ thoải mái. Sau một giờ vừa ăn vừa trò chuyện thì xem như bữa cơm kết thúc, khi Vương Tử Quân nghe Nhan Sĩ Tắc nói về quy hoạch phát triển ở thành phố La Nam, những tiếng khóc sướt mướt chợt từ bên ngoài truyền vào. Khi nghe thấy tiếng khóc như vậy thì vẻ mặt đám lãnh đạo huyện Dương Cương chợt trở nên khó coi, dù là có chuyện gì, có người khóc khi Vương Tử Quân dùng cơm, điều này luôn làm cho người ta cảm thấy mất hứng. Bí thư Vương, có thể là nhà người ta có tang, phong tục nơi này là như vậy, khi nào nhà có tang sẽ đến Tam Thanh Quan thông báo. Trần Minh Tuấn trầm ngâm giây lát rồi cắn răng nói với Vương Tử Quân. Không thể nghi ngờ Trần Minh Tuấn là người phản ứng rất nhanh. Nhan Sĩ Tắc đang có chút sợ hãi cũng phải thầm khen đối phương nhanh nhẹn, hắn cũng nhanh chóng phụ họa. Đúng vậy, Bí thư Vương, vùng này của chúng tôi thường có thói quen như vậy. Vương Tử Quân khẽ gật đầu cũng không nói gì, Huyền Chân đạo nhân thấy Nhan Sĩ Tắc gật đầu thì lên tiếng. Các vị thí chủ, tôi ra ngoài xem rốt cuộc có chuyện gì xảy ra. Khi Huyền Chân đạo nhân chuẩn bị rời đi thì một đạo nhân trẻ tuổi chạy đến, hắn vội vàng lên tiếng. Sư phụ, không hay rồi, anh nhiếp của thôn Thượng Sơn bị người ta đánh chết. Đối phương nói lớn thiếu chút nữa làm cho đám lãnh đạo huyện Dương Cương đi thị sát cùng Vương Tử Quân sợ đến mức hồn phi phách tán. Tuy Nhan Sĩ Tắc đã quyết tâm đi theo Vương Tử Quân, thế nhưng càng là như vậy thì càng cẩn thận trong chuyến thị sát lần này, cố gắng biểu hiện năng lực công tác của mình. Lúc này Bí thư Vương đến huyện Dương Cương kiểm tra công tác, thế nhưng lại phát sinh sự việc đánh chết người, loại chuyện này lọt vào tai sẽ làm cho lãnh đạo nào thoải mái. Lãnh đạo thích dùng người thân cận với mình, thế nhưng nếu anh không có lực khống chế, luôn gây phiền toái cho lãnh đạo, cho dù lãnh đạo có tán thưởng anh, cuối cùng cũng chỉ bỏ qua và lạnh nhạt với anh mà thôi. Nhan Sĩ Tắc nhìn gương mặt âm trầm của Vương Tử Quân, hắn chợt cảm thấy đầu lưỡi của mình khô đắng. Đối mặt với bí thư thị ủy có uy thế mạnh mẽ, hắn hít vào một hơi thật sâu rồi dùng giọng xin chỉ thị nói. Bí thư Vương, tôi đi ra xem có chuyện gì xảy ra. Chúng ta cùng đi xem. Vương Tử Quân đứng lên rồi hỏi. Tiểu sư phụ, anh nhiếp sao lại bị người ta đánh chết? Tên đạo nhân trẻ tuổi không biết thân phận cụ thể của Vương Tử Quân, thế nhưng cũng biết đó là một lãnh đạo lớn, nếu không phải người nhà của anh nhiếp chạy đến khóc lóc, hắn cũng không trở nên như vậy. Lúc này hắn đưa mắt nhìn tình huống khắp bốn phía, lại dùng giọng căng thẳng nói. Anh nhiếp, hôm qua anh nhiếp, bị người ta đánh, hôm nay mới. Vương Tử Quân chợt đưa mắt nhìn Triệu Thiết Trùy. Dù không nói nhưng Triệu Thiết Trùy lại cảm thấy một áp lực vô hình tiến đến làm cho mình run rẩy. Bí thư Vương, chuyện này, tôi biết rõ chuyện này. Triệu Thiết Trùy trầm ngâm giây lát rồi mới khẽ nói. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng của Triệu Thiết Trùy, hắn trầm ngâm giây lát rồi mới nói. Anh nói cho tôi xem, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra. Bí thư Vương, Nhiếp lão chính là bố của Nhiếp Vinh Quân. Triệu Thiết Trùy nói đến đây thì giống như sợ Vương Tử Quân quên mất Nhiếp Vinh Quân là người nào, hắn vội vàng bổ sung. Nhiếp Vinh Quân chính là vị phó phòng xây dựng thành phố La Nam chúng ta.
nhà của phó phòng xây dựng Nhiếp Vinh Quân ở xã Tôn Gia Câu sao? Lúc này bố của Nhiếp Vinh Quân lại bị người ta đánh chết. Ánh mắt Vương Tử Quân chợt trở nên âm trầm. Ai đánh bố của Nhiếp Vinh Quân? Vương Tử Quân tuy không nói quá lớn nhưng lại cực kỳ có khí phách, giọng điệu rất lạnh lẽo. Vài chủ nợ chạy đến nhà Nhiếp Vinh Quân, nói Nhiếp Vinh Quân nợ bọn họ 1 triệu, yêu cầu Nhiếp lão trả tiền. Đừng nói là Nhiếp lão, dù là ủy ban xã cũng không có được số tiền 1 triệu như vậy. Triệu Thiết Trùy nói đến đây thì trầm ngâm giây lát, sau đó mới nói tiếp. Vì Nhiếp lão không trả được tiền nên bọn họ đập nhà, còn đánh Nhiếp lão và em trai của Nhiếp Vinh Quân bị thương. Từng tiếng khóc từ bên ngoài truyền đến, Vương Tử Quân khẽ gõ lên mặt bàn, dù âm thanh có hơi trầm nhưng động tác vô thức như vậy không khỏi làm cho đám lãnh đạo huyện Dương Cương liên tục đổ mồ hôi hột. Kẻ người bây giờ đã bị khống chế chưa? Sau khi trầm ngâm một lát thì Vương Tử Quân dùng giọng điệu cực kỳ trầm thấp nói. Triệu Thiết Trùy cúi đầu xuống khá thấp nhưng không lên tiếng, lúc này bốn phía như chết lặng. Bốp! Vương Tử Quân vỗ tay thật mạnh lên bàn đá, hắn nhìn Triệu Thiết Trùy rồi trầm giọng nói. Tôi hỏi anh đã bắt được kẻ đả thương người ta chưa? Bí thư Vương, người này, lúc bắt đầu thì, bị công an xã bắt được, nhưng... Triệu Thiết Trùy nói đến đây thì đưa mắt nhìn Trần Minh Tuấn đứng cách đó không xa. Vẻ mặt Trần Minh Tuấn lúc này cực kỳ trắng bệch, có gió lạnh thổi qua nhưng mồ hôi vẫn vã đầy trên trán. Hắn nhìn ánh mắt và giọng điệu của Vương Tử Quân, thế là cắn chặt răng không nói lời nào. Nhưng cái gì? Vương Tử Quân cũng không nhìn vẻ mặt Trần Minh Tuấn, hắn tiếp tục truy vấn. Nhưng sau đó Chủ tịch Trần gọi điện thoại đến, nói tập đoàn Đống Phát là xí nghiệp đi đầu trong thành phố chúng ta, hơn nữa đây là sự việc thiếu nợ trả tiền, nói chúng tôi thả người. Triệu Thiết Trùy giống như đã đặt quyết tâm, hắn lên tiếng bằng giọng điệu khá nhanh. Tập đoàn Đống Phát, hai mắt Vương Tử Quân khẽ híp lại, từ sau khi đến thành phố La Nam thì hắn trên cơ bản đã tìm hiểu về tình huống nơi này. Tập đoàn Đống Phát là xí nghiệp tư nhân lớn nhất thành phố La Nam, phạm vi kinh doanh liên quan đến khoáng sản và bất động sản, có thể nói là một sản nghiệp quan trọng của thành phố La Nam. Khi Vương Tử Quân từ thủ đô quay về thì giám đốc Trịnh Khiếu Đống đã 3 lần 7 lượt mời dùng cơm, thế nhưng đều bị Vương Tử Quân dùng đủ mọi lý do từ chối. Hắn không ngờ lúc này tập đoàn Đống Phát lại có liên quan đến Nhiếp Vinh Quân. Chương 650, một tổ chức hội nghị trong huyện. Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát, sau đó hắn nhìn về phía Triệu Thiết Trùy. Những kẻ đánh người là ai? Triệu Thiết Trùy đã ngẩng đầu lên, hắn đã xem như không quá quan tâm, thế nên nói thật. Bí thư Vương, dẫn đầu là Trịnh Hiểu Nam, có rất nhiều thôn dân của chúng tôi có thể làm chứng, chính hắn đánh Nhiếp lão, hơn nữa khi đó trong tay hắn còn có một con dao. Vương Tử Quân không nói thêm điều gì, hắn đi về phía vang lên những tiếng khóc đau thương bên ngoài Tam Thanh Quan. Khi hắn đi ra ngoài Tam Thanh Quan, tiếng khóc càng vang lên lớn hơn, hắn chợt cảm thấy phẫn nộ. Từ khi sự việc xảy ra đến trước hôm nay thì hắn luôn bảo trì tâm tính bình thản, không ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc này. Tất nhiên hắn cũng suy xét gọi điện thoại cho cục công an, nhắc nhở bọn họ nhanh chóng phá án bắt lấy hung phạm, thế nhưng phần tử phạm tội quá kiêu ngạo, thật sự đã mất hết nhân tính. Tuy Vương Tử Quân không thể phán đoán rốt cuộc Nhiếp Vinh Quân có vấn đề gì trong vụ vỡ đập nước hay không, thế nhưng ít nhất nhìn vào tình huống đối phương tìm đến với bố của Nhiếp Vinh Quân, hắn sẽ không tin em trai của một ông chủ tập đoàn phát triển bậc nhất thành phố La Nam và Trịnh Hiểu Nam lại chạy đến nhà Nhiếp Vinh Quân vì đòi chút tiền nợ. Nếu như không phải để đòi nợ, như vậy sẽ là phương diện khác, mà phương diện khác đó là gì? Vương Tử Quân cũng không phải không nghĩ ra được vài thứ. 10 người có cả nam lẫn nữ đeo khăn tang đang quỳ gối bên ngoài Tam Thanh Quan khóc lóc đau đớn bi thương làm cho gương mặt Vương Tử Quân càng trở nên nghiêm túc. Vẻ mặt Kim Điền Lạc đứng phía sau lưng Vương Tử Quân cũng cực kỳ nghiêm túc, tình cảnh như thế này thật sự làm hắn cảm thấy không ngờ. Nhan Sĩ Tắc cúi đầu đi theo sau lưng Vương Tử Quân, trong lòng thầm hoảng sợ. Dù sự việc đã xảy ra, thế nhưng trách nhiệm chủ yếu không nằm lên người hắn. Ánh mắt hắn vẫn đuổi theo Vương Tử Quân, cố gắng phối hợp cho tốt với lãnh đạo vào lúc này. Trong mắt Nhan Sĩ Tắc thì Trần Minh Tuấn gần đây là người luôn hăng hái và nắm chắc thắng lợi trong tay, giống như sự việc gì cũng không làm khó được người này. Nhưng hiện tại thì Trần Minh Tuấn giống như một con gà bại trận, nhìn bộ dạng uể oải của Trần Minh Tuấn thì Nhan Sĩ Tắc chợt sinh ra cảm giác xả giận. Bình thường đối phương nói chuyện hay làm việc giống như không gì không thể hoàn thành, bây giờ mới lòi ra mặt chuột sao? Vương Tử Quân nhìn đám người đang khóc lóc đau thương, hắn khẽ cắn môi, sau đó chậm rãi đi vào Tam Thanh Quan.
Lúc này hắn rất muốn an ủi đám người đang khóc than ngoài kia, thế nhưng vào khoảnh khắc này những lời an ủi xuất hiện trong lòng lại căn bản không thể nào được nói ra khỏi miệng. Dù Vương Tử Quân có nói ra những lời an ủi tốt đẹp và hay ho như thế nào thì có thể làm được gì? Hắn có thể làm cho người chết tỉnh lại được sao? Đánh người đến chết, đây không phải vụ án bình thường. Sĩ Tắc, cho các anh một ngày để bắt phần tử phạm tội về quy án. Vương Tử Quân nhìn thoáng qua Nhan Sĩ Tắc rồi dùng giọng lạnh lùng nói. Nhan Sĩ Tắc nghe được lời phân phó của Vương Tử Quân thì thở dài một hơi, Bí Thư Vương còn sắp xếp nhiệm vụ cho mình, rõ ràng trong mắt lãnh đạo thì mình vẫn còn là người có thể sai khiến, cũng không bị vứt bỏ. Hắn vội vàng gật đầu nói. Bí Thư Vương, tôi sẽ sắp xếp ngay. Trần Minh Tuấn thấy Nhan Sĩ Tắc không có chuyện gì xảy ra, trong lòng thầm ôm cảm giác may mắn, hắn đi đến trước mặt Vương Tử Quân rồi khẽ nói. Bí Thư Vương, chuyện này tôi cho rằng chỉ là đánh nhau ẩu đả thông thường, không ngờ hậu quả lại nghiêm trọng như vậy. Lúc đó tập đoàn Đống Phát muốn đầu tư một hạng mục ở huyện Dương Cương chúng tôi, thế cho nên tôi mới gọi cuộc điện thoại kia, cũng không phải vẽ đường cho hươu chạy, cũng không phải. Dù là lý do gì thì anh cũng không có quyền lợi quấy rối tính công chính của công tác tư pháp. Vương Tử Quân không nhìn Trần Minh Tuấn mà nói với Kim Điền Lạc. Anh gọi điện thoại cho Hà Tiến Trung của Cục Công an thành phố, để anh ấy phối hợp lực lượng của Cục Công an thành phố bắt bằng được kẻ hiểm nghi. Kim Điền Lạc khẽ gật đầu rồi cầm điện thoại di ra ngoài, một lúc sau hắn đã đi đến rồi trầm giọng nói. Bí Thư Vương, tôi đã truyền đạt chỉ thị của ngài cho Cục trưởng Hà, anh ấy đảm bảo sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, hắn cũng không nói gì, ánh mắt chợt nhìn về phía bức tượng cách đó không xa. Bầu không khí trở nên trầm mặc, bốn phía vang lên tiếng khóc than, đám người nghe thấy tiếng khóc đều nghiêm mặt, rất sợ bị người ta nhìn thấy trên mặt mình có gì đó không đúng. 10 phút sau người nhiếp gia đã hoàn thành lễ nghi, bọn họ rời khỏi Tam Thanh Quan, tiếng khóc xa dần, ngay cả Kim Điền Lạc cũng phải thở dài một hơi. Bí Thư Vương, kế tiếp chúng ta. Tuy đã có chương trình sắp xếp sẵn thế nhưng Kim Điền Lạc cũng không biết có nên tiếp tục làm theo như vậy hay không. Lúc này Vương Tử Quân đã chậm rãi tỉnh táo trở lại, hắn nhìn bộ dạng trần trờ của Kim Điền Lạc, sau đó thản nhiên nói. Hôm nay chúng ta ở lại Tôn Gia Câu một đêm, mặt khác anh thông báo cho tất cả cán bộ cấp cục của toàn thành phố La Nam, 4 giờ chiều mai sẽ tổ chức hội nghị kinh tế toàn thành phố ở huyện Dương Cương. Kim Điền Lạc nghe Vương Tử Quân cho ra quyết định mà không khỏi sững sờ. Nếu như nói Vương Tử Quân ở lại Tôn Gia Câu nằm trong dự đoán của hắn, như vậy tổ chức hội nghị kinh tế toàn thành phố lại là một sự việc nằm ngoài dự đoán. Kim Điền Lạc nghĩ rằng Bí Thư Vương bây giờ phải dùng hết tinh lực để truy cứu chuyện lần này, không ngờ vào tình cảnh này Bí Thư Vương còn tâm tư tổ chức hội nghị kinh tế toàn thành phố. Hắn chần chờ giây lát rồi nhanh chóng trầm giọng đồng ý. Nhan Sĩ Tắc đứng bên cạnh Vương Tử Quân chợt cảm thấy trái tim kéo lên đến cổ họng. Nếu như trước kia huyện Dương Cương được tổ chức hội nghị kinh tế toàn thành phố, như vậy sẽ là một khẳng định đối với công tác của hắn, tuyệt đối là sự kiện cực kỳ có thể diện. Dù là lúc này tổ chức hội nghị kinh tế toàn thành phố ở huyện Dương Cương cũng là một vinh dự lớn cho hắn, thế nhưng bây giờ xảy ra vấn đề, Bí Thư Vương còn muốn tổ chức hội nghị ở huyện Dương Cương, rốt cuộc lãnh đạo có tính toán gì? Nhưng Nhan Sĩ Tắc căn bản không thể phản bác kết luận của Vương Tử Quân, cũng không dám phản bác. Hắn thầm tính toán nên tổ chức hội nghị lần này như thế nào, đồng thời cũng không quên đưa mắt nhìn về phía Trần Minh Tuấn. Hắn chợt phát hiện lúc này bộ dạng của Trần Minh Tuấn thật sự uể oải hơn mình rất nhiều. Bí Thư Vương, anh xem, bây giờ có nên nghỉ ngơi một chút không? Đồng chí Tân nhìn đồng hồ của mình, sau đó hắn trầm giọng đề nghị với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân nghe xong lời đề nghị của đồng chí Tân thì khẽ gật đầu, hắn nhìn về phía Huyền Chân đạo nhân đứng cách đó không xa rồi nói. Đạo trưởng, có câu một khách không phiền hai chủ, tối hôm nay xem như quấy rầy một phen. Chương 652, tổ chức hội nghị trong huyện. Huyền Chân đạo nhân gật gật đầu rồi nhanh chóng sắp xếp một gian phòng tốt nhất cho Vương Tử Quân nghỉ ngơi. Sau khi Vương Tử Quân đi vào phòng, các vị lãnh đạo lớn nhỏ ở thành phố La Nam mới thở dài một hơi. Bí Thư Triệu, Bí Thư Vương mời ngài vào gặp mặt. Khi Nhan Sĩ Tắc đang luống cuống tay chân phân phó chủ nhiệm văn phòng huyện ủy bố trí sắp xếp cho hội nghị kinh tế toàn thành phố vào chiều mai, đồng chí Tân nhanh chóng đi đến phòng họp, hắn trầm giọng nói với Triệu Thiết Trùy. Triệu Thiết Trùy chợt sững sốt, sau đó hắn đưa mắt nhìn Nhan Sĩ Tắc. Nhan Sĩ Tắc khẽ gật đầu với Triệu Thiết Trùy, tỏ ý bảo hắn đi nhanh lên. Khi Triệu Thiết Trùy đi đến phòng thì Vương Tử Quân vẫn chưa ngủ, Bí Thư Vương đang đọc sách Đạo Đức Kinh. Triệu Thiết Trùy định hô một tiếng Bí Thư Vương.
thế nhưng nhìn lãnh đạo đang đọc sách say sưa, lời nói cũng không thể phát ra khỏi miệng. Triệu Thiết Trì có thể tiến lên làm bí thư đảng ủy xã Tôn Gia Câu thì cũng không phải là người đơn giản, hắn thấy Vương Tử Quân không lên tiếng, thầm biết bí thư Vương đang cố gắng bày ra tư thái như vậy cho mình xem. Hắn có chút chần chờ, ngay sau đó ngượng ngùng đứng sang một bên chờ bí thư Vương đọc cho xong. Vài chục phút trôi qua, Vương Tử Quân lúc này mới đặt sách ở bên cạnh, hắn nâng ly trà đã nguội lạnh lên nhấp một ngụm, sau đó dùng giọng không chút biểu cảm nói. Biết rõ vì sao tôi bắt anh đứng đó nãy giờ không? Triệu Thiết Trì chợt chấn động, trong lòng bùng lên cảm giác hốt hoảng, hắn chần chờ giây lát, sau đó mới cúi đầu nói. Biết, nếu đã biết rõ thì ngồi xuống đi. Vương Tử Quân nói rồi khoát tay áo với Triệu Thiết Trì, tỏ ý cho đối phương ngồi xuống nói chuyện. Lúc mới gặp mặt thì Triệu Thiết Trì cảm thấy Vương Tử Quân là bí thư thị ủy quá trẻ tuổi, thậm chí còn trẻ tuổi quá mức, trong lòng thầm không phục. Thế nhưng lúc này trong lòng hắn thật sự cảm thấy không yên và cực kỳ bất an, dù Vương Tử Quân không nói rõ nhưng hắn vẫn biết những trò mèo của mình cũng không thể nào gạt được vị bí thư trẻ tuổi này. Anh nói xem rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra. Vương Tử Quân nâng ấm trà lên, rót đầy hai ly, sau đó đặt một ly đến trước mặt Triệu Thiết Trì rồi nói. Tuy động tác của Vương Tử Quân rất nhẹ nhàng, bầu không gian vẫn rất bình tĩnh, thế nhưng Triệu Thiết Trì lại cảm nhận được một áp lực vô hình bùng lên làm cho chính mình không thể động đậy, giọng điệu của chính mình cũng có chút run rẩy. Bí thư Vương, thầy Nhiếp là giáo viên của tôi và Nhiếp Vinh Quân là bạn tốt của nhau. Triệu Thiết Trì nói ra quan hệ này, hắn chợt cảm thấy thoải mái. Hắn ngẩng đầu nhìn Vương Tử Quân, sau đó có chút chần chờ, lại nói tiếp. Tôi hiểu nhiều về Nhiếp Vinh Quân. Anh ấy luôn là người cực kỳ cẩn thận chặt chẽ, cực kỳ chú ý đến những chi tiết nhỏ nhặt. Nếu nói người khác tham ô và sợ tội tự sát thì tôi tin, nếu đó là Nhiếp Vinh Quân thì tôi thật sự không tin. Tôi và anh ta cùng nhau lớn lên, tôi hiểu anh ấy không có lá gan như vậy, cũng không làm được những chuyện như vậy. Triệu Thiết Trì nói đến đây thì nâng ly trà lên nhấp một ngụm, lại nói tiếp. Thầy Nhiếp cả đời giúp đỡ mọi người, cuối cùng lại có một kết cục như vậy, tôi thật sự không phục. Tuy chỉ có hai chữ không phục nhưng Vương Tử Quân thấy Triệu Thiết Trì nói xong hai chữ này thì ngồi thẳng người lên, lưng thẳng đứng, dáng người cao ngất. Lúc này hắn nhìn Triệu Thiết Trì với mái tóc hoa râm và dáng người cao ráo, trong lòng không khỏi cảm động. Hạng người Vương Tử Quân thường gặp mặt phần lớn đều là khéo đưa đẩy, trơn trượt như lươn. Nhưng có loại người này tồn tại thì cũng không thiếu những người đàn ông can đảm nhiệt huyết, Vương Tử Quân đã từng là lãnh đạo xã, hắn biết rõ Triệu Thiết Trì làm như vậy rốt cuộc sẽ phải gánh bao nhiêu nguy hiểm. Tôi hiểu tâm tình của anh. Vương Tử Quân nhìn Triệu Thiết Trì, hắn gằn từng chữ một nói. Nhưng chúng nếu muốn điều tra rõ ràng về sự kiện liên quan đến Nhiếp Vinh Quân, muốn trả lại trong sạch cho Nhiếp Vinh Quân, không có chứng cứ xác thực thì thật sự không được. Triệu Thiết Trì giống như thấy được hy vọng, hắn có chút sững sốt, sau đó lớn tiếng nói. Bí thư Vương, chúng tôi có chứng cứ, nó ở trong tay vợ Nhiếp Vinh Quân. Nhiếp Vinh Quân có một quyển nhật ký, những người kia sở dĩ đến đòi nợ. Tôi nghĩ rằng cũng là vì bọn họ muốn tìm ra quyển nhật ký kia. Nhật ký? Vương Tử Quân đưa mắt nhìn Triệu Thiết Trì, hắn trầm giọng hỏi. Anh đã từng thấy quyển nhật ký kia chưa? Bí thư Vương, tôi chưa từng được thấy, thế nhưng tôi nghe người nhà Nhiếp Vinh Quân nói như vậy. Triệu Thiết Trì nói đến đây thì có chút do dự, cuối cùng mới trầm giọng nói. Bí thư Vương, tôi còn nghe nói hai ngày trước Giang Tiểu Vinh đã quay về thôn, cũng vì muốn trốn tránh một số người. Đông Đông, bây giờ ông của Tiểu Lâm thế nào rồi? Trong một gian phòng cho thuê ở thành phố La Nam, Giang Tiểu Vinh đang dùng ánh mắt căng thẳng nhìn cháu gái của mình. Nhâm Nhạn Đồng nhìn vẻ mặt lo lắng của dì mình, trong lòng không khỏi cảm thấy khổ sở. Từ khi xuống máy bay thì nàng nhìn Giang Tiểu Vinh suốt ngày trốn đông trốn tây, thế là trong lòng sinh ra cảm giác không hay, nhưng khi nhận được một cuộc điện thoại từ quê, nàng mới thật sự ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc. Nhâm Nhạn Đồng mặc một chiếc quần jean và áo ngắn tay, có thể nói là một trang phục đơn giản nhưng có thể phụ trợ cho dáng người và gương mặt xinh đẹp tinh xảo của nàng, cặp mắt rung động lòng người bây giờ lại có vẻ rưng rưng nước mắt, không khỏi làm cho người ta nhìn vào và sinh lòng thương cảm. Dì hai, ông Nhiếp, ông ấy, khóe môi Nhâm Nhạn Đồng chợt run rẩy, nàng khẽ nói. Làm sao vậy? Giang Tiểu Vinh chợt giữ chặt lấy tay Nhâm Nhạn Đồng, sau đó nàng lớn tiếng hỏi. Ông Nhiếp mất rồi. Nhâm Nhạn Đồng cuối cùng cũng nói ra một lời, hai giọt nước mắt chảy xuôi xuống gò má trắng nõn.
Khoảnh khắc này Giang Tiểu Vinh giống như muốn nổi điên chợt bình tĩnh trở lại, nàng cắn chặt môi, bờ vai run rẩy mà không rên một tiếng, nhưng Nhâm Nhạn Đồng ở bên cạnh có thể cảm nhận được nỗi đau khổ của dì mình. Dì hai, dì muốn khóc thì cứ khóc đi. Nhâm Nhạn Đồng khẽ ôm lấy vai của Giang Tiểu Vinh, nàng khẽ dùng giọng an ủi nói. Đồng Đồng, cháu không cần khuyên gì, dì hiểu. Giang Tiểu Vinh trầm ngâm giây lát, lúc này mới trầm giọng nói. Bọn họ càng làm như vậy thì chứng tỏ đang cực kỳ sợ hãi, chỉ cần một ngày họ không tìm thấy gì, như vậy trong lòng bọn họ luôn có một cây gai. Nhâm Nhạn Đồng nhìn dì hai của mình cắn chặt răng mà trong lòng bùng lên cảm giác kính nể, nàng thấy những người không đạt được mục đích không bỏ qua giống như dì của mình đều tồn tại trên phim truyền hình, không ngờ rằng dì hai của mình thường ngày tùy tiện lại có biểu hiện kiên cường như vậy. Tút tút tút, tiếng chuông máy nhắn tin vang lên trong túi áo Giang Tiểu Vinh, nàng khẽ dụi dụi mắt. Sau đó lấy máy nhắn tin ra, bên trên có một hàng chữ. Ngày mai Bí Thư Vương sẽ tổ chức hội nghị kinh tế toàn thành phố ở huyện Dương Cương. Chương 650, ba tổ chức hội nghị trong huyện. Chỉ là một hàng chữ ngắn ngủi giống như không có nội dung gì to tát, chỉ là báo một hành động của Vương Tử Quân, thế nhưng Giang Tiểu Vinh nhận được tin tức này thì giống như cảm thấy trước mặt bùng sáng. Dì hai, trên đây viết cái gì vậy? Nhâm Nhạn Đồng nhìn nội dung trên chiếc máy nhắn tin của dì mình. Nàng thật sự không hiểu. Giang Tiểu Vinh sờ lên đầu Nhâm Nhạn Đồng, sau đó nói. Nhạn Đồng, không có chuyện gì cả, chỉ là một người quen truyền đến một thông tin mà thôi. Giang Tiểu Vinh nói đến đây thì cười nói. Cháu đã sắp hết kỳ nghỉ rồi, nên quay về đi làm là vừa, nếu không đi làm đúng ngày, chỉ sợ lãnh đạo sẽ không bỏ qua cho cháu đâu. Đi làm cũng không có vấn đề, dì hai, dì có phải muốn đến huyện Dương Cương không? Nhâm Nhạn Đồng là một cô gái thông minh, nàng biết Giang Tiểu Vinh đang cố ý nói sang chuyện khác. Lúc này dì hai đề xuất cho nàng đi, rõ ràng là có chuyện không muốn để cho mình biết. Giang Tiểu Vinh nhìn đứa cháu của mình, sau đó nàng cười nói. Chuyện này cũng không cần cháu xen vào, có dì hai ở đây thì cháu cứ yên tâm cho công việc của mình đi. Dì hai, nếu dì không nói thì cháu sẽ không về đi làm. Nhâm Nhạn Đồng kéo bàn tay của Giang Tiểu Vinh. Nàng dùng giọng làm nũng nói. Giang Tiểu Vinh nhìn bộ dạng làm nũng xinh đẹp động lòng người của cháu gái, thế là trong lòng cũng sinh ra cảm giác yêu thương. Nàng kéo bàn tay của Nhâm Nhạn Đồng, sau đó mở miệng hỏi. Đồng Đồng, nói cho dì hai biết, bây giờ cháu đã có bạn trai chưa? Nhâm Nhạn Đồng dù thế nào cũng không ngờ dì hai lúc này vẫn còn tâm tư hỏi mình như vậy, nàng định mở miệng nói không có theo bản năng, thế nhưng đúng lúc này trong đầu nàng lại hiện lên hình ảnh trên máy bay. Là tình huống nàng chủ động ngồi lên đùi người đàn ông kia. Đó là việc tôi cần làm. Nhâm Nhạn Đồng nghĩ đến bộ dạng tên khốn kia chiếm được tiện nghi mà chính mình còn phải cảm tạ đối phương, nàng chợt nổi giận. Nhưng cũng không biết vì sao những ngày qua nàng đều không quên nụ cười tinh khiết của người đàn ông kia. Hắn là ai? Chỉ sợ chính mình căn bản không thể nào biết được, có lẽ một ngày nào đó mình già lão, người kia cũng không còn thanh xuân, hai người bọn họ sẽ gặp mặt nhau trên một chuyến bay nào khác thì sao? Khi đó không biết hắn còn nhớ nàng không? Không phải Đồng Đồng nhà chúng ta đã có người yêu rồi đấy chứ? Nói cho dì hai biết, là tiểu tử nhà ai mà may mắn như vậy? Có thể được Đồng Đồng vừa ý. Giang Tiểu Vinh chỉ muốn quan tâm đến cháu gái, thật không ngờ một câu nói quan tâm tùy ý của mình lại có thể tìm ra được một kết luận có tác dụng trêu ghẹo như vậy. Không có, dì hai cứ chọc cháu. Nhâm Nhạn Đồng chợt tỉnh táo lại trong hồi ức về người đàn ông kia. Bàn tay trắng nõn của nàng khẽ kéo tay Giang Tiểu Vinh, bộ dạng không muốn buông tha. Giang Tiểu Vinh cười ha hả, đây là lần đầu tiên nàng cười trong thoải mái như vậy trong thời gian gần đây, tuy phần lớn thời gian đều gian khổ nhưng nàng vẫn có thể kiên trì chịu đựng được. Đồng Đồng, nghe dì hai nói một câu, sau này có tìm đối tượng thì người nào cũng được, thế nhưng cháu phải nhớ kỹ, đừng dây vào đám người làm quan. Giang Tiểu Vinh chợt dùng giọng nghiêm túc nói. Nhâm Nhạn Đồng biết rõ kinh nghiệm của dì hai, nàng cũng không nói gì mà chỉ khẽ gật đầu. Cuộc sống của bọn họ quá mệt mỏi. Giang Tiểu Vinh nói đến đây thì khẽ cười một tiếng. Hôm nay nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai chúng ta còn có chuyện cần làm. Nhâm Nhạn Đồng khẽ gật đầu nghe lời, từ nhỏ nàng đã thân cận với dì hai của mình, thậm chí mẹ nàng còn nói giỡn, nói Nhâm Nhạn Đồng là con gái của dì hai. Tuy Giang Tiểu Vinh không nói ngày mai sẽ làm gì. Thế nhưng Nhâm Nhạn Đồng đã đi theo Giang Tiểu Vinh thời gian không ngắn, nàng biết rõ dì hai của mình nhận được tin nhắn kia thì luôn có chuyện phát sinh. Đồng Đồng, uống một ly nước mật này đi,
Tuy đồng đồng nhà chúng ta bây giờ có thể làm cho bao người chết mê chết mệt, thế nhưng phụ nữ lúc nào cũng phải bảo dưỡng nhan sắc của mình mới được. Giang Tiểu Vinh nói rồi đưa cho Nhâm Nhạn Đồng một ly nước mật đang bốc hơi nghi ngút. Chỉ thị của Vương Tử Quân làm cho thành phố La Nam có một đêm mất ngủ. Bí thư Vương tiến hành kiểm tra giám sát toàn thành phố trong thời gian một tháng, sau đó tổ chức hội nghị kinh tế toàn thành phố ở huyện Dương Cương. Điều này nói rõ Bí thư Vương đã có quan điểm của mình ở phương diện phát triển kinh tế, những quan điểm này sẽ sinh ra những ảnh hưởng sâu sắc đến tất cả các phương diện trong thành phố La Nam về sau này. Vì vậy tối hôm nay dù là văn phòng khối chính quyền hay thị ủy, hoặc các văn phòng quận huyện ủy đều bận rộn, đám thư ký vùi đầu viết lách. Tuy lãnh đạo không lên tiếng cho ra chỉ thị rõ ràng, bọn họ cũng không biết Bí thư Vương sẽ cho ra chỉ thị thế nào trên hội nghị kinh tế toàn thành phố. Thế nhưng lưu lại ấn tượng tốt với Bí thư Vương là cực kỳ quan trọng, vì thế dù là bất kỳ người nào cũng phải cố gắng làm tốt công tác của mình. Nếu so sánh với đám người bận rộn kia thì Cục trưởng Cục Công an Hà Tiến Trung căn bản lại có chút nhàn nhã, nhưng những người quen thuộc với Hà Tiến Trung lại biết, lúc này Cục trưởng Hà liên tục đưa tay sờ ly nước, rõ ràng là tâm tư không yên tĩnh. Ngồi trên đài cao uống trà dưới bầu trời đêm trăng sáng sao thưa, đây rõ ràng là một loại hưởng thụ khó có được. Thế nhưng đáng tiếc là vào thời điểm mà nhiều người còn đang điên cuồng làm việc để mua được một gian phòng nhỏ, người có thể được hưởng thụ cuộc sống như thế này cũng không nhiều. Nếu như có một mỹ nữ ở bên cạnh châm trà rót nước, như vậy sẽ càng tuyệt vời hơn. Xưa nay mỹ nữ đều là động vật quý hiếm, người có thể được hưởng thụ như vậy lại cực kỳ ít. Lúc này trong hoa viên trên sân thượng, Hà Tiến Trung được hưởng thụ những gì mà cánh đàn ông mơ ước. Hắn ngồi đó, có một mỹ nữ mặc váy ngắn đứng bên cạnh, gió khẽ thổi. Váy áo phất phơ xinh đẹp vô hạn, thật sự làm cho người ta bị lôi cuốn, cực kỳ quyến rũ. Cục trưởng Hà, trà này có tên là thần lưu hương ngàn vàng khó mua, vạn kim khó cầu. Trịnh Khiếu Đống vẫn mặc tây trang, hắn giống như không biết bây giờ thời tiết vẫn có hơi nóng, hắn vẫn ngồi đó cực kỳ đoan chính. Lúc này giống như hắn không phải uống trà với người, mà giống như đang tham gia một hội nghị gì đó cực kỳ long trọng. Hà Tiến Trung cười cười nâng ly trà lên nhấp một ngụm rồi trầm giọng nói. Loại trà trần lưu hương này vẫn là giám đốc Trịnh nên giữ lại mà thưởng thức, tôi đây là người quê mùa, thích nhất chỉ là trà đá mà thôi. Trịnh Khiếu Đống cười cười, hắn cũng không nói gì, trên mặt lộ ra một nụ cười cực kỳ bí hiểm. Hà Tiến Trung rất không thích bộ dạng giống như nắm chắc thắng lợi trong tay của Trịnh Khiếu Đống, nếu như hắn có năng lực, sự việc mà hắn muốn làm nhất lúc này chính là vung đấm đánh cho gương mặt tươi cười trước mặt sưng vù lên. Chương 654 Tổ chức hội nghị trong huyện. Đáng tiếc Hà Tiến Trung tuy là Cục trưởng Cục Công an thế nhưng cũng không thể làm được những gì mình muốn, cũng không dám làm như vậy. Hắn trầm ngâm một lúc rồi mới trầm giọng nói. Giám đốc Trịnh, Khiếu Nam làm việc thật sự quá mức. Trịnh Khiếu Đống không tiếp lời, giống như không biết Hà Tiến Trung đang nói những gì, nhưng Hà Tiến Trung lại biết Trịnh Khiếu Đống hiểu ý nghĩa trong câu nói của mình. Hơn nữa trên sự kiện này thì Trịnh Khiếu Đống còn biết nhiều thứ hơn hắn, sở dĩ Trịnh Khiếu Đống không nói gì là muốn Hà Tiến Trung tỏ thái độ. Thế là Hà Tiến Trung cũng cố ý không lên tiếng, hắn chờ phản ứng của Trịnh Khiếu Đống, hắn không tin sự việc có liên quan đến anh em ruột mà Trịnh Khiếu Đống lại có thể thờ ơ như vậy. Cục trưởng Hà, lần này tôi thật sự làm anh hao tổn tâm trí rồi. Trịnh Khiếu Đống không nói quá lớn, lúc này dù là kính nhờ Hà Tiến Trung nhưng giọng điệu nhàn nhạt lại căn bản không có chút khúm núm, giống như đang hất hàm sai khiến, cực kỳ hợp tình hợp lý vậy. Trịnh Khiếu Đống mở miệng nói năng cực kỳ lưu loát thế nhưng trong lòng Hà Tiến Trung lại cảm thấy cực kỳ bức bối, hắn trầm ngâm giây lát rồi mở miệng nói. Nếu giám đốc Trịnh đã nói như vậy, tôi có một lời đề nghị, đó là để cho Khiếu Nam cao chạy xa bay, như vậy tất cả mọi chuyện sẽ xong. Trịnh Khiếu Đống khẽ nheo mắt, khi Hà Tiến Trung nói ra những lời như vậy thì hắn khẽ hấp một ngụm trà, hai mắt đang nhắm lại chợt mở ra giống như một vị trí nào đó trong lòng sinh ra cảm giác đau đớn. Hắn nhìn vào hai mắt Hà Tiến Trung, lúc này mới dùng giọng điệu âm u nói. Anh Hà, tôi chỉ có một đứa em, anh cũng biết rồi đấy. Trịnh Khiếu Đống tuy nói ra một sự thật, thế nhưng trong sự thật đó lại ẩn giấu rất nhiều ý nghĩa. Hà Tiến Trung thấy Trịnh Khiếu Đống tỏ ra bức bối, hắn biết rõ đối phương có ý gì. Hắn trầm ngâm giây lát, sau đó mới nói. Nếu như là trước kia thì mọi chuyện đều dễ nói, nhưng mà, giám đốc Trịnh, bây giờ không còn là như trước kia. Tôi cảm thấy chỉ cần anh còn ở Cục Công an, tất cả sẽ không có gì thay đổi. Trịnh Khiếu Đống khẽ vuốt mặt mình một cái, sau đó dùng giọng không đếm xỉa nói. Hà Tiến Trung nâng ly lên uống một ngụm, sau đó mới cười khổ nói.
không giống, thật sự là không còn giống như trước kia. Lúc này trong cục công an của chúng tôi đã xuất hiện một cây đinh, thật sự đụng việc khó làm. Hà Tiến Trung không nói rõ nhưng Trịnh Khiếu Đống lại ngầm hiểu, hai mắt hắn vốn tỏa sáng dưới bầu trời đêm, thế nhưng vào thời điểm này lại khẽ híp lại. Lúc này người hiểu rõ tình cảnh của Hà Tiến Trung nhất chính là Trịnh Khiếu Đống, hắn không những biết rõ những tin tức trong thị ủy La Nam, còn biết rất rõ và rất sâu về những gì đang xảy ra trong cục công an thành phố La Nam. Tuy Hà Tiến Trung vẫn là cục trưởng cục công an, vẫn là một người nhất ngôn cửu đỉnh trong đơn vị, thế nhưng khi Bí Thư Mễ đến nhận chức thì cục công an thành phố đã có những biến hóa không nhỏ. Bí Thư Mễ kia tuy là bộ đội chuyển nghề nhưng khi đến nhận chức lại được tự tay Bí Thư Thị ủy Vương Tử Quân đến đưa tiễn, tuy trên miệng nói rằng giúp đỡ công tác của bộ đội, thế nhưng thực tế nó có ý nghĩa gì thì cả thành phố La Nam đều hiểu rõ. Bí Thư Mễ nhận được sự giúp đỡ to lớn của Bí Thư Thị ủy thành phố, tất nhiên địa vị của hắn sẽ là nước lên thuyền lên trong cục công an. Bên trong cục công an vốn không thiếu bộ đội chuyển nghề, thế cho nên chỉ sau nửa tháng thì trong cục công an thành phố La Nam chợt xuất hiện một đội ngũ có thể đối kháng lại Hà Tiến Trung. Chặn được thì chặn, không chặn được cũng phải chặn, em của tôi dù thế nào cũng không thể là kẻ trốn chạy, không thể nào trải qua cuộc sống lang thang như chó được. Trịnh Khiếu Đống nói rồi khẽ phủi tay áo, hai cô gái vừa rồi đứng phục vụ chợt đi đến chiếc tủ nhỏ lấy ra một cái cặp da. Cặp da được mở ra, bên trong là màu xanh mơn mởn. Giống như những đốm lân tinh lóe sáng dưới bầu trời đêm u ám, thật sự làm cho hai mắt con người phải tỏa sáng. Đây tất nhiên không phải là lân tinh, không phải ma chơi, Hà Tiến Trung là người có kinh nghiệm, hầu như chỉ sau giây lát tiếp xúc thì biết ngay đó là những thứ gì. Anh, Cục trưởng Hà. Âm thanh của Trịnh Hiểu Nam chợt truyền lên từ dưới lầu, sau đó là tiếng bước chân đi lên cầu thang. Trịnh Hiểu Nam vẫn nói chuyện bừa bãi như cũ, ánh mắt vẫn tràn đầy bạo ngược. Hắn dùng ánh mắt hung hăng nhìn cặp da đầy tiền mặt màu xanh có mệnh giá lớn, sau đó dùng giọng lạnh lẽo nói với Hà Tiến Trung. Cục trưởng Hà, tôi nghe nói có người truy nã tôi phải không? Hà Tiến Trung thật lòng rất không muốn chọc vào loại người làm người ta tức điên lên như Trịnh Hiểu Nam, thế nhưng hắn vẫn không trả lời câu hỏi của Trịnh Hiểu Nam, hắn chỉ cười cười uống trà mà không mở miệng. Câm miệng, ai cho cậu đi lên đây, còn không mau đi xuống cho tôi. Trịnh Khiếu Đống dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn thoáng qua em mình, sau đó lạnh giọng quát lớn. Trịnh Hiểu Nam không sợ trời không sợ đất nhưng lại rất kính sợ anh ruột của mình, sau khi Trịnh Khiếu Đống mở miệng thì hắn cười hì hì một tiếng, sau đó xoay người đi về phía cầu thang. Nhưng khi đi đến bậc cầu thang thì hắn chợt lớn tiếng nói. Anh, Cục trưởng Hà, nếu ai đến gây chuyện với tôi, dù liều mạng thì tôi cũng phải xử lý hắn. Rất nhiều kẻ thích nói những lời mạnh miệng. Thế nhưng thao tác thực tế lại cách xa lời nói cả vạn dặm. Nhiều người khi mở miệng thì nói rất hay, nhưng đến thực tế thì lại không làm gì ra hồn. Hà Tiến Trung đã thấy nhiều loại người ngoài mạnh trong yếu, thế nhưng khi nghe những lời của Trịnh Hiểu Nam, hắn không khỏi cảm thấy trong lòng rét run. Hà Tiến Trung biết rõ Trịnh Hiểu Nam là loại người dám nói dám làm, anh em Trịnh gia sở dĩ có được cơ nghiệp như ngày hôm nay, ngoài phương diện Trịnh Khiếu Đống là người tài giỏi có năng lực kinh doanh. Chủ yếu nhất vẫn là Trịnh Hiểu Nam dám đánh dám liều mạng. Những nhân vật như vậy luôn làm cho người ta thật lòng e ngại. Hà Tiến Trung nghĩ đến những lời nói mạnh miệng của Trịnh Hiểu Nam, hắn vừa cảm thấy không thoải mái vừa sinh ra cảm giác chờ mong. Hắn biết những lời của Trịnh Hiểu Nam vừa rồi căn bản không phải là chĩa vào mình. Nếu như Trịnh Hiểu Nam thật sự có thể làm giống như lời nói, như vậy cuộc sống của mình sẽ tốt hơn bây giờ rất nhiều. Ý nghĩ này lóe lên trong đầu của Hà Tiến Trung. Thế nhưng ngay sau đó hắn đã hiểu rõ ràng, những việc như vậy không nên xảy ra thì hay hơn. Cục trưởng Hà, Khiếu Nam là người có tính cách như vậy, ngài không cần quá quan tâm. Chờ thêm vài ngày nữa tôi sẽ cố gắng giáo dục nó làm người biết quy củ. Trịnh Khiếu Đống nói rất khách khí, trong giọng nói có vài phần nịnh nọt. Hà Tiến Trung cười cười, hắn dùng giọng thản nhiên nói. Giám đốc Trịnh, chúng ta là bạn bè của nhau, Khiếu Nam là em của anh, không khác gì là em của tôi. Anh nói xem, bứt dây thì động rừng, cắt xương động gân, có ai sẽ thật sự nổi giận với em mình cho được. Chương 650, năm tổ chức hội nghị trong huyện. Hai người nói rồi cười phá lên ha hả thật sự giống như hai người tri âm gặp mặt nhau. Cô gái mặc váy ngắn khẽ đi đến châm thêm trà, Hà Tiến Trung chợt khoát tay áo nói. Giám đốc Trịnh, trà uống tận hứng là được, uống nhiều quá lại không ngủ được, ngày mai còn có hội nghị cần tham gia, tôi không thể vắng mặt được. Trịnh Khiếu Đống cười cười, hắn cũng không miễn cưỡng, hắn nói. Cục trưởng Hà là người bận rộn,
chỗ này của tôi cũng không bắt buộc, khi nào ngài rảnh thì đến nơi này dạo chơi một chút, tôi có trà ngon, lúc nào cũng có thể chiêu đãi anh. Hà Tiến Trung cười cười đồng ý, sau đó đứng lên khỏi ghế rồi cất bước đi về phía cầu thang. Trịnh Khiếu Đống cũng đứng lên tiễn khách, cô gái mặc váy ngắn cũng buông bình trà cầm cặp ra theo sát bước tiến của Hà Tiến Trung. Hà Tiến Trung không nói gì thêm về chiếc cặp da trong tay cô gái váy ngắn, Trịnh Khiếu Đống cũng không nói gì, giống như cô gái và chiếc cặp da kia là không tồn tại. Nhưng khi đi đến đầu bậc cầu thang, Hà Tiến Trung chợt dừng lại, hắn nhìn thoáng qua Trịnh Khiếu Đống, sau đó mới dùng giọng đầy ẩn ý nói. Giám đốc Trịnh, chỉ có kẻ điên mới không bị pháp luật trừng phạt. Hà Tiến Trung nói ra những lời này cho Trịnh Khiếu Đống nghe, hắn tin tưởng đối phương sẽ nhanh chóng hiểu ra vấn đề. Hắn là người thông minh cơ trí hơn người, hắn biết rõ lúc nào nên nói những lời ra sao, đặc biệt là thúc đẩy sự việc như thế nào. Quả nhiên hắn nói ra một câu như vậy làm cho trái tim của Trịnh Khiếu Đống đập lên thật mạnh. Sáng sớm Vương Tử Quân thức dậy, hắn nhìn đồng hồ và thấy đúng 7 giờ, sau đó hắn cầm điện thoại nhìn lướt qua, cuối cùng mới đi đánh răng rửa mặt. Tuy huyện Dương Cương là một trong những huyện nghèo kém phát triển kinh tế nhất thành phố La Nam, thế nhưng nhà khách huyện ủy được xây dựng khá tốt. Vì Vương Tử Quân tổ chức hội nghị kinh tế toàn thành phố ở huyện Dương Cương, thế cho nên nhà khách huyện Dương Cương cũng đã chuẩn bị gian phòng tốt nhất cho Vương Tử Quân. Tút tút tút. Vương Tử Quân rửa mặt xong thì điện thoại chợt vang lên, bên trong vang lên giọng nói và tiếng cười của Mạc Tiểu Bắc. Trước kia Mạc Tiểu Bắc rất ít khi gọi điện thoại, thế nhưng sau khi có con thì giống như tình cảm chất giấu trong lòng chợt bùng phát, nàng gọi điện thoại cho hắn rất nhiều, hơn nữa còn biểu hiện đầy đủ cảm giác thương nhớ trong lòng ra ngoài. Tử Quân, con của anh hôm qua đái ướt cả người ông cụ. Mạc Tiểu Bắc giống như phát hiện có việc gì đó rất hay, nàng khẽ lên tiếng báo cáo với Vương Tử Quân. Mặc dù biết chuyện này khó thể nào tránh được nhưng Vương Tử Quân vẫn không nhịn được phải bật cười, cũng nghe thấy tiếng cười của Mạc Tiểu Bắc ở phía bên kia. Ngay sau đó Mạc Tiểu Bắc chợt thấy tiếng cười của hắn có hơi lớn, lại có chút trào phúng, thế cho nên nàng ngừng cười và khẽ hừ một cái, thể hiện cảm giác có chút bất mãn của mình. Bí thư Vương, hôm qua bố đến nhà. Mạc Tiểu Bắc đột nhiên thay đổi chủ đề, nàng khẽ nói. Vương Tử Quân cũng không hoàn toàn tiếp thu lời nói của Mạc Tiểu Bắc, hắn nghĩ rằng Mạc Đông Viễn đến nhà Mạc Lão Gia Tử hoàn toàn là bình thường, không có gì đáng ngạc nhiên. Không phải một tuần bố đến 3 lượt sao? Là bố của anh. Mạc Tiểu Bắc nghe được lời nói của Vương Tử Quân, cuối cùng cho ra đáp án như vậy. Vương Tử Quân nghe nói bố mình đến gặp Mạc Lão Gia Tử, thế là có chút ngẩn ngơ. Sau đó hắn thuận miệng nói. Bố của anh đến gặp ông cụ sao không liên lạc với anh trước nhỉ? Bố đến thủ đô đi họp. Mạc Tiểu Bắc trầm ngâm giây lát rồi nói. Bố anh đến xin chỉ thị của ông, để xem nên đãi tiệc trăm ngày của cháu ở thủ đô hay là Giang Thị. Vương Tử Quân nghe đến vấn đề này thì cười nói. Thật sự khó thể quyết định, nhưng nơi nào cũng được, nếu hai bên đồng ý thì chúng ta làm 2 lượt, hì hì, xem như thu 2 phần tiền mừng. Trong điện thoại vang lên tiếng cười như chuông bạc của Mạc Tiểu Bắc, sau đó nàng khẽ nói. Thật sự là cha nào con nấy, bố đến nói chuyện với ông cũng mở lời giống hệt như anh vậy. Vương Tử Quân chợt sững sờ, hắn không ngờ bố mình là người nghiêm túc lại có thể mở miệng nói một câu nói ẩn giấu khôi hài như vậy trước mặt Mạc Lão Gia Tử. Hắn cảm thấy đây cũng không phải là thứ gì cần bình luận, thế nên khẽ hỏi. Cuối cùng quyết định thế nào? Ông nói cũng đừng nên làm 2 nơi. Cứ tổ chức ở Giang Thị là được. Mạc Tiểu Bắc cười cười rồi dùng giọng nghịch ngợm nói. Bí thư Vương, có phải rất thất vọng không? Vì ông cho ra quyết định như vậy mà anh thất thua 1 phần tiền mừng rồi. Vương Tử Quân nghe lời trêu chọc của Mạc Tiểu Bắc thì định mở lời đáp lại. Đúng lúc này hắn nghe thấy tiếng khóc oe oe vang lên từ đầu dây bên kia. Mạc Tiểu Bắc lúc này cũng không còn tâm tư nói chuyện với Vương Tử Quân. Nàng không nói gì thêm mà trực tiếp tắt điện thoại. Sau đó nhanh chóng đi đến bên cạnh con yêu của mình. Vương Tử Quân nghe thấy những tiếng tút tút vang lên trong điện thoại, hắn khẽ bấm nút tắt, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Lúc này trong lòng hắn không khỏi xuất hiện một hình bóng của người phụ nữ khác, còn có gương mặt một đứa bé, thế là trong lòng không khỏi bừng lên tình cảm. Khoảnh khắc này Vương Tử Quân cảm thấy mình căn bản không thể nào giữ được vẻ bình tĩnh như thường ngày. Khi Vương Tử Quân chuẩn bị lấy điện thoại ra gọi cho Y Phong ở phương Nam, đúng lúc này tiếng gõ cửa vang lên. Hắn bỏ qua ý nghĩ gọi điện thoại cho Y Phong, sau đó hướng về phía cánh cửa phòng nói. Vào đi. Bí thư Vương, hôm qua ngài nghỉ ngơi thế nào? Đồng chí Tân và Kim Điền Lạc cùng nhau đi vào,
vừa vào cửa thì Kim Điền Lạc đã mỉm cười hỏi Vương Tử Quân. Ngủ rất ngon. Vương Tử Quân cười cười, sau đó hắn nhìn ra phía sau Kim Điền Lạc, thấy hai người Nhan Sĩ Tắc và Trần Minh Tuấn cũng đến. Tối qua Vương Tử Quân đến nghỉ ngơi ở nhà khách huyện ủy, thế cho nên hai vị lãnh đạo huyện Dương Cương cũng không về nhà, trực tiếp ở lại nhà khách. Nhưng nếu so sánh thì vẻ mặt Trần Minh Tuấn tiểu tụy hơn Nhan Sĩ Tắc rất nhiều, tuy Vương Tử Quân không cho ra bất kỳ lời bình luận nào sợ sự việc Trần Minh Tuấn gọi điện thoại yêu cầu thả Trịnh Hiểu Nam, thế nhưng không nói lời nào cũng chính là tỏ thái độ. Trần Minh Tuấn thật lòng cảm thấy đại họa đang giáng xuống đầu mình. Tối qua Trần Minh Tuấn đã nghĩ đến rất nhiều biện pháp, thế nhưng cuối cùng tất cả đều căn bản là không có chút tác dụng nào. Hắn cũng gọi điện thoại cho hậu trường của mình xin trợ giúp, thế nhưng không biết vì sao mà gọi hoài chẳng được, đến khi thư ký tiếp điện thoại thì lại nói lãnh đạo đang bận họp. Họp, chẳng lẽ là họp cả ngày? Trần Minh Tuấn nghĩ đến lời nói thận trọng của viên thư ký kia, thế là không khỏi mắng thầm, đây không phải là vứt bỏ chính mình sao? Chương 651 Một thời gian nắm quyền. Vương Tử Quân bàn bạc một chút với đám người Nhan Sĩ Tắc về tình huống chuẩn bị hội nghị, sau đó đi đến nhà ăn để dùng cơm. Vì Vương Tử Quân ngủ lại nên có thể nói là huyện Dương Cương tập trung tất cả lực lượng ở nhà khách huyện ủy, ngay cả bữa sáng cũng có cả chục món để lựa chọn. Khi nhân viên phục vụ cho ra danh sách các món điểm tâm, đồng chí Tân căn cứ vào khẩu vị để lựa chọn vài món cho Vương Tử Quân. Mọi người chỉ chờ 2 phút, ngay sau đó nhân viên phục vụ đã dọn bữa sáng lên bàn. Nhóm người Nhan Sĩ Tắc ngồi xuống bốn phía chung quanh Vương Tử Quân, dù là dùng cơm nhưng hai vị lãnh đạo đảng ủy chính quyền huyện Dương Cương là Nhan Sĩ Tắc và Trần Minh Tuấn đều có biểu hiện cực kỳ cẩn thận. Sau khi ăn 2 bát cháo thì Vương Tử Quân cảm thấy cực kỳ sảng khoái tinh thần, hắn nhìn thoáng qua Trần Minh Tuấn đang ăn không biết ngon rồi nói. Chủ tịch Trần, sức khỏe tốt mới có thể công tác ở cơ sở, thế cho nên ngày 3 bữa cơm là rất quan trọng, đặc biệt là bữa sáng càng cần bổ sung đầy đủ năng lượng cho mình. Trần Minh Tuấn không ngờ Vương Tử Quân lại nói ra những lời như vậy, thế là từ tận đáy lòng bùng lên hy vọng. Hắn nhìn gương mặt với nụ cười nhạt của Vương Tử Quân, không nhịn được phải nói. Bí thư Vương, tôi phạm sai lầm ở sự kiện xảy ra trong xã Tôn Gia Câu, tôi không nên cho ra chỉ thị như vậy, tôi. Vương Tử Quân khoát tay áo nói. Lúc này mọi người đang dùng cơm, nếu đồng chí Minh Tuấn muốn nhận kiểm điểm, như vậy cứ đi mà tìm bí thư Trương. Vương Tử Quân nói xong thì đứng lên đi ra bên ngoài nhà khách, đám người Kim Điền Lạc đang dùng cơm cũng dùng ánh mắt hung hăng nhìn Trần Minh Tuấn. Đồng chí Tân tuy mới làm thư ký được vài ngày nhưng lại có trách nhiệm rất mạnh, hắn nhanh chóng xử lý bữa sáng và đi ngay ra ngoài. Nhà khách huyện ủy có một khoảng sân nhỏ, tuy không bày đặt quá nhiều thứ nhưng cây cối xanh mát lại làm cho người ta sinh ra cảm giác rất tốt. Khi đồng chí Tân rời khỏi nhà ăn thì gặp Vương Tử Quân đang ngồi hút thuốc trên một chiếc ghế đá. Bí thư Vương. Đồng chí Tân đi đến bên cạnh Vương Tử Quân rồi khẽ lên tiếng chào hỏi. Vương Tử Quân khoát tay cười nói. Chí Tân, ngồi đi. Vương Tử Quân nói rồi ném cho đồng chí Tân một điếu thuốc. Mọi người nói ăn cơm xong hút điếu thuốc thì có cảm giác như thần tiên, tuy tôi biết rõ những lời kia không đúng, thế nhưng lại quen thói như vậy mất rồi. Đồng chí Tân nhận lấy điếu thuốc, hắn cũng là một người nghiện thuốc khá nặng, thế cho nên cũng không xa lạ gì với câu nói của Vương Tử Quân. Hắn vừa hút thuốc vừa mở sổ ra báo cáo. Bí thư Vương, các đồng chí huyện Dương Cương đã cho ra sắp xếp với hội nghị kinh tế lần này, hội trường là đại hội đường của huyện Dương Cương, thời gian bắt đầu hội nghị là 9 giờ sáng. Vương Tử Quân không nói lời nào trong lúc đồng chí Tân mở miệng báo cáo, sau khi đồng chí Tân báo cáo xong thì hắn mới khẽ nói. Các vị lãnh đạo thành phố khi nào thì đến? Chủ tịch Lý nói khoảng 8 rưỡi sẽ đến. Đồng chí Tân nhìn vào sổ rồi khẽ nói. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, Chủ tịch Lý Quý Niên dù tỏ ra không thân cận với hắn, thế nhưng lại có biểu hiện rất tốt ở vài phương diện cần thiết, xem như làm tốt bản chức công tác của mình một cách cực kỳ có quy củ. Biểu hiện như vậy rõ ràng nói lên thái độ xử lý quan hệ với mình của Lý Quý Niên, đó chính là không thân mật, cũng không quá xa cách. Đồng chí Tân thấy Vương Tử Quân rơi vào trầm ngâm thì cũng hiểu lãnh đạo đang nghĩ về phương diện gì, thế là hắn khẽ đề nghị. Bí thư, có phải gọi điện thoại thúc giục Chủ tịch Lý đến nhanh hơn một chút không? Không cần, đường xá không tốt, thế cho nên vấn đề an toàn là quan trọng nhất. Vương Tử Quân khẽ rụi tàn thuốc rồi lên tiếng. Đường không dễ đi, đồng chí Tân nghĩ về lời này của Vương Tử Quân rồi cũng không tiếp tục lên tiếng. Hắn biết rất rõ với vị trí của mình thì có một số việc chỉ cần hiểu trong lòng là được.
Từng chiếc xe từ bốn phương tám hướng tụ tập về huyện Dương Cương, đa số là nhãn hiệu Santana, thế nhưng những chiếc Santana thế này tụ tập ở huyện Dương Cương lại đại biểu cho đầu mối quyền lực của thành phố La Nam đang tập trung về nơi này. Sau khi nhận được tin tức Bí thư Vương sẽ tổ chức hội nghị kinh tế toàn thành phố ở huyện Dương Cương, tất cả cán bộ huyện Dương Cương có thể nói là cực kỳ bận rộn. Tuy huyện thành có hơi bẩn thỉu nhếch nhác nhưng vẫn phải dọn dẹp sạch sẽ. Vì đảm bảo bộ mặt của huyện mà các đơn vị như cảnh sát giao thông, vệ sinh môi trường, thậm chí là cán bộ nhân viên đều phải ra tay, kẻ có tiền thì bỏ tiền, có sức góp sức, thế cho nên chỉ trong một đêm thì huyện Dương Cương đã làm tốt công tác vệ sinh tất cả đường lớn hẻm nhỏ, đã sạch sẽ hơn trước kia cả chục lần. Đám lãnh đạo huyện Dương Cương cũng cân não ở phương diện tiếp đãi các cán bộ lãnh đạo thành phố đến tham gia hội nghị, dù sao thì những người đến tham gia cũng có cấp bậc không kém Nhan Sĩ Tắc và Trần Minh Tuấn, nếu chiêu đãi không chu toàn thì mất mặt, hơn nữa các đơn vị ban ngành chức năng sẽ nhớ kỹ, như vậy sẽ là được không bù mất. Vì công tác chiêu đãi mà Nhan Sĩ Tắc phải tổ chức hội nghị vào lúc nửa đêm, có thể nói sắp xếp cực hạn cho các vị thường ủy huyện ủy và phó chủ tịch huyện. Dù là như vậy thì Nhan Sĩ Tắc vẫn cảm thấy có chút không vừa ý, thế nhưng dù hắn có không hài lòng thì huyện Dương Cương cũng chỉ có thể làm được như vậy mà thôi, không thể hơn. Anh Nhan, lần này xem như anh nở mày nở mặt. Bí thư Vương lần đầu tiên tổ chức hội nghị kinh tế toàn thành phố, thế nhưng lại sắp xếp ở huyện Dương Cương các anh, điều này không khỏi làm cho đám người chúng tôi cực kỳ hâm mộ. Bên ngoài đại hội đường của huyện Dương Cương, Nhan Sĩ Tắc nghênh đón bí thư Tả Sơn Dân của huyện Hồng Vấn. Tả Sơn Dân năm nay 50 tuổi, độ tuổi này làm bí thư cung xem như có ít không gian tiếp tục tiến lên, trên cơ bản là dậm chân tại chỗ mà thôi. Cũng vì không thể tiến lên, thế cho nên Tả Sơn Dân ăn nói rất hào sảng và thoải mái. Nhan Sĩ Tắc nghe thấy đối phương nói như vậy thì cười cười nói. Bí thư Tả, anh đừng hâm mộ tôi, bây giờ tôi thật sự cảm thấy không yên. Tuy Bí thư Vương tổ chức hội nghị ở huyện Dương Cương, thế nhưng nào nói rõ đó là phúc hay họa. Ngài cũng biết tình huống ở huyện Dương Cương chúng tôi rồi đấy, nếu bị Bí thư Vương xem là điển hình của tấm gương phản diện, chỉ sợ sẽ cực kỳ khốn khổ. Tả Sơn Dân khẽ cười cười với Nhan Sĩ Tắc, hắn định lên tiếng thì chợt nghe thấy có người dùng giọng quái dị nói. Bí thư Nhan, nếu ngài nói như vậy thì thay đổi cho chúng tôi, quận tứ đằng chúng tôi cũng không ngại làm tấm gương điển hình phản diện. Nhan Sĩ Tắc nhướng mày, người mở miệng chính là Bí thư Khâu Hiểu Minh của quận tứ đằng. Dù Khâu Hiểu Minh có cấp bậc tương đồng với Nhan Sĩ Tắc, thế nhưng tứ đằng là quận nội thành, dù là phương diện điện thoại hay tâm lý đều đứng trên đầu huyện Dương Cương. Khâu Hiểu Minh là người có bản lĩnh nhưng lòng dạ lại rất kém, rất thích tranh cường hiếu thắng ở vài phương diện và sự việc. Nhan Sĩ Tắc tuy không sợ Khâu Hiểu Minh, thế nhưng cũng không muốn vì một chuyện nhỏ nhặt mà đắc tội với người ta. Chương 651 2 thời gian nắm quyền. Nhan Sĩ Tắc cười cười, hắn định nói một câu chuyển chủ đề. Thế nhưng hắn không muốn thì lại có người muốn tiếp tục, chợt nghe thấy có người cười hì hì nói. Bí thư Khâu là nhà giàu trong thành phố, càng là thuận lòng trời. Thế nhưng thiên tử hôn quân, Bí thư Vương nắm ai làm tấm gương phản diện đều có thể được, thế nhưng căn bản không thể nắm ngài được. Khâu Hiểu Minh hơn 40 tuổi, hắn có dáng người gầy gò, hai mắt nhìn qua mờ ảo giống như đang buồn ngủ. Vừa rồi hắn chỉ có ý nghĩ biểu hiện chút bất mãn của mình với Nhan Sĩ Tắc, lại không ngờ mình nhanh chóng bị người ta phản kích. Hắn tất nhiên không cần nhìn cũng biết người phản kích mình là ai. Bí thư Lý nói đúng, quận tứ đằng dù xét về phương diện tổng sản lượng kinh tế hay thu nhập đầu người cũng không thể nào bị coi là tấm gương phản diện điển hình được. Khâu Hiểu Minh nói, sau đó lại mở miệng đùa giỡn. Nhưng này Bí thư Lý, lúc này anh cũng nên cảm ơn Bí thư Nhan, vì lần này anh ấy đã gánh trách nhiệm thay cho anh. Khâu Hiểu Minh dù không nói rõ ràng nhưng Bí thư Lý Tắc Thông huyện Vũ Thương lại đỏ mặt. Huyện Vũ Thương trước nay luôn đứng cuối bảng xếp hạng của thành phố La Nam, tất nhiên Lý Tắc Thông biết rõ Khâu Hiểu Minh đang nói về mình. Đám người nơi này đều biết rõ về mâu thuẫn giữa Lý Tắc Thông và Khâu Hiểu Minh, năm xưa Lý Tắc Thông vốn là chủ tịch quận tứ đằng, lẽ ra hắn sẽ là người tiến lên làm bí thư quận ủy. Nhưng sự việc như ván đóng thuyền lại thích ứng với câu tháo ra đóng lại, cuối cùng Lý Tắc Thông không thể tiến lên làm bí thư quận tứ đằng. Vì giữa đường chợt xuất hiện Khâu Hiểu Minh. Vì cân đối cho hai người mà thị ủy điều Lý Tắc Thông đến huyện Vũ Thương làm bí thư huyện ủy. Tuy đây là một phương án khá phù hợp nhưng dù thế nào thì trong lòng Lý Tắc Thông cũng có cảm giác bức bối, vì huyện Vũ Thương nghèo nhất thành phố La Nam, căn bản không thể so sánh với quận nội thành là tứ đằng. Nhan Sĩ Tắc thấy một tình huống xích mích sắp phát sinh, hắn là chủ nhà vội vàng cười nói. Hội nghị sắp bắt đầu rồi,
chúng ta cũng không nên để cho Bí Thư Vương chờ lâu được. Tuy Nhàn Sĩ Tắc chỉ nói hai chữ chờ lâu, thế nhưng hai người Lý Tắc Thông và Khâu Hiểu Minh lại hiểu rõ ràng ý nghĩa ẩn giấu bên trong. Đó chính là hai anh chú ý một chút, đừng để Bí Thư Vương thấy các anh náo loạn trước cửa hội nghị, nếu không các anh sẽ không có quả ngon để ăn. Lý Tắc Thông và Khâu Hiểu Minh đưa mắt nhìn nhau một cái, sau đó đi đến phòng hội nghị mà không thèm quan tâm đến đối phương. Tả Sơn Dân rớt ra phía sau cũng khẽ cười với Nhan Sĩ Tắc, sau đó cũng nhanh chân đi về phía phòng họp. Nhan Sĩ Tắc khẽ cười với Tả Sơn Dân rồi lại khẽ lắc đầu. Hắn không cảm thấy bất ngờ vì tình huống xích mích giữa Lý Tắc Thông và Khâu Hiểu Minh, dù sao thì các vị lãnh đạo 7 quận huyện trong thành phố La Nam có biểu hiện hòa hợp êm ấm với nhau, thế nhưng thực tế lại căn bản không có mấy người thổ lộ tình cảm. Mọi người căn bản đều đứng thành hàng, hơn nữa lại có cùng một mục tiêu để nhìn vào chằm chằm. Sau khi nghênh đón hai lượt khách đi vào phòng hội nghị, Nhan Sĩ Tắc thở dài ồ ột hơi. Lúc này trong phòng hội nghị đã tụ tập đầy lãnh đạo quận huyện và đơn vị ban ngành thành phố La Nam, có thể nói đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ Bí Thư Vương đến mà thôi. Lúc này Vương Tử Quân đang ở trong phòng làm việc tạm thời của mình, đang bàn bạc vài vấn đề với Phó Chủ tịch Thường vụ Hà Khởi Duệ. Vì chuyến đi chạy hạng mục ở thủ đô nên quan hệ giữa Hà Khởi Duệ và Vương Tử Quân rất ấm áp gần gũi. Sau khi nghe tin Bí Thư tổ chức hội nghị kinh tế ở huyện Dương Cương, Hà Khởi Duệ là thường ủy thị ủy đầu tiên chạy đến huyện Dương Cương. Chủ tịch Khởi Duệ, tình huống của thành phố La Nam chúng ta thật sự không mấy lạc quan. Vương Tử Quân nâng ly trà lên uống một ngụm rồi nói với Hà Khởi Duệ. Hà Khởi Duệ có thể nói hiểu rất rõ về hiện trạng của thành phố La Nam, hắn trầm ngâm giây lát rồi khẽ nói. Bí Thư Vương, tình huống của thành phố La Nam đặt ra yêu cầu với chúng ta là phải tiến từng bước một trên con đường đẩy mạnh phát triển, dù sao thì tình huống thực tế vẫn ở ngay trước mắt, nếu muốn tiến một bước lên trời thì hầu như là không thể nào. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, hắn hiểu Hà Khởi Duệ đang khuyên nhủ mình cần phải đi từng bước, không nên đi quá lớn. Dù sao đi nhanh bước rộng sẽ rất dễ ngã, nếu ngã thì sẽ đau. Điều này tôi biết rõ, anh cứ yên tâm. Sau khi nghe được câu trả lời đơn giản của Vương Tử Quân thì Hà Khởi Duệ khẽ thả lỏng hơn một chút, lúc này kim đồng hồ vẫn tiếp tục di chuyển, cũng đã đến gần giờ tổ chức hội nghị. Hà Khởi Duệ có chút trầm ngâm, sau đó hắn đốt một điếu thuốc rồi khẽ nói. Bí Thư Vương, tôi nghe nói ngài cho ra chỉ thị yêu cầu Cục Công an bắt Trịnh Hiểu Nam về quy án phải không? Đúng vậy. Vương Tử Quân cũng không nói thêm nhiều lời, hắn khẽ lên tiếng. Hắn chỉ nói đơn giản như vậy nhưng lại làm cho Hà Khởi Duệ cảm thấy sự việc giống như gai đâm vào tay. Nhìn vào thái độ của Bí Thư Vương Tử Quân, Hà Khởi Duệ căn bản cảm thấy Bí Thư Vương không quá quan tâm đến anh em Trịnh gia. Nhưng Hà Khởi Duệ biết rất rõ một vấn đề, đó là anh em Trịnh gia căn bản không dễ trêu vào. Bí Thư Vương, Trịnh Hiểu Nam căn bản chỉ là một tên lỗ mãng, chủ yếu nhất chính là anh của hắn, là Trịnh Khiếu Đống. Tôi cảm thấy nếu không có căn cứ 10 phần chính xác, ngài căn bản không nên đánh rắn động cỏ. Vương Tử Quân nhìn vẻ mặt ngưng trọng của Hà Khởi Duệ, hắn khẽ gật đầu nói. Điều này tôi biết rõ. Hà Khởi Duệ do dự một chút rồi nói tiếp. Gần đây anh em Trịnh gia đẩy mạnh quan hệ, thế cho nên mạng lưới quan hệ vào lúc hiện tại là rất mạnh. Trịnh Khiếu Đống là một người mạnh vì gạo bạo vì tiền, có không ít cán bộ lãnh đạo thành phố La Nam là thượng khách nhà hắn. Nghe nói sở dĩ năm xưa Hà Tiến Trung có thể tiến lên làm cục trưởng cục công an cũng vì người này ra sức giúp đỡ. Vương Tử Quân thật sự biết không nhiều về những sự kiện thế này trong thành phố La Nam, hắn càng chưa từng gặp mặt Trịnh Khiếu Đống. Thế nhưng Trịnh Khiếu Đống có thể ảnh hưởng đến phương diện bổ nhiệm chức vụ cục trưởng cục công an thành phố La Nam, điều này thật sự làm cho hắn lưu tâm. Anh em Trịnh gia mạnh vì gạo bạo vì tiền ở thành phố La Nam, thế nhưng đó không phải là phương diện quan trọng nhất. Hà Khởi Duệ dừng lại một chút rồi nói tiếp. Chính thức làm chỗ dựa cho anh em Trịnh gia ở thành phố La Nam, đó là bố của bọn họ. Bố của bọn họ là ai? Vương Tử Quân xoa xoa bàn tay rồi khẽ hỏi. Bố của bọn họ cũng là một quan viên. Hà Đông Kỳ dùng giọng vui đùa nói. Là bí thư chi bộ thôn Trịnh gia thôn xã Thạch Tháp huyện Dương Phong. Bí thư chi bộ thôn, hơn nữa lại là một thôn trong huyện Dương Phong. Ở thành phố La Nam có vài trăm bí thư chi bộ như vậy, thế nhưng Vương Tử Quân căn bản không mở miệng hỏi, hắn biết rõ Hà Khởi Duệ trịnh trọng giới thiệu cho mình như vậy, nhất định là có nguyên nhân gì đó cần nói rõ với mình. Chương 651 3 thời gian nắm quyền. Năm xưa bí thư Lưu của tỉnh Sơn Nam chúng ta xuống nông thôn thăm nom, lãnh đạo đã từng đến Trịnh gia thôn. Bí thư Lưu có quan hệ rất tốt với bố của Trịnh Khiếu Đống.
nghe nói hai bên là anh em sinh tử. Hà Khởi Duệ nói đến đây thì nhìn vẻ mặt của Vương Tử Quân, sau đó nói tiếp. Tuy không biết tình hình cụ thể là gì, thế nhưng hàng năm Bí Thư Lưu đều đến Trịnh Gia Thôn một chuyến để thăm hỏi bố của Trịnh Khiếu Đống. Hậu trường của Trịnh Khiếu Đống là Bí Thư Lưu truyền thủy. Điều này thật sự làm cho Vương Tử Quân cảm thấy có chút bất ngờ. Hắn nghĩ đến tình huống mối quan hệ giữa mình và Lưu Truyền Thụy đã có vết rách, thế là cười cười nói. Giết người đền mạng, chúng ta có chứng cứ, Bí Thư Lưu cũng không thể nói gì hơn ở phương diện này được. Khi hai người trò chuyện với nhau thì đồng chí Tân gõ cửa đi vào, hắn khẽ gật đầu chào hỏi Chủ tịch Hà Khởi Duệ, sau đó nói với Vương Tử Quân. Bí Thư Vương, Chủ tịch Lý và Bí Thư Lục đã đến rồi. Vương Tử Quân gật đầu nói. Mời bọn họ đến phòng nghỉ ngơi một chút. Lát nữa tôi sẽ qua. Đồng chí Tân có chút sững sốt, sau đó hắn gật đầu đi ra ngoài phòng. Hà Khởi Duệ nhìn bóng lưng đồng chí Tân, trong lòng lại âm vang dư vị câu nói vừa rồi của Bí Thư Vương. Tuy chỉ là vài câu đơn giản nhưng ý nghĩa ẩn giấu bên trong lại làm cho người ta cảm thấy tràn đầy hương vị. Hội nghị lúc 9 giờ thế nhưng Lý Quý Niên đến lúc 8 giờ 45, nhìn qua thì có vẻ bình thường thế nhưng lại biểu hiện thái độ của Chủ tịch Lý, đó là không giúp đỡ Vương Tử Quân ở hội nghị này. Chủ tịch Lý tất nhiên sẽ không dám phản đối ra ngoài mặt, thế cho nên dùng phương pháp này để biểu hiện sự bất mãn của mình với hội nghị hôm nay. Lời nói của Vương Tử Quân chính là một cái tát đánh trả lại Lý Quý Niên, không phải anh đến lúc 8 giờ 45 sao? Vậy thì cứ chờ bên ngoài đi. Hà Khởi Duệ nghĩ đến ý nghĩa ẩn giấu bên trong, hắn chợt cảm thấy hội nghị lần này ẩn giấu thuốc súng, càng cảm nhận được cơ hội của mình đang đến. Hắn là phó chủ tịch thường vụ thành phố La Nam. Nếu như Lý Quý Niên bị Bí Thư Vương ép phải bỏ đi, như vậy mình là một nhân tuyển cho vị trí chủ tịch thành phố. Nếu hắn được Bí Thư Thị ủy giúp đỡ, như vậy lại càng có khả năng tiến lên chiếc ghế chủ tịch. Hà Khởi Duệ thầm suy tư về tất cả khả năng có thể xảy ra, thế là tư tưởng dựa về phía Vương Tử Quân càng thêm sâu đậm. Hắn chờ đồng chí Tân rời khỏi phòng rồi khẽ nói. Bí Thư Vương, Chủ tịch Lý tuy nhìn qua có vẻ mềm nhũn nhưng chỉ cần có cơ hội thì sẽ ra tay. Hơn nữa trước nay căn bản chưa từng nương tay bao giờ. Vương Tử Quân gật đầu cười cười, hắn đứng lên đi đến bên cửa sổ. Hắn nhìn khung cảnh bên ngoài vài lượt, sau đó cười nói. Thời gian tốt đẹp nhất là lúc chúng ta nắm quyền, nếu bỏ quá đi thì sẽ không bao giờ tìm được trở lại. Trước khi Vương Tử Quân nói ra những lời này, hắn muốn thông qua câu nói mù mờ để nói ra một ý nghĩ cho Hà Khởi Duệ. Nhưng khi hắn nói xong thì ký ức kiếp trước lại kéo đến như thủy triều. Hắn nghĩ đến những gì đã thay đổi khi mình trọng sinh, thế là trong lòng đầy cảm khái. Thời gian tốt đẹp nhất chính là lúc còn nắm quyền. Thời gian qua đi không thể nào quay lại, nắm bắt thời cơ kinh tế cả nước sắp phát triển mạnh mẽ sẽ thật sự quan trọng với thành phố La Nam. Hà Khởi Duệ tất nhiên không biết bây giờ Vương Tử Quân đang nghĩ gì, thế nhưng hắn thật sự chìm đắm trong câu nói vừa rồi của Bí Thư Vương. Tuy Vương Tử Quân không nói rõ điều gì, thế nhưng trong lòng hắn vẫn hiểu rõ. Đây là lời hứa của Vương Tử Quân cho mình. Vào những tình huống quan trọng, dù là có ý kia thì người ta cũng không nói trắng ra như vậy, Vương Tử Quân có thể nói như thế, tất cả đã quá rõ ràng rồi. Hà Khởi Duệ có chút chần chờ, sau đó đứng lên sau lưng Vương Tử Quân rồi trầm giọng nói. Bí Thư Vương, tôi nguyện đi theo tiến độ của anh, sẽ cố gắng cống hiến vì sự phát triển của thành phố La Nam. So với hội trường của thành phố La Nam thì hội đường của huyện Dương Cương căn bản là không quá rộng. Thế nhưng hôm nay đoàn người Vương Tử Quân đi về phía đài chủ tịch, bầu không khí hội đường chợt trở nên cực kỳ nghiêm túc. Nhóm thường ủy thị ủy gồm Vương Tử Quân, Lý Quý Niên, Lục Ngọc Hùng, Trương Hợp Tuân. Đi lên ngồi xuống đài chủ tịch, Lục Ngọc Hùng là phó bí thư thị ủy, hắn khẽ cầm lấy micro rồi nói. Các đồng chí, hôm nay, Bí Thư Vương, tôi có oan tình muốn nói rõ với ngài, chúng tôi là Nhiếp Vinh Quân không phải sợ tội nhảy lầu tự sát, anh ấy bị người ta giết chết. Một âm thanh sắc nhọn chợt vang lên bên dưới đài chủ tịch, ngay sau đó Giang Tiểu Vinh cầm trong tay tờ giấy có ghi một chữ oan rất lớn đang điên cuồng chạy về phía đài chủ tịch. Khoảnh khắc khi sự việc xảy ra làm cho tất cả mọi người trong hội trường cảm thấy ngây cả người, căn bản không ai kịp phản ứng. Lúc này Giang Tiểu Vinh đã chạy đến đài chủ tịch, nàng nhìn đám cán bộ thành phố La Nam đến tham gia hội nghị rồi lớn tiếng nói. Tôi là Giang Tiểu Vinh, là vợ của Nhiếp Vinh Quân, chồng của tôi không phải tự sát. Anh ấy cũng không thu tiền của người ta. Lúc này vài tên nhân viên công tác của huyện Dương Cương đang ngây người cũng có phản ứng, thế nhưng bọn họ thật sự không biết phải làm sao, từng ánh mắt đều nhìn về phía Nhan Sĩ Tắc đang ngồi bên dưới đài chủ tịch.
Lúc này Nhan Sĩ Tắc thật sự vã mồ hôi hột, hắn thật sự không ngờ hội nghị hôm nay lại xảy ra chuyện này. Hắn có nghe nói về chuyện của Nhiếp Vinh Quân, thế nhưng hắn không ngờ sẽ có một ngày sự việc kia lại có liên quan đến hội nghị kinh tế toàn thành phố như thế này. Lần này huyện Dương Cương phụ trách hội nghị kinh tế toàn thành phố, khi Bí Thư Vương chuẩn bị bắt đầu hội nghị thì sự việc này xảy ra, rõ ràng làm xấu mặt Bí Thư. Nhan Sĩ Tắc là người phụ trách chủ yếu, Bí Thư Vương há có thể đơn giản bỏ qua cho hắn sao? Nếu như bây giờ Nhan Sĩ Tắc là lãnh đạo cao nhất của hội nghị, hắn sẽ có rất nhiều phương pháp xử lý sự việc. Thế nhưng lúc này dù là trên đài chủ tịch hay bên dưới đài đều là những cán bộ cấp bậc không thấp hơn hắn, thế cho nên hắn thật sự không có ý nghĩ nào hay để xử lý vấn đề. Vương Tử Quân cũng không ngờ sự việc thế này phát sinh, hắn nhìn Giang Tiểu Vinh đang khóc lóc kể lể mới mọi người về sự việc liên quan đến Nhiếp Vinh Quân, vẻ mặt cực kỳ bình tĩnh. Bí Thư Vương, ngài phải làm chủ cho danh dự của chồng tôi, anh ấy thật sự oan uổng. Còn nữa, Trịnh Khiếu Nam vì muốn bắt tôi mà đến đánh bố chồng của tôi, bố tôi không xốn được 3 ngày thì. Giang Tiểu Vinh thật sự giống như nổi điên, nàng dùng giọng đua đớn xé lòng để lớn tiếng nói với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân có chút chần chờ, sau đó hắn đứng lên đi xuống bên dưới. Lúc này ở trước mặt nhiều người, hắn không thể không đứng ra xử lý vấn đề. Chương 651 4 thời gian nắm quyền. Chị Giang, lúc này chị đến đây phản ánh vấn đề, có phải chị còn tin tưởng tôi không? Vương Tử Quân tuy nói không quá lớn nhưng thật sự làm cho người ta cảm thấy tin tưởng. Giang Tiểu Vinh vốn đã không còn quá nhiều tín nhiệm với Vương Tử Quân. Lần này nàng đến chủ yếu là để làm lớn chuyện, để mọi người phải chú ý đến sự việc của chồng mình. Nhưng lúc này nàng nhìn vẻ mặt chân thành của Bí Thư Vương, nàng không nhịn được phải nói. Bí Thư Vương, tôi tin tưởng ngài. Tốt, nếu chị đã tin tưởng tổ chức, tin tưởng Bí Thư Vương Tử Quân tôi, như vậy tôi hứa với chị, chỉ cần đồng chí Nhiếp Vinh Quân không có vấn đề, tổ chức sẽ trả lại cho anh ấy sự trong sạch. Vương Tử Quân nói đến đây thì đưa mắt nhìn Trương Hợp Tuân ở cách đó không xa nói. Bí Thư Trương, hôm nay anh không cần tham gia hội nghị, nhiệm vụ chủ yếu của anh lúc này là nghe chị Giang phản ánh tình huống của đồng chí Nhiếp Vinh Quân. Tình huống và địa điểm lúc này căn bản làm cho Trương Hợp Tuân không thể nào từ chối được sắp xếp của Vương Tử Quân. Hắn đứng lên rồi trầm giọng nói. Đồng chí Giang Tiểu Vinh, chị đi theo tôi phản ánh vấn đề. Chị Giang, chị có chứng cứ gì cứ nói rõ với Ủy ban kỷ luật. Vương Tử Quân nói rồi lại quy về vị trí của mình. Giang Tiểu Vinh và Trương Hợp Tuân nhanh chóng rời khỏi hội trường, lúc này bầu không khí hội nghị lại khôi phục như trước, nhưng tất nhiên bên trong cũng tràn đầy cảm giác khác thường. Vì những người tham gia hội nghị có cấp bậc không thấp nên không ai dám trâu đầu ghé tai nghị luận, thế nhưng gương mặt cực kỳ nghiêm túc lại làm cho người ta cảm thấy quá khác thường. Đám người ngồi đây có thể nói đều đã nghe qua chuyện Nhiếp Vinh Quân tự sát, càng không ít người có tiếp xúc với Nhiếp Vinh Quân, đặc biệt là trưởng phòng xây dựng Lam Hà Tằng. Càng là người đồng sự nhiều năm với Nhiếp Vinh Quân. Nơi đây đều là những người cực kỳ mẫn cảm chính trị, bọn họ cũng hiểu rõ, rốt cuộc Nhiếp Vinh Quân có liên lụy đến ai. Nếu sự việc này được điều tra rõ ràng, như vậy sẽ phát sinh chấn động gì ở thành phố La Nam? Bí Thư Vương sẽ xử lý vụ này thế nào? Vẻ mặt Lục Ngọc Hùng càng thêm đen nhẻm, hắn trầm ngâm giây lát, hắn định mở miệng nhưng cuối cùng lại nhìn về phía Vương Tử Quân. Vương Tử Quân không cho Lục Ngọc Hùng bất kỳ chỉ thị gì. Hắn khẽ ho khan một tiếng vào micro, sau đó dùng giọng bình thản nói. Sự việc vừa rồi đã làm sáng tỏ một vấn đề, đó là chúng ta còn chưa làm tốt công tác tiếp dân, còn chưa đủ lực, tốc độ xử lý vấn đề của quần chúng còn cần phải tăng cường. Trong sự kiện này có liên quan đến vấn đề trách nhiệm, chúng ta là cán bộ lãnh đạo, chúng ta cần phải có tâm tư công tác và phụ trách cho dân, nếu như không có tâm tư này, như vậy anh ở trên chức vụ còn ý nghĩa gì nữa? Làm quan cần phải tạo phúc cho một phương, chúng ta thân là cán bộ lãnh đạo thành phố La Nam, chúng ta cần cố gắng vì sự phát triển kinh tế xã hội của thành phố La Nam, đồng thời cũng phải tìm biện pháp tăng thu nhập cho nhân dân, tìm ra nhiều con đường mới. Tỉnh Sơn Nam có 19 thành phố, La Nam là thành phố có diện tích lớn nhất nhưng tính về phương diện phát triển kinh tế lại là kém nhất tỉnh. Thành phố chúng ta có 7 huyện 2 quận, đã có 5 huyện nghèo cấp quốc gia, 2 huyện nghèo cấp tỉnh. Tuy trong đó có nguyên nhân khách quan, thế nhưng càng khó khăn như vậy thì cán bộ chúng ta càng cần phải dẫn đầu nhân dân thành phố La Nam tìm hướng làm giàu cho chính mình. Tốc độ phát triển kinh tế của thành phố La Nam thật sự đã rớt về phía sau trong tỉnh Sơn Nam. Tôi có một số liệu được lấy ra từ Cục Thống kê tỉnh Sơn Nam, đó là tổng sản lượng kinh tế của thành phố La Nam xếp hàng cuối cùng trong tỉnh,
ngay cả tốc độ phát triển kinh tế cũng ở hạng cuối cùng. Sự thật này yêu cầu cán bộ thành phố La Nam phải ra sức công tác, phải suy tính tìm kế phát triển, phải hợp mưu hợp sức cống hiến lực lượng của mình vì sự phát triển của thành phố La Nam. Vương Tử Quân nói đến đây thì gương mặt nghiêm túc chợt thả lỏng hơn một chút, bầu không khí quỷ dị của hội trường cũng có chút chuyển biến. Không ít người bắt đầu nhìn chằm chằm vào Vương Tử Quân, lặng lặng lắng nghe lời nói của bí thư Vương Tử Quân. Thành phố La Nam chúng ta là vùng núi, có hơn 60% địa vực là núi, nhưng hoàn cảnh địa lý như thế này cũng là ưu thế của chúng ta. Lúc này chúng ta chỉ có thể phát triển ưu thế của mình, như vậy tôi tin kinh tế của thành phố La Nam sẽ thừa cơ đi lên, đi trên con đường phát triển của riêng thành phố La Nam. Vương Tử Quân phát biểu nửa giờ, nhưng khi hắn kết thúc bài phát biểu thì hội trường vang lên những tiếng vỗ tay như sấm. Vương Tử Quân biết tiếng vỗ tay phần lớn là vì thân phận bí thư thị ủy của mình, thế nhưng hắn cũng không quá quan tâm, hắn có lòng tin thực hiện được những lời nói của mình. Một hội nghị bình thường không phải chỉ có một người phát biểu, nhưng sau khi Vương Tử Quân nói xong, Lý Quý Niên trầm ngâm giây lát, cuối cùng chỉ dùng giọng khô cứng nói sẽ chứng thực chỉ thị của bí thư Vương, cố gắng đẩy mạnh phát triển kinh tế thành phố La Nam, xem như qua loa kết thúc hội nghị. Hội nghị kinh tế toàn thành phố lần này có thể nói là sân khấu biểu diễn của riêng Vương Tử Quân, lời nói dùng thành tích thực tế để đề bạt cán bộ cũng rơi vào trong lòng tất cả mọi người. Hội nghị bắt đầu lúc 9 giờ, tuyên bố kết thúc lại chưa đến 10 giờ, thế nhưng đám cán bộ tham gia hội nghị cũng không tỏ ra thất vọng, sau khi hội nghị kết thúc có rất nhiều người quan hệ khá tốt với nhau nhanh chóng tụ tập lại bàn luận. Bí thư Vương nói rất hay, tôi cảm thấy thành phố La Nam chúng ta không phải không có ưu thế. Chỉ cần chúng ta phát triển ưu thế của mình, nhất định sẽ có thể đuổi theo được các thành phố khác. Anh nói thì hay lắm, thành phố La Nam chúng ta có ưu thế, điều này tôi biết rõ, thế nhưng tôi thật sự không tin thành phố chúng ta có thể vượt qua những thành phố khác. Chưa nói đến những thứ khác, thành phố La Nam đã qua bao đời lãnh đạo rồi. Không phải vẫn là hiện trạng thế này sao? Nói nhỏ một chút, những lời này nếu rơi vào tai lãnh đạo thì anh coi chừng đấy. Thế thì sao? Dù sao tôi cũng sắp về hưu đến nơi rồi, hì hì, nên hưởng thụ cho tốt chút thời gian trước khi về hưu. Được rồi, các anh cũng đừng nghị luận về những thứ này nữa. Hì hì, anh có thấy không, thành phố chúng ta chỉ sợ sắp phát sinh chuyện lớn. Người nói khẽ chép miệng về phía hội trường trống rỗng rồi khẽ lên tiếng. Bí thư Vương đứng trước mặt bao người nói rõ sẽ điều tra vụ việc liên quan đến Nhiếp Vinh Quân, anh nói xem có bao nhiêu sóng gió xảy ra đây. Anh bạn! Bí thư Vương thật sự đã nói những lời như vậy, anh cảm thấy lãnh đạo sẽ thật sự làm như vậy sao? Chưa nói những thứ gì khác, nếu lãnh đạo thật sự có can đảm làm như vậy, tôi sẽ mời anh đến Minh Cung dùng cơm, thế nào? Đủ mọi lời nghị luận vang lên ở bốn phía hội trường, tuy những lời nghị luận này cũng có liên quan đến Vương Tử Quân, thế nhưng chủ yếu nói về hành vi tố cáo của Giang Tiểu Vinh. Trong số người này thì những kẻ nghĩ rằng Bí thư Vương sẽ đưa sự việc lên cao rồi khẽ thả xuống thật sự chiếm đại đa số. Chương 651 năm thời gian nắm quyền. Vương Tử Quân đi rửa mặt, sau đó vào phòng làm việc tạm thời của mình. Hắn định sau khi tổ chức hội nghị xong sẽ quay về thị ủy, thế nhưng sự việc phát sinh làm hắn quyết định ở lại chỗ này. Vương Tử Quân đi vào phòng, chợt nghe thấy giọng điệu lạnh lùng như băng của Lục Ngọc Hùng đang vang lên bên trong. Nhan Sĩ Tắc, anh sắp xếp tổ chức hội nghị lần này như thế nào? Một hội nghị quan trọng như vậy mà anh lại để cho sự kiện kia xảy ra. Anh nói xem thị ủy và bí thư Vương sẽ để mặt vào đâu. Huyện Dương Cương các anh công tác như vậy sao? Nhan Sĩ Tắc không nói lời nào, thế nhưng mồ hôi liên tục chảy ròng ròng. Lục Ngọc Hùng giống như không muốn bỏ qua dễ dàng cho Nhan Sĩ Tắc, khi hắn chuẩn bị nói lời phê bình thì thấy Vương Tử Quân đẩy cửa đi vào. Khi thấy Vương Tử Quân thì hắn trầm ngâm giây lát rồi lạnh mặt nói. Bí thư Vương, Nhan Sĩ Tắc lần này khó tránh khỏi trách nhiệm ở phương diện tổ chức hội nghị. Tôi đề nghị phê bình Nhan Sĩ Tắc và huyện Dương Cương, cũng yêu cầu bọn họ làm bản kiểm điểm đưa lên thị ủy. Viết kiểm điểm tuy không quá nặng, thế nhưng chỉ cần Nhan Sĩ Tắc viết kiểm điểm, như vậy sẽ đại biểu hắn căn bản không được đề bạt trong thời gian 1-2 năm tới. Nhan Sĩ Tắc bây giờ đang theo sát Vương Tử Quân, đây là điều mà ai trong thành phố La Nam cũng biết rõ. Lúc này Lục Ngọc Hùng ra tay thúc đẩy, dù yêu cầu phê bình Nhan Sĩ Tắc, thế nhưng lại làm cho người ta suy nghĩ theo hướng sâu xa. Bí thư Lục, tuy đồng chí Nhan Sĩ Tắc và huyện Dương Cương có chút bất lực trên phương diện tổ chức hội nghị lần này, thế nhưng làm kiểm điểm là quá nặng, tôi thấy nên phê bình bằng miệng, lần sau không thể cho sự kiện tương tự phát sinh.
Khi Nhan Sĩ Tắc cảm thấy mình gặp chuyện không may thì Phó Chủ tịch Thường vụ Hà Khởi Duệ chợt mở miệng nói lời giải vây. Nhan Sĩ Tắc nghe lời nói của Hà Khởi Duệ thì thở dài một hơi, tuy vẫn là phê bình nhưng căn bản là thoải mái hơn viết kiểm điểm theo lời Lục Ngọc Hùng. Chủ tịch Hà, đề nghị của anh là không ổn, nếu như chuyện này không xử lý nghiêm túc, thành phố La Nam chúng ta sau này sao có thể triển khai mở rộng công tác? Lục Ngọc Hùng trừng mắt trầm giọng nói. Có một số việc có thể xử lý nhẹ tay, thế nhưng có một số việc liên quan đến tính nguyên tắc, chúng ta không thể nào làm người hiền lành cho được. Lục Ngọc Hùng lúc này biểu hiện cực kỳ cường thế, hắn không thèm nể mặt Hà Khởi Duệ, câu nói người hiền lành càng làm cho Hà Khởi Duệ đỏ mặt. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng hùng hổ của Lục Ngọc Hùng, hắn không nói gì, chỉ ngồi xuống vị trí của mình, sau đó nhìn thoáng qua Nhan Sĩ Tắc rồi nói. Bí thư Sĩ Tắc, anh có ý nghĩ gì hay với sự kiện lần này không? Bí thư Vương, tôi bây giờ nhận thức được chúng tôi căn bản chưa làm thật tốt công tác của mình, có rất nhiều phương diện cần phải tăng cường. Điều này nói cho cùng chính là chúng tôi không đủ tâm tính trách nhiệm, vì vậy chúng tôi sẽ chuẩn bị tăng cường tính trách nhiệm của cán bộ, sẽ cực kỳ cẩn thận trên phương diện sắp xếp nhiệm vụ của thị ủy. Nhan Sĩ Tắc dùng ánh mắt không yên nhìn Vương Tử Quân, hắn hiểu rõ tình cảnh của mình, trong lòng thầm cầu nguyện bí thư Vương tuyệt đối không nên bị bí thư Lục ép vào thế khó, nếu không mình sẽ gặp tai vạ. Nhưng Lục Ngọc Hùng xưa nay cực kỳ cường thế ở thành phố La Nam, điều này làm hắn cảm thấy khó thể nào thoát thân. Vương Tử Quân khoát tay áo dùng giọng trầm thấp nói. Anh nhận thức như vậy là có chút bất công, anh nhìn vấn đề mà không thấy rõ bản chất. Anh cảm thấy chuyện này là của Giang Tiểu Vinh sao? Không phải, điều này phản ảnh phương diện chúng ta xử lý vấn đề không tốt, sự việc Nhiếp Vinh Quân xảy ra đã quá lâu, vì sao các ban ngành liên quan còn chưa cho ra căn cứ chính xác? Vì sao còn chưa cho gia đình người ta một câu trả lời thuyết phục? Vì sao Giang Tiểu Vinh đi tố cáo nhiều lần như vậy mà chưa ai cho chị ấy câu trả lời thuyết phục? Đây chính là những phương diện cần suy xét. Nhan Sĩ Tắc cúi đầu rất thấp, lúc này trong lòng hắn lại cực kỳ vui sướng. Hắn biết rõ Bí Thư Vương giống như phê bình mình, thực tế lại đang nói về phía Lục Ngọc Hùng. Cái gì là không thấy rõ bản chất? Cái gì là không kịp xử lý vấn đề? Đây là vấn đề của Nhan Sĩ Tắc sao? Tất nhiên là không, Nhan Sĩ Tắc chỉ là bí thư huyện ủy, thật sự không có bất kỳ liên quan nào đến sự kiện của Nhiếp Vinh Quân. Vẻ mặt Lục Ngọc Hùng liên tục biến đổi, Nhan Sĩ Tắc nghe ra được ý nghĩa câu nói của Vương Tử Quân, tất nhiên hắn cũng sẽ hiểu. Hắn muốn đứng lên phản kích, thế nhưng lúc này hắn lại căn bản không thể nói nên lời. Bí thư Vương, tôi sẽ nhất định chứng thực chỉ thị của ngài, sau này tuyệt đối không để tình huống như thế này xuất hiện. Nhan Sĩ Tắc rất thông minh. Hắn nhanh chóng mở miệng nhận sai lầm và cho ra lời đảm bảo với Vương Tử Quân, nhận trách nhiệm của mình rất rõ ràng. Vương Tử Quân khẽ gật đầu rồi khoát tay nói. Sĩ Tắc, anh cứ đi bận rộn công tác đi, chúng tôi cần bàn vài chuyện. Nhan Sĩ Tắc thầm hô may mắn, hắn nào dám ở lại chỗ này, thế là cũng không nói lời nào, nhanh chóng rời khỏi gian phòng đầy áp lực này. Chủ tịch Lý, thành phố La Nam chúng ta muốn phát triển phải dựa vào chính mình, tất cả thứ khác đều là không thực tế. Chỉ khi chúng ta có thể tìm ra con đường của riêng mình, như vậy mới thật sự đẩy mạnh sự phát triển kinh tế xã hội thành phố La Nam được. Vương Tử Quân uống một hớp nước rồi nói với Lý Quý Niên. Sau khi Vương Tử Quân đi vào thì Lý Quý Niên không nói lời nào, cũng căn bản không phát biểu ý kiến gì với sự việc xảy ra trong hội nghị. Lúc này nghe thấy Vương Tử Quân nói về phương diện phát triển kinh tế, hắn cười nói. Bí thư Vương nói rất đúng. Cho đến nay tôi đều cảm thấy thành phố La Nam muốn phát triển kinh tế cần tìm ra con đường của riêng mình, cũng vì điều này mà cố gắng không ít, thế nhưng mãi mà chưa nắm đúng trọng điểm. Hôm nay nghe Bí Thư Vương nói chuyện mà tôi thật sự hiểu ra nhiều điều, tôi tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Bí Thư Vương, thành phố La Nam chúng ta sẽ có bước phát triển nhảy vọt. Lý Quý Niên nói giống như tỏ ra cực kỳ giúp đỡ với Vương Tử Quân, thế nhưng thực tế lại giống như rũ bỏ tất cả, ý nghĩa là dưới sự lãnh đạo của Vương Tử Quân anh. Làm thế nào cũng không liên quan đến tôi. Nếu có thành tích thì không thiếu phần của tôi, nhưng nếu có trách nhiệm, như vậy thì xin lỗi, tất cả đều nằm dưới sự lãnh đạo của ngài, hì hì, cũng không phải là trách nhiệm của tôi. Tất cả mọi người đều rõ ràng ý nghĩa lời nói của Lý Quý Niên, đám người bên kia có thể trở thành thường ủy thị ủy cũng không phải kẻ ngốc, chỉ cần nghe qua là hiểu ngay. Vương Tử Quân chỉ cười cười với thái độ của Lý Quý Niên, hắn thản nhiên nói. Chủ tịch nói đúng. Thành phố La Nam chúng ta muốn phát triển cần phải tìm ra ý nghĩ mới, con đường mới của riêng mình, chỉ như vậy mới có thể tìm được hướng phát triển nhảy vọt.
Khi Vương Tử Quân định tiếp tục lên tiếng thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Kim Điền Lạc đẩy cửa đi vào, đồng chí Tân và Cục trưởng Hà Tiến Trung cũng đi đến. Hà Tiến Trung thấy Vương Tử Quân thì trầm giọng báo cáo. Bí thư Vương, chúng tôi tiến hành vây giáp, đã bắt được kẻ tình nghi phạm tội là Trịnh Khiếu Nam. Hà Tiến Trung tuy nói không quá lớn nhưng nội dung lại làm cho ánh mắt nhiều người trở nên quỷ dị. Chương 652, một đông bộ gió, là nam mưa. Trịnh Khiếu Nam bị bắt, điều này thật sự giống như sấm sét ở thành phố La Nam, làm cho rất nhiều người chấn động. Tuy trong mắt mọi người Trịnh Khiếu Nam chỉ là một kẻ lỗ mãng, thế nhưng lại không ai muốn đắc tội người này, vì sau lưng của hắn còn có người anh là Trịnh Khiếu Đống. Lúc này Trịnh Khiếu Nam bị bắt, bắt vì chuyện liên quan đến bố của Nhiếp Vinh Quân, tuy còn chưa có kết quả phán quyết, thế nhưng trong mắt dân chúng thì xảy ra chuyện lớn như vậy chỉ có đường chết mà thôi. Nhưng cũng có người không nghĩ như vậy. Những người thế này phần lớn là các đại nhân vật, bọn họ nhìn rõ bản chất của sự việc hơn người thường, thậm chí là càng nhìn càng hiểu. Bí thư Vương cho Hà Tiến Trung bắt Trịnh Khiếu Nam, bọn họ xem đó chỉ là tình huống bắt đầu mà thôi. Trịnh Khiếu Nam không tính là cái thá gì cả, Hà Tiến Trung cũng không tính là gì, đó chỉ là những quân cờ trên bàn cờ lớn lần này mà thôi. Bí thư Vương và Trịnh Khiếu Đống thì ai thắng ai thua? Đề tài này xuất hiện trong đầu nhiều người. Nhiều người cẩn thận không dám nói về chủ đề này, thế cho nên không dám nói lung tung. Tất nhiên cũng có những kẻ không chút cố kỵ, ví dụ như phó tổng biên tập La Minh Pháp của Nhật báo La Nam, hắn có nói qua một câu làm cho người ta phải suy nghĩ sâu xa, cháu ngoại trai thắp đèn lồng, tất cả vẫn như cũ mà thôi. Căn cứ vào câu nói này không khó nhìn ra ý nghĩa, đó là Vương Tử Quân tuy để cho Hà Tiến Trung bắt được Trịnh Khiếu Nam, thế nhưng kết quả cuối cùng vẫn là như cũ. Cũng có người phản đối lại ý kiến của La Minh Pháp, nhưng La Minh Pháp chỉ nói một câu lại làm cho người phản đối phải ngậm miệng lại. Tuy một câu kia là không nhiều, thế nhưng lại làm cho người ta suy nghĩ sâu xa. Nếu không phải như cũ thì Hà Tiến Trung sẽ bắt Trịnh Khiếu Nam sao? Khi Vương Tử Quân đề xuất thành phố La Nam phải tự tạo ra con đường phát triển kinh tế cho mình, xúc tiến thành phố La Nam tiến lên tương lai tốt đẹp thì một bầu không khí quỷ dị dần bao phủ thành phố La Nam khi Trịnh Khiếu Nam bị bắt. Vương Tử Quân cảm giác được, hắn cũng biết rõ bầu không khí này xuất phát từ nơi nào, hắn cũng biết có một số người đang tránh sang một bên chuẩn bị xem náo nhiệt. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên, đồng chí Tân đi vào trong phòng, hắn khẽ cười cười nói với Vương Tử Quân đang lật xem văn kiện. Bí thư Vương, thư ký trưởng Kim để tôi đến xin chỉ thị của ngài, có phải bây giờ chúng ta xuất phát đến phòng lâm nghiệp thành phố chưa? Vương Tử Quân đặt văn kiện trong tay xuống, sau đó nói. Chúng ta thông báo khi nào sẽ đến phòng lâm nghiệp. 10 giờ. Đồng chí Tân trả lời không chút do dự, hắn trầm giọng nói. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, hắn đứng lên rồi cười nói. Chí Tân, làm thư ký cũng xem như uất ức cho anh rồi. Đồng chí Tân ngây người ra một lúc, sau đó mới nói. Bí thư Vương, tôi cảm thấy làm thư ký cho ngài rất thoải mái, nếu như bí thư Vương ngài không cảm thấy tôi làm rối tay rối chân, như vậy tôi rất tình nguyện phục vụ cho ngài. Ha ha ha, nếu anh cứ mãi làm thư ký cho tôi như vậy thì cũng xem như một tổn thất lớn của thành phố La Nam. Vương Tử Quân chỉ vào đồng chí Tân rồi cười ha hả nói. Đồng chí Tân biết rõ Vương Tử Quân nói những lời như vậy là an ủi mình, thế nhưng hắn mãi không rõ rốt cuộc lãnh đạo sẽ sắp xếp cho mình như thế nào. Bây giờ đối với Vương Tử Quân thì điều chỉnh nhân sự là vô cùng cấp bách, đường ra của hắn chỉ sợ cũng phải chờ đến lúc điều chỉnh nhân sự mới biết được. Khi hai người chuẩn bị ra khỏi phòng làm việc thì chuông điện thoại vang lên, đồng chí Tân nhìn thoáng qua Vương Tử Quân, sau đó tiến lên nghe máy. Alo, chào anh, đây là phòng làm việc của Bí Thư Vương. Sau khi nói hai câu với đầu dây bên kia, đồng chí Tân bụng lấy điện thoại nói. Bí Thư Vương, là thư ký trưởng đảng của thành phố Đông Bộ. Vương Tử Quân nghe nói đó là đảng Hằng thì nhanh chóng tiến lên, hắn nghe điện thoại rồi cười nói. Thư ký trưởng đảng. Đã lâu rồi không nhận được điện thoại của anh, thế nào, công tác bận rộn lắm sao? Cũng không phải là như vậy, Bí Thư Vương, tôi thật sự tiếp nhận lời phê bình của lãnh đạo, sau này nếu không có việc gì sẽ báo cáo với lãnh đạo nhiều hơn. Đảng Hằng nói rồi cười lớn, giọng điệu có vài phần đùa giỡn. Vương Tử Quân dù đã lâu chưa đến thành phố Đông Bộ, thế nhưng tình huống ở thành phố Đông Bộ lại không gạt được lỗ tai của hắn, thư ký trưởng Đảng Hằng bây giờ thật sự cũng không dễ dàng gì. Tuy Đảng Hằng vẫn là thường ủy thị ủy, thế nhưng là một thư ký trưởng thị ủy không được bí thư tín nhiệm, thế cho nên là một thường ủy thị ủy yếu thế nhất. Thư ký trưởng đảng,
khi nào có rảnh thì đến thành phố La Nam đi dạo, dù La Nam không bằng Đông Bộ về phương diện phát triển kinh tế, thế nhưng lại là chốn sơn thủy đẹp đẽ, du ngoạn cũng có ý cảnh rất tốt. Vương Tử Quân cũng không hỏi đến công tác ở thành phố Đông Bộ, hắn chuyển chủ đề sang phương diện sinh hoạt. Đàng Hằng vẫn cười, thế nhưng nụ cười của hắn thật sự không thoải mái. Sau khi thở dài một hơi thì hắn dùng giọng có vài phần kiên cường nói. Bí thư Vương, tôi không bằng đi theo ngài, ở lại thành phố Đông Bộ cũng không phải là lựa chọn tốt. Lúc này thành phố Đông Bộ đều một lòng tìm hạng mục lớn, tôi đây cả ngày bận rộn, còn không ít lần bị phê bình. Đàng Hằng mở miệng ai oán sao Vương Tử Quân không hiểu cho được. Hắn trầm ngâm giây lát rồi khẽ nói. Phương diện công tác cũng khó tránh khỏi phát sinh vài vấn đề này nọ. Không phải là những vấn đề phát sinh, là có người cảm thấy thư ký trưởng tôi quá chướng mắt, thế cho nên muốn cất đi. Hi hi, Bí thư Vương, ngài cũng biết rõ Đàng Hằng tôi rồi đấy, kéo tôi không đi, đánh thì tránh, kẻ nào không vừa mắt thì tôi cứ đi đến trước mắt hắn, để xem hắn làm thế nào. Đàng Hằng dùng giọng có vài phần hăng hái nói. Tuy Đàng Hằng không nói ra tên nhưng Vương Tử Quân lại biết rõ người này là ai, hắn thật sự không ngờ Đàng Hằng là thư ký trưởng thị ủy đã náo loạn với đối phương đến mức độ như vậy, vì tình huống đó căn bản rất nguy hiểm với Đàng Hằng. Đàng Hằng, quá hăng hái công tác cũng không được, nếu như anh cảm thấy không thoải mái thì không bằng đổi vị trí, hoặc là đổi chỗ, cây đổi chỗ thì chết, người chuyển chỗ thì sống. Vương Tử Quân không muốn nhìn Đàng Hằng đi về phía khó khăn, thế nên hắn khẽ nói. Đàng Hằng có chút cảm động về lời khuyên của Vương Tử Quân, nhưng lúc này hắn cũng không muốn bàn chuyện này, hắn nói lái sang chuyện khác. Bí thư Vương, anh cứ yên tâm, nếu như tôi thật sự phải rời địa phương, nhất định sẽ tìm ngài. À, Bí thư Vương, người kia đến thành phố Đông Bộ thì đã bị anh cho một tát. Vì chuyện liên quan đến đường sắt Mân Cô mà người kia đã tuyên truyền một thời gian dài, vì nó mà mở nhiều hội nghị, thế nhưng cuối cùng vẫn bị anh lấy về. Anh có biết không, khi tin tức kia truyền đến thì vẻ mặt của người ta biến thành bộ dạng gì? Chương 652, 2, Đông Bộ Gió, La Nam Mưa. Vương Tử Quân khẽ cười, hắn không tiếp lời, chợt nghe thấy Đàng Hằng nói tiếp. Vì chuyện này mà Chủ tịch Trúc đã mời chúng tôi một bữa tiệc no say. Đàng Hằng nói thêm vài câu liên quan đến tình huống của thành phố Đông Bộ rồi cúp điện thoại. Vương Tử Quân cầm điện thoại, vẻ mặt chợt trở nên ngưng trọng. Lúc này tình huống ở thành phố Đông Bộ không được lạc quan, tuy hắn đã rời khỏi thành phố Đông Bộ, thế nhưng hắn có thể buông bỏ người của mình được sao? Đi thôi. Vương Tử Quân trầm ngâm một hai phút rồi trầm giọng nói với đồng chí Tân. Phòng lâm nghiệp thành phố La Nam là một đơn vị cấp cục, đơn vị này tuy cấp bậc cao nhưng căn bản không có thực quyền, vì thế mà cũng rất ít khi phát sinh tình huống lãnh đạo thành phố xuống đơn vị thị sát. Khi tin tức Bí thư Vương mới nhận chức muốn đến thị sát phòng lâm nghiệp, toàn bộ đơn vị chợt náo động và bận rộn. Đơn vị quét dọn vệ sinh chuẩn bị tiếp đãi, tất cả chợt hỗn loạn, trưởng phòng lâm nghiệp đã gần 60 tuổi càng phải chạy ra đốc thúc cán bộ, chỉ sợ lưu lại ấn tượng xấu cho lãnh đạo. Từ khi đi làm lúc 8 giờ sáng thì cả phòng lâm nghiệp đã khẩn trương, nhân viên công tác bận rộn qua lại, ai cũng bắt đầu chờ đợi Bí thư Vương giá lâm. Trưởng phòng phó, ngài nói xem lần này Bí thư Vương đến phòng lâm nghiệp chúng ta có phải là có chuyện gì không? Bí thư Đảng ủy phòng lâm nghiệp Sầm Văn Hòa khẽ hỏi trưởng phòng đang nhìn khắp xung quanh. Trưởng phòng lâm nghiệp họ Phó nhưng đã làm trưởng phòng lâm nghiệp hơn chục năm. Trưởng phòng phó nhìn ra ngoài cổng một cái rồi khẽ nói. Ai mà biết được, phòng lâm nghiệp chúng ta nhiều năm qua đừng nói là bí thư, cho dù là phó chủ tịch cũng chưa từng đến đây thăm nom. Nhưng chúng ta cũng không cần quan tâm những vấn đề này, chỉ cần làm tốt công tác tiếp đãi lãnh đạo là được. Đúng rồi, trưởng phòng phó. Kinh phí của phòng lâm nghiệp năm nay mới chỉ nhận được phân nửa, anh xem có nên nhắc đến phương diện này khi Bí thư Vương đến chỉ đạo công tác hay không? Sầm Văn Hòa trầm ngâm giây lát rồi khẽ nói. Khi nói đến vấn đề kinh phí thì trưởng phòng phó chợt cau mày ngưng trọng, hắn là lãnh đạo phòng lâm nghiệp nhưng luôn đau đầu về vấn đề này. Đây là một đơn vị nghiên cứu khoa học, phòng lâm nghiệp ngoài nhân được chút tài chính của thành phố thì căn bản không còn nguồn thu nào khác. Tài chính của thành phố La Nam vốn không bao giờ đủ. Tuy kinh phí của phòng lâm nghiệp là không nhiều nhưng hàng năm vẫn chưa từng được phát đủ. Nếu lên phòng tài chính đòi tiền, lãnh đạo phòng tài chính đều rất hòa ái, người ta duỗi cả hai tay ra, không có xu nào trong tay cả. Vì vậy những năm qua phòng lâm nghiệp căn bản không cho ra hạng mục nghiên cứu gì, có thể nói là khó khăn sống qua ngày. Lần này vì nghênh đón Bí thư Vương đến kiểm tra mà đơn vị phải mua sắm vài vật phẩm, có một vài thứ chính trưởng phòng phó phải bỏ tiền túi của mình ra.
Trưởng phòng phó trầm ngâm giây lát rồi trầm giọng nói. Lúc này chúng ta không cầu có công nhưng cầu có thể vượt qua, chúng ta cho ra yêu cầu không biết bí thư vương sẽ nói thế nào, thế nhưng lại khó mà nói với chủ tịch Trần. Chủ tịch Trần trong lời nói của trưởng phòng phó chính là phó chủ tịch Trần Á Hâm nắm công tác lâm nghiệp. Tuy Vương Tử Quân là lãnh đạo đứng đầu thị ủy, thế nhưng bọn họ không thông qua chủ tịch Trần Á Hâm mà trực tiếp phản ứng vấn đề kinh phí của phòng lâm nghiệp với Vương Tử Quân, tất nhiên sẽ làm mất mặt Trần Á Hâm. Sầm Văn Hòa khẽ gật đầu, hắn cũng hiểu vấn đề này. Khi hai người bọn họ đang nói chuyện vui vẻ thì điện thoại của trưởng phòng phó chợt vang lên, hắn nhìn số điện thoại, trên mặt chợt lộ ra nụ cười vui vẻ. Chào trưởng khoa Lưu, tôi là phó học toàn. Chào trưởng phòng phó, chuẩn bị thế nào rồi, bí thư vương sắp đi rồi. Đầu dây bên kia truyền đến một giọng điệu chỉ thị. Đã chuẩn bị xong theo đúng chỉ thị của lãnh đạo. Trưởng phòng phó biết rõ đây cũng không phải là trưởng khoa Lưu muốn hỏi như vậy, thế cho nên hắn trả lời cực kỳ kính cẩn. À, như vậy thì tốt, chủ tịch Trần rất coi trọng sự kiện bí thư vương đến thị sát phòng lâm nghiệp, nói rằng nhất định phải biểu hiện các mặt tích cực của phòng lâm nghiệp, báo cáo những thành tích trong năm qua của đơn vị. Trưởng khoa Lưu dùng giọng trầm thấp nói, giọng điệu cũng nghiêm túc hơn vài phần. Phó học toàn hiểu rõ lời nói của Trần Á Hâm, đó chính là tuyệt đối không để cho chủ tịch Trần mất mặt trong lúc lãnh đạo xuống kiểm tra công tác. Sau khi hắn mở miệng đảm bảo thì bên kia mới cúp điện thoại, hắn đưa mắt nhìn Sầm Văn Hòa đứng phía sau với vẻ mặt nghi vấn rồi vung tay nói. Chủ tịch Trần muốn chúng ta bày ra bộ mặt tích cực nghênh đón bí thư vương đến kiểm tra. Sầm Văn Hòa nhìn bốn phía, sau đó nhếch miệng nói. Còn không bằng không đến. Phó học toàn nghe lời nói của Sầm Văn Hòa mà không khỏi bật cười, hắn cảm thấy ông bạn già này thật sự rất hợp với tâm tư của mình. Tuy hai người Phó học toàn và Sầm Văn Hòa đều có tâm tư của mình, thế nhưng đến 9:45 thì hai người vẫn dẫn theo toàn bộ nhân viên công tác của phòng lâm nghiệp đi xuống cổng đơn vị nghênh đón bí thư vương. Văn phòng của phòng lâm nghiệp là một tòa nhà 3 tầng ở đường Nam Giao, đây là một kiến trúc từ những năm 70, tuy đã trải qua tu sửa nhưng nhìn tổng thể vẫn có cảm giác không tốt đẹp gì nhiều. Bí thư vương, đây chính là trưởng phòng lâm nghiệp Phó học toàn. Phó chủ tịch Trần Á Hâm hơn 40 tuổi, là một vị phó chủ tịch cũng không có thứ hạng cao trong khối chính quyền thành phố. Hắn rất quan tâm đến hành trình kiểm tra thị sát lần này của bí thư vương, không những tự mình đi theo, còn nhiều lần đốc thúc phòng lâm nghiệp trước khi Vương Tử Quân đến thị sát. Phó học toàn có chút mâu thuẫn với chuyến thị sát của lãnh đạo lần này, thế nhưng hắn lại căn bản không dám để phát sinh vấn đề, thế cho nên duỗi hai tay tiến lên nghênh đón Vương Tử Quân. Vương Tử Quân bắt tay với phó học toàn, sau đó hắn cười nói. Trưởng phòng phó, khoa học kỹ thuật chính là lực lượng sản xuất, thành phố La Nam chính là một thành phố lâm nghiệp, thế cho nên trách nhiệm của phòng lâm nghiệp ở phương diện phát triển kinh tế là rất nặng nề. Phó học toàn thật sự không ngờ mới gặp mặt thì vị bí thư trẻ tuổi đã đặt phòng lâm nghiệp lên vị trí quan trọng như vậy, thế là trong lòng có chút kích động, hắn trầm giọng nói. Bí thư vương, phòng lâm nghiệp chúng tôi nhất định sẽ cố gắng chứng thực chỉ thị của ngài, sẽ cố gắng cống hiến vì sự phát triển của thành phố La Nam. Trần Á Hâm nghe phó học toàn trả lời như vậy thì khẽ gật đầu, nhưng hắn lại cực kỳ quan tâm đến câu nói vừa rồi của Vương Tử Quân. Lúc đầu hắn còn không hiểu vì sao bí thư vương lại đến thị sát phòng lâm nghiệp, vì chuyện này hắn còn đặc biệt đến tìm thư ký trưởng Kim Điền Lạc. Chẳng qua Kim Điền Lạc cũng không thể nào trả lời cho rõ ràng được, tất nhiên hắn sẽ không tìm được câu trả lời cần thiết. Chương 652, 3, Đông Bộ Gió, La Nam Mưa. Vương Tử Quân ở lại phòng lâm nghiệp 2 giờ. Không những đến xem xét vài khu vườn ươm, còn tỏ ra hứng thú với vài hạng mục của phòng lâm nghiệp. Trong lúc thị sát thì phó học toàn liên tục đổ mồ hôi, hắn tưởng rằng quá trình thị sát lần này chỉ là bí thư làm cho ra vẻ mà thôi, cũng không ngờ vị bí thư trẻ tuổi kia lại chăm chú như vậy. Trưởng phòng phó, đây là tình huống gì thế này? Khi phó học toàn đang cảm thấy sợ hãi thì Vương Tử Quân đi đến một vườn ươm mọc đầy cỏ rồi khẽ hỏi. Vẻ mặt phó học toàn chợt trở nên khó coi. Vừa rồi Vương Tử Quân đi kiểm tra, cả căn cứ của phòng lâm nghiệp căn bản không phát sinh phương diện nào yếu kém, thật sự rất sạch sẽ. Bây giờ đi vào vườn ươm, nếu dùng ánh mắt khoa học thì thấy cỏ mọc đầy thế kia không là vấn đề, nhưng điều đó lại nói rõ mình công tác không cẩn thận. Vẻ mặt phó học toàn khó coi thì mặt Trần Á Hâm càng thêm khó chịu, hắn là phó chủ tịch phân công quản lý lâm nghiệp, nếu như không làm tốt công tác thị sát của lãnh đạo lần này, không những gây ra ấn tượng xấu về phòng lâm nghiệp, chỉ sợ bí thư cũng sẽ có ấn tượng không tốt về một phó chủ tịch thành phố như mình. Bí thư vương, đây vốn là phó học toàn với kinh nghiệm công tác nhiều năm,
hắn biết rõ có một số việc không nên miễn cưỡng, thế cho nên cứ thành thật nhận sai lầm, như vậy lãnh đạo sẽ không truy cứu những người biết sai sửa chữa. Khi hắn chuẩn bị nói tiếp thì chợt nghe thấy có người nói. Bí thư Vương, đây không phải là cỏ, nó là thảo dược, phòng lâm nghiệp chúng tôi đang nghiên cứu trồng thảo dược. Câu trả lời như vậy làm cho Phó Học Toàn thở dài một hơi, hắn quay đầu lại nhìn, thấy người mở miệng chính là cán bộ kỹ thuật Thành Thuận Phong. Sao, trồng thảo dược à? Vương Tử Quân nhìn bãi cỏ lộn xộn, hắn trầm giọng nói. Nghiên cứu như thế này sao? Tuyến trên không cho chúng tôi kinh phí, thế cho nên cũng chỉ có thể sáng tạo ra điều kiện mà thôi. Thành Thuận Phong sờ lên hai mắt của mình rồi dùng giọng bình tĩnh nói. Vương Tử Quân khẽ ngồi xuống nhìn bãi cỏ lộn xộn và cực kỳ tầm thường, hắn nhổ một câu lên nói. Đây là thảo dược gì? Là cỏ bản lam, công năng lớn nhất là thanh nhiệt giải độc, có tác dụng rất lớn khi dùng phòng bệnh. Thành Thuận Phong trả lời không chút bối rối, vẻ mặt Vương Tử Quân càng trở nên nghiêm túc. Hắn đưa mắt nhìn khu vườn ươm vài vòng, sau đó trầm giọng hỏi. Loại thảo dược này có thể mở rộng phạm vi trồng khắp thành phố được không? Chưa qua thí nghiệm, tạm thời còn chưa biết được. Thành Thuận Phong vẫn trả lời bằng giọng điệu khô cằn, điều này làm cho Phó Học Toàn không khỏi vã mồ hôi tay. Vương Tử Quân ở lại dùng cơm, sau khi ăn bữa cơm đơn giản ở nhà ăn phòng lâm nghiệp thì hắn ngồi lên xe số 1 Thụy Ủy rời đi. Trong tay của trưởng phòng Phó Học Toàn lại có một bản chỉ thị tăng kinh phí nghiên cứu khoa học cho phòng lâm nghiệp, là chỉ thị được Vương Tử Quân ký tên phê duyệt. Dù chỉ thị của Bí Thư Vương chỉ có vài chữ nhưng Phó Học Toàn lại hiểu rõ ý nghĩa của nó, hắn biết rõ Bí Thư Vương ném cho mình kinh phí và cả trách nhiệm. Bí Thư Vương, Cục trưởng Hà đang chờ. Đồng chí Tân đi vào phòng làm việc của Vương Tử Quân, hắn khẽ nói với Bí Thư Vương đang xem xét phương án trồng thảo dược của phòng lâm nghiệp. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, tiếp tục lật văn kiện trong tay từ chối cho ý kiến. Đồng chí Tân thấy Bí Thư Vương không nói gì, hắn cũng không nhắc đến vấn đề này, chỉ nâng bình trà lên châm nước cho Vương Tử Quân. Chí Tân, nếu có thể trồng thảo dược trong rừng thành công, nông dân thành phố La Nam sẽ có thêm con đường tăng thu nhập. Thành phố La Nam chúng ta thứ gì cũng thiếu, thế nhưng cũng không thiếu rừng. Vương Tử Quân chờ đồng chí Tân buông ấm trà thì vừa cười vừa nói. Đồng chí Tân trầm ngâm giây lát rồi khẽ nói. Trồng thảo mộc trong rừng là rất tốt, nhưng Bí Thư Vương, tôi cảm thấy tiêu thụ mới quan trọng hơn trồng, mà quần chúng cũng không thiếu phương pháp làm giàu, thế nhưng bọn họ lại cực kỳ thiếu phương án tiêu thụ. Chỉ cần mở ra phương án tiêu thụ phù hợp, tôi tin tưởng nhân dân sẽ thấy hiệu quả kinh tế, như vậy bọn họ sẽ tích cực trồng thảo dược làm giàu. Vương Tử Quân đặt văn kiện xuống rồi cười nói. Chí Tân, anh nhìn rất chuẩn, thế nhưng trăm phương nghìn kế tìm nguồn tiêu thụ lại không bằng tự ra tay xử lý. Chúng ta có ưu thế nguyên liệu, chỉ cần cung cấp vài chính sách ưu đãi, tôi tin tưởng sẽ không ít nhà máy đến thành phố La Nam. Đồng chí Tân suy tư về lời nói của Vương Tử Quân mà không khỏi cảm thấy bội phục. Cho đến nay hắn luôn cảm thấy mình nhìn vấn đề rất chuẩn, lại không ngờ vị bí thư trẻ tuổi kia lại còn nhìn xa hơn cả hắn. Nếu xây dựng được xí nghiệp dược thì sẽ có thể kéo quần chúng trồng cây đông y, hơn nữa càng có thể tìm được thu nhập từ thuế đối với công ty dược. Thậm chí những xí nghiệp như vậy cũng có thể trở thành cột trụ cho phương án phát triển kinh tế thành phố La Nam. Tôi cũng tin tưởng chỉ cần chúng ta có thể xây dựng được khu căn cứ thảo dược, công nghiệp chế biến sản phẩm y dược sẽ nhanh chóng phát triển ở thành phố chúng ta. Đồng chí Tân nghĩ đến những lợi ích của các nhà máy y dược, thế là hắn không khỏi dùng giọng hưng phấn nói. Vương Tử Quân cười cười, hắn chỉ lên tấm địa đồ thành phố La Nam trên tường rồi nói. Chí Tân! Anh cảm thấy nơi nào ở thành phố La Nam này thích hợp trồng thảo dược nhất? Đồng chí Tân tuy chỉ một lần làm chủ tịch huyện Dương Phong, thế nhưng nhiều năm công tác ở phòng nghiên cứu chính sách thành phố, thế cho nên hiểu rất rõ hoàn cảnh địa lý của La Nam. Sau khi đưa mắt nhìn 7 huyện 2 quận, hắn trầm giọng nói. Bí Thư Vương, tôi cảm thấy muốn mở rộng trồng cây thảo dược thì huyện Vũ Thương là phù hợp nhất. Huyện Vũ Thương. Vương Tử Quân nhìn huyện Vũ Thương ở phía đông nam. Hắn trầm ngâm giây lát rồi nói. Huyện Vũ Thương thật sự rất tốt, tố chất cán bộ nơi này như thế nào? Đồng chí Tân nghe thấy Vương Tử Quân bàn về vấn đề cán bộ với mình, thế là trong lòng không khỏi run lên. Hắn là một thư ký, nếu như được lãnh đạo bàn về vấn đề phân công cán bộ, ít nhất cũng đã được lãnh đạo coi là tâm phúc. Đồng chí Tân là người có kinh nghiệm tham chính nhiều năm, hắn biết rõ càng là lúc này thì chính mình càng nên biểu hiện khách quan công chính. Chỉ như vậy thì Bí Thư Vương mới có thể tín nhiệm mình, mới có thể tiếp tục sử dụng. Bí Thư Vương, đồng chí Bí Thư Lý Tắc Thông của huyện Vũ Thương vốn là chủ tịch quận Tứ Đằng,
bị điều từ quận Tứ Đằng đến huyện Vũ Thương, tất nhiên trong lòng sẽ cảm thấy rất bức bối, chỉ cần cho anh ấy một cơ hội, tin chắc anh ấy sẽ là người cực kỳ có năng lực. Người có năng lực. Vương Tử Quân nhai nuốt những lời này của đồng chí Tân, sau đó hắn khẽ gật đầu. Chương 653, một thế sự khác thường và tảng đá hầm cầu. Sau khi đồng chí Tân báo cáo thêm vài hạng mục công tác, hắn chuẩn bị rời khỏi phòng làm việc của Vương Tử Quân, khi hắn đi ra đến cửa thì chợt nghe thấy Vương Tử Quân nói. Cho Hà Tiến Trung vào. Đồng chí Tân đồng ý một tiếng, sau đó nhanh chóng đi về phía phòng mình. Hắn đi về phòng và thấy Cục trưởng Cục Công an Hà Tiến Trung đang bình tĩnh đọc một quyển tạp chí, cũng không tỏ ra sao động bất an vì bị Bí Thư Vương bắt ngồi chờ một thời gian dài. Chủ nhiệm Đồng, Bí Thư Vương có thời gian triệu kiến tôi không? Hà Tiến Trung thấy đồng chí Tân đi về thì gấp tạp chí lại cười hì hì hỏi. Đồng chí Tân nhìn chằm chằm vào mặt Hà Tiến Trung, hắn muốn tìm ra chút biểu hiện gì đó khác thường trên mặt đối phương, thế nhưng gương mặt của Cục trưởng Hà quá mức bình tĩnh, không tìm ra bất cứ biểu hiện gì khác. Hà Tiến Trung biểu hiện quá mức bình tĩnh trong khi bắt Trịnh Khiếu Nam, điều này làm cho đồng chí Tân cảm thấy sự việc không đơn giản như vậy. Dù là Trịnh Khiếu Đống hay Hà Tiến Trung cũng sẽ không trơ mắt nhìn Trịnh Khiếu Nam bị bắt đi, thậm chí còn bị xử phạt. Trong tay đám người kia có bao nhiêu quân bài? Vì sao bọn họ có thể biểu hiện bình tĩnh như vậy? Bí thư Lưu hay là còn có ai khác nữa? Đồng chí Tân là thư ký cho Vương Tử Quân, có thể nói là người cùng chung vinh nhục với Vương Tử Quân. Dù hắn có suy xét thế nào cũng cảm thấy sự kiện liên quan đến Trịnh Khiếu Nam lần này căn bản là không đơn giản như vậy. Bí thư Vương vừa có thời gian rảnh, mời ngài đi qua. Tuy trong đầu lóe lên biết bao nhiêu ý nghĩ, thế nhưng đồng chí Tân là người có kinh nghiệm công tác lâu năm, hắn so ra không kém Hà Tiến Trung, vì thế mà mở miệng trả lời cực kỳ lão luyện, làm cho Hà Tiến Trung căn bản không nhìn ra chút vấn đề gì. Hà Tiến Trung luôn là cán bộ công tác đắc ý trong chính trường La Nam. Đồng chí Tân trước nay lại là điển hình của người thất ý, thế cho nên hai người tuy cùng cấp bậc nhưng lại không có giao tế. Hà Tiến Trung gật đầu nói lời cảm tạ, sau đó hắn chậm rãi đi theo đồng chí Tân đến phòng làm việc của Vương Tử Quân. Khi đến trước cửa phòng thì Hà Tiến Trung đột nhiên nói. Chủ nhiệm Đồng, ngài bây giờ thăng chức rất nhanh, tất cả là Bí Thư Vương cho ngài. Đồng chí Tân không rõ vì sao Hà Tiến Trung lại nói ra những lời như vậy, thế nhưng hắn biết người này không phải kẻ thích mở miệng nói bậy. Tuy Hà Tiến Trung nói ra sự thật, thế nhưng đồng chí Tân lại căn bản không muốn tiếp lời. Thế cho nên cần phải quý trọng. Hà Tiến Trung chỉ nói một câu như vậy thì không tiếp tục mở miệng, thế nhưng ý nghĩa câu nói vừa rồi lại làm cho người ta cảm nhận được nhiều dư vị. Những câu nói của Cục trưởng Hà căn bản không có chút vấn đề gì, nó là sự thật, thế nên cũng không thể trách móc gì được. Đồng chí Tân nhìn Hà Tiến Trung đi đến bên cạnh cửa phòng làm việc của Vương Tử Quân, hắn trầm ngâm giây lát rồi nói. Tôi sẽ quý trọng. Hai người cười cười với nhau, đồng chí Tân khẽ gõ cửa phòng làm việc của Vương Tử Quân. Khi hai người đi vào phòng thì Vương Tử Quân đang uống trà, thấy hai người đi đến thì hắn khẽ khoát tay với Hà Tiến Trung. Cục trưởng Tiến Trung đến rồi đấy à, mời ngồi. Cảm ơn Bí Thư Vương. Hà Tiến Trung biểu hiện cực kỳ khiêm tốn, hắn nói lời cảm tạ với Vương Tử Quân, sau đó ngồi xuống chiếc ghế salon cách Vương Tử Quân không quá xa. Đồng chí Tân rót nước cho Hà Tiến Trung. Sau đó đặt bình trà xuống đi ra khỏi cửa. Vương Tử Quân nhìn Hà Tiến Trung, hắn cũng không nói lời nào, hắn đang chờ Hà Tiến Trung tự mở miệng. Hắn là bí thư thị ủy, thành phố La Nam là sân nhà của hắn có tư cách để cho bất kỳ kẻ nào phải mở miệng. Hà Tiến Trung uống một hớp nước rồi mới trầm giọng nói. Bí thư Vương, tôi đến kiểm điểm với ngài, sự kiện Trịnh Khiếu Nam đánh người phát sinh rõ ràng là chúng tôi không làm tốt công tác bảo đảm trật tự trị an. Rõ ràng vẫn còn tồn tại vấn đề. Vì thế sau khi Cục Công an chúng tôi chăm chú tổng kết lại bài học kinh nghiệm lần này, chúng tôi quyết định sẽ tiến hành một hoạt động tập trung khôi phục trật tự trị an, xem như hộ giá hộ tống cho sự phát triển kinh tế toàn thành phố. Vương Tử Quân nghe Hà Tiến Trung báo cáo mà khẽ gật đầu nói. Cục Công an các anh nên tăng cường nắm bắt phương diện trật tự trị an, trước tiên các anh cứ báo cáo chuyện này với Bí Thư Tống, tạo ra một phương án cụ thể. Sau đó đưa lên cho hội nghị thường ủy xem xét thông qua. Vâng, Bí Thư Vương. Hà Tiến Trung đồng ý một tiếng, sau đó lại khẽ nói. Bí Thư Vương, sự kiện Trịnh Khiếu Nam đánh người đã được điều tra rõ ràng, bây giờ đã có chứng cứ để chứng minh Trịnh Khiếu Nam đánh bố của Nhiếp Vinh Quân. Vương Tử Quân gật đầu từ chối cho ý kiến, hắn cũng không nói gì ở phương diện này. Hà Tiến Trung lại báo cáo vài hạng mục công tác của Cục Công an cho Vương Tử Quân.
sau đó hắn đứng lên chuẩn bị cáo từ. Khi hắn đi ra khỏi phòng làm việc của Vương Tử Quân, hắn chợt khẽ nói. Bí thư Vương, Trịnh Khiếu Đống muốn mời anh một bữa cơm, kính nhờ tôi hỏi anh có thời gian hay không? Vương Tử Quân khẽ nhíu mày, sau đó mới nói. Cũng không cần dùng cơm, nếu anh ta có chuyện thì cứ đến phòng làm việc của tôi. Hà Tiến Trung cũng không dây dưa, hắn cười cười rồi rời khỏi phòng làm việc của Vương Tử Quân. Vương Tử Quân nhìn Hà Tiến Trung bỏ đi mà vẻ mặt trở nên ngưng trọng. Biểu hiện của Hà Tiến Trung thật sự quá mức bình tĩnh, nếu thật sự có căn cứ xác thực chứng minh Trịnh Khiếu Nam đánh bố của Nhiếp Vinh Quân, hơn nữa bố của Nhiếp Vinh Quân lại chết đi sau đó, như thế chờ đợi Trịnh Khiếu Nam cũng không phải chỉ là một hình phạt đơn giản. Rốt cuộc vì sao mà Hà Tiến Trung lại tỏ ra tràn đầy tin tưởng với sự kiện này như vậy? Lúc này Trịnh Khiếu Nam bị bắt giống như chỉ là một sự kiện nho nhỏ, thế nhưng thực tế ở thành phố La Nam có không biết bao nhiêu người nhìn vào sự việc này, đồng thời cũng đang chờ đợi kết quả. Vương Tử Quân có chút trầm ngâm, hắn khẽ cầm điện thoại lên, sau đó bấm số của Mễ Hoa Lâm. Điện thoại vang lên hai tiếng chuông, bên kia chợt vang lên âm thanh trầm ổn của Mễ Hoa Lâm. Chào Bí thư Vương, tôi là Mễ Hoa Lâm. Vương Tử Quân rất hài lòng với vị bí thư đảng ủy cục công an Mễ Hoa Lâm này, hắn cười cười hỏi. Hoa Lâm, việc nhà sắp xếp thế nào rồi? Đều rất tốt, Bí thư Vương, vợ tôi gửi lời cảm ơn ngài, cô ấy bây giờ rất nhiệt tình với công tác ở đơn vị. Vương Tử Quân cười cười, hắn không phải là người cổ hủ, phương án sắp xếp công tác cho vợ của Mễ Hoa Lâm cũng không vi phạm nguyên tắc, thế cho nên hắn cũng thuận tay làm cho xong. Sau khi hắn hỏi vài câu liên quan đến tình huống gia đình của Mễ Hoa Lâm, hắn dùng giọng đùa giỡn nói. Hoa Lâm, tôi cũng không biết nên vui hay nên buồn vì tính tích cực cao trong công tác của chị dâu nữa. Tôi sắp xếp chị ấy đến hội phụ nữ thành phố, cũng là vì muốn anh ổn định hậu phương, cũng không phải muốn có một nữ cán bộ mạnh mẽ. Chương 653, hai thế sự khác thường và tảng đá hầm cầu. Mễ Hoa Lâm tràn đầy cảm kích với Vương Tử Quân, hắn biết mình sở dĩ có ngày hôm nay cũng chủ yếu là vì kết quả đề bạt của Vương Tử Quân. Lúc này nghe thấy Vương Tử Quân gọi vợ mình là chị dâu, hắn vừa sợ hãi vừa cảm động. Bí thư Vương, ngài cứ yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không làm trễ nải công tác của ngài. Vương Tử Quân mỉm cười tỏ vẻ tin tưởng vào lời nói tỏ thái độ của Mễ Hoa Lâm. Hắn hỏi vài câu về tình huống công tác của Mễ Hoa Lâm, sau đó trầm giọng hỏi. Hoa Lâm, lúc này Trịnh Khiếu Nam như thế nào? Mễ Hoa Lâm có chút trầm ngâm, sau đó trầm giọng nói. Bí thư Vương, vụ án Trịnh Khiếu Nam bây giờ do đội cảnh sát hình sự phụ trách, đội trưởng Triệu Sương Phi của đội cảnh sát hình sự là thủ hạ đáng tin của Hà Tiến Trung, thế cho nên tin tức cũng rất khó truyền ra ngoài. Tôi nghe nói cảnh sát hình sự đã nắm được nhiều căn cứ chính xác ở sự kiện này, đã chứng minh rõ ràng là Trịnh Khiếu Nam đánh bố của Nhiếp Vinh Quân. Mễ Hoa Lâm nói đến đây thì dùng giọng không dám khẳng định nói. Những chứng cứ này nếu được chứng thực, như vậy sẽ cực kỳ bất lợi cho Trịnh Khiếu Nam. Nếu kết quả là cực kỳ bất lợi cho Trịnh Khiếu Nam mà đội trưởng đội cảnh sát hình sự và Hà Tiến Trung còn tiếp tục đẩy mạnh xử lý, điều này làm cho Vương Tử Quân cảm thấy sự việc không đơn giản. Hắn trao đổi vài ý kiến với Mễ Hoa Lâm rồi khẽ cúp điện thoại. Biến hóa quỷ dị làm cho hắn càng cảm thấy không tầm thường. Lúc này trong mắt nhiều người thì sự kiện Trịnh Khiếu Nam là trò cao tay của mình, nếu mình thất bại ở vụ này thì chút danh vọng ở sự việc đường sắt Mân Cô sẽ tan biến sạch sẽ. Khi Vương Tử Quân đang rơi vào trầm ngâm thì đồng chí Tân lại đi đến, hắn nhìn bộ dạng trầm ngâm của Vương Tử Quân thì khẽ nói. Bí thư Vương, vừa rồi Chủ tịch Lý có gọi điện thoại đến hỏi ngài có rảnh không, anh ấy chuẩn bị đến báo cáo công tác với ngài. Lý Quý Niên đến báo cáo công tác. Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát, sau đó hắn khoát tay nói với đồng chí Tân. Thế này đi, anh nói căn tin sắp xếp vài món đơn giản, nói tôi mời Chủ tịch Lý dùng cơm. Đồng chí Tân đồng ý một tiếng, sau đó chuẩn bị rời đi. Nhưng Vương Tử Quân chợt khoát tay áo, tỏ ý cho đồng chí Tân có thể dùng điện thoại trong phòng làm việc của mình để liên lạc với bên kia. Đồng chí Tân nhấc điện thoại lên nói vài câu, sau đó mới báo cáo với Vương Tử Quân. Bí thư Vương, Chủ tịch Lý sẽ đi đến căn tin dùng cơm đúng giờ. Sau khi đồng chí Tân rời khỏi phòng làm việc của mình, Vương Tử Quân châm một điếu thuốc. Cho đến nay hắn liên tục nghiên cứu về Chủ tịch Lý Quý Niên, người này là nhân vật thứ hai ở thành phố La Nam, gần đây đối phương biểu hiện cực kỳ an phận. Nhưng hắn cho rằng Lý Quý Niên không phải là loại người mềm yếu dễ ức hiếp, đây là một vị chủ tịch thành phố không đơn giản. Khi Vương Tử Quân đi đến căn tin thì Lý Quý Niên đã đợi sẵn, Lý Quý Niên mặc áo trắng ngắn tay,
khi thấy Vương Tử Quân đi vào thì vội vàng đứng lên nói. Bí thư Vương, mời anh ngồi bên này. Vương Tử Quân khẽ cười nói với Lý Quý Niên. Chủ tịch Lý, anh đến khá sớm đấy. Lý Quý Niên thật sự đến rất sớm, nhưng đây cũng là một loại thái độ tôn trọng với Vương Tử Quân, thế nhưng hắn không nói ra mà chỉ cười cười. Bí thư Vương, con người của tôi sợ nhất là đói, vì vậy từ nhỏ đến lớn đều nhanh chóng trong lúc dùng cơm, thế cho nên mới đến căn tin sớm như vậy. Vương Tử Quân tuy hiểu ý của Lý Quý Niên thế nhưng cũng không nhịn được phải cười lên ha hả, hắn hiểu Lý Quý Niên vì sao lại nói như vậy. Hai vị lãnh đạo dùng cơm ở căn tin, điều này gây ra áp lực rất lớn cho các đầu bếp nơi này. Chủ nhiệm của bọn họ tự mình bưng khay đi đến đặt bốn món ăn xuống trước mặt Bí Thư Vương và Chủ tịch Lý. Bí Thư Vương, vài ngày nữa trong tỉnh sẽ tổ chức hội nghị phát triển kinh tế, mà vị trí của thành phố La Nam lại là kế cuối. Lý Quý Niên gọi một chai bia, hắn rót cho Vương Tử Quân một ly, lại rót cho mình một ly. Vương Tử Quân cũng không xa lạ gì hội nghị phát triển kinh tế. Vào thời Nhiếp Hạ Quân thì đây chính là một hội nghị cực kỳ quan trọng ở tỉnh Sơn Nam. Khi Hào Nhất Phong là bí thư tỉnh Sơn Nam thì tầm quan trọng của hội nghị này lại càng được đề cao hơn, chỗ ngồi trong hội nghị trên cơ bản đều được sắp xếp dựa theo tốc độ và tổng sản lượng kinh tế. Người được sắp xếp ngồi phía trước sẽ vui sướng hớn hở, kẻ ngồi phía sau thì tất nhiên sẽ không có mặt mũi. Khi Vương Tử Quân còn công tác ở thành phố Đông Bộ, lúc đó thành phố Đông Bộ luôn xếp hàng 2-3 trong tỉnh Sơn Nam. Tốc độ và tổng sản lượng kinh tế rất cao, thế cho nên Vương Tử Quân là một chủ tịch thành phố cũng không cảm thấy có chút áp lực ở những hội nghị như vậy. Nhưng bây giờ thành phố La Nam lại khác, mỗi lần có hội nghị như vậy đều xếp ở vị trí cuối cùng, thế cho nên lãnh đạo thành phố cũng cần phải có ra mặt dày. Lý Quý Niên là chủ tịch thành phố nhiều năm, Vương Tử Quân nhìn nụ cười khổ sở của đối phương, thế là hắn cảm thấy chủ tịch Lý công tác cũng không quá dễ dàng. Hắn nâng ly bia cùng với Lý Quý Niên, sau đó cười nói. Phong thủy luân chuyển, ngày mai sẽ đến nhà của chúng ta, tôi tin tưởng vị trí của thành phố La Nam sắp thay đổi. Lý Quý Niên đặt ly bia uống hơn phân nửa xuống bàn, sau đó mới cười nói. Tôi cũng hy vọng có thể thay đổi, thế không cầu công lao quá lớn, chỉ cần ngồi ở hàng giữa là được. Vương Tử Quân cười cười không nói gì, hai người nói vài câu đơn giản, sau đó bá đầu dùng cơm. Lý Quý Niên làm việc chậm chạp, ăn cơm cũng khá chậm, nhai nuốt rất từ tốn. Một lúc lâu sau mới ăn được nửa chén cơm. Bí thư Vương, nói thật với ngài, có một số việc tôi cũng không quen nhìn, thế nhưng những thứ đó lại giống như tảng đá hầm cầu, không những thối mà lại cứng, nếu muốn đá nó đi sẽ bị thương ở chân. Lý Quý Niên nói ra một câu giống như không có chủ đề nhưng Vương Tử Quân lại hiểu rõ đối phương đang tiến hành du thuyết với mình. Chủ tịch Lý nói Trịnh Khiếu Nam là tảng đá hầm cầu. Chủ tịch Lý, anh cảm thấy nên đối diện với tảng đá kia thế nào? Vương Tử Quân híp mắt nhìn Lý Quý Niên rồi khẽ hỏi. Lý Quý Niên cười cười, hắn đặt đũa xuống nói. Coi như bọn họ không tồn tại là được, đường rộng và dài, gặp một tảng đá trên đường thì chúng ta có thể vòng tránh, vừa có thể đi đến tận cùng con đường lại vừa không đau chân, ngài nói xem có đúng không? Vương Tử Quân nhìn gương mặt tươi cười của Lý Quý Niên, sau đó khẽ cười nói. Snow người của tôi lại khác biệt với chủ tịch Lý, tôi thích con đường rộng rãi bằng phẳng. Nếu có tảng đá cản đường, tôi sẽ trực tiếp đá văng nó đi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 77.